Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 11. Coi như ngày mai lấy không được thắng lợi, vậy cũng có hậu thiên, ngày kia là giữ chắc một phần. Được rồi, sớm một chút giải quyết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhắm chúng cả nước sôi trào, Lang Thiên Tử cũng sẽ không cao hứng, nàng ghét nhất động tĩnh quá lớn. Cận Nhất Huyên đối Tống Nhất Phàm tự mình nói. Cứ dựa theo ngươi nói làm chứ sao, chỉ cần Nguyệt Linh gia tộc cầm xuống thiên phủ, chúng ta nhiệm vụ thì hoàn thành, ai nguyện ý tại cái chỗ chết tiệt này ở lâu. Tống Nhất Phàm trợn mắt một cái nói. Sau đó, Cận Nhất Huyên tuyên bố đứng dậy, tuyên bố, hôm nay nhất chiến kết thúc, song phương mỗi người chuẩn bị, ngày mai đang tiến hành một đời đọ sức. Sau khi nói xong, hai người bọn họ lãnh đạm nhìn Chu Tước Vương liếc một chút. Ngươi ngược lại là còn có chút can đảm, biết tiếp tục như vậy, người Chu Tước Vương tộc đều không gánh nổi. Tống Nhất Phàm cười lạnh nói. Tiểu nhân sợ hãi, lĩnh hội không được giám sát sứ đại nhân ý tứ. Khương Thừa cúi đầu run rẩy nói. Không dùng giả ngu, chúng ta rất ngay thẳng, người cũng chỉ có thể lựa chọn đứng tại vệ phủ bên này, người nếu là không sau cùng dẫy dụa một chút, coi như Chu Tước Vương sao. Cận Nhất Huyên nói. Chu Tước Vương cúi đầu. Dẫy dụa đi, dù sao chúng ta cũng vui vẻ nhìn xem các ngươi biểu diễn. Xác thực thật có ý tứ. Bọn họ đối mặt cười liếc một chút. Cuộc tỉ thí này, xác thực rất thú vị. Khẩn trương, kích thích. Nhưng, Lôi Tôn Phủ có tổn thất gì, bọn họ mới không quan tâm đây. Khương Thừa, thì nhìn xem vệ phủ, có thể trợ giúp ngươi chặn đánh bao nhiêu Lôi Tôn Phủ người. Cận Nhất Huyên nói. Nếu như, chặn đánh được nhiều, Lôi Tôn Phủ phế đi, ngươi về sau nhiều hơn đến đỡ Nguyệt Linh gia tộc, đây là ngươi sinh lộ, có thể hiểu. Tống Nhất Phàm nói. Minh bạch, Chu Tước Vương cung kính gật đầu. Bọn họ không quan tâm ai là Chu Tước Quốc Vương tộc. Bọn họ chỉ cần, Vương tộc cùng Nguyệt Linh gia tộc giao hảo. Đến mức Lâm Tiêu Đình, còn phải nhìn hắn tại Thánh Thiên Phủ biểu hiện đi. Lôi Tôn Phủ nếu có thể đương quyền tốt nhất, nhưng vạn nhất không thành, bọn họ hai vị, cũng không có gì cái gọi là. Chu Tước Vương cung, Thanh Loan trai. Trong tẩm cung, Khương Thanh Loan đi qua đi lại, sắc mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản, sợ hàng. Nhiều người như vậy, con ruồi đều không bay ra được. Làm sao bây giờ a? Mà một bên khác, một người mặc cạn quần màu lam thiếu nữ, ngồi ở trên giường, ánh mắt có chút trống không. Loại này trống không, là hoàn toàn không có có ánh mắt, tựa như là một bộ tượng gỗ. Nàng bỗng nhiên duỗi ra cái kia trắng như tuyết mà mảnh khảnh ngón tay, tại giữa không trung chạm đến. Tường. Chỉ thấy nàng không ngừng loay hoay không khí. Giống như một cái kẻ ngu. Trong phòng, tựa hồ có chút kỳ quái. Khương Thanh Loan ngay tại bực bội dạo bước, nàng bỗng nhiên quay đầu, bất ngờ nhìn đến Khương Phi Linh không thấy. Tẩm cung phạm vi, nàng liếc một chút liền có thể xem thấu, xác thực không có Khương Phi Linh. Mà bên ngoài bốn phía đều bao quanh cấm vệ quân. Khương Phi Linh, đi nơi nào? Linh Nhi, Khương Thanh Loan thở nhẹ một tiếng, nghi hoặc nhìn về phía cái giường kia. Vừa rồi Khương Phi Linh chính ở chỗ này a. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngủ ở trên một cái giường, đối lẫn nhau rõ như lòng bàn tay. Làm sao không thấy? Thanh Nhi, ta ở chỗ này đây. Bỗng nhiên giường bên trên truyền đến Khương Phi Linh thanh âm. Ngươi ở đâu? Khương Thanh Loan ngốc trệ. Nàng vội vàng chạy tới, thì tại ở gần cái giường kia thời điểm, nàng bỗng nhiên cùng đụng ở trên tường giống như, phịch một tiếng, mắt nổi đom đóm, kém chút đụng ngất đi. Thế nhưng là trước mắt, rõ ràng không có cái gì a. Nàng duỗi tay lần mò, lại có một bức tường. Lấp kín hoàn toàn trong suốt bức tường. Đúng vào lúc này, Khương Phi Linh theo mặt bên đi ra, thân thể của nàng thì cùng trống rỗng xuất hiện giống như. Đây là cái gì quỷ a, Linh Nhi? Khương Thanh Loan sợ ngây người. Giống như gọi là, không gian tường. Khương Phi Linh nói nghiêm túc. Thứ quỷ gì? Cùng thời gian chẳng có chút tương tự. Thời gian chàng trưởng khống thời gian lưu tốc, mà hôm qua bắt đầu, ta có thể từ từ trong không khí, ngưng tụ cái này vô hình không gian tường. Không gian tường, lớn nhất đại khái có thể đạt tới dài rộng 10 mét hình vuông, độ dày có chừng mười mấy cm, độ cứng rất lớn a, bình thường lực lượng không đánh tan được. Khương Phi Linh nói, đây là ngươi móng tay bên trong phong ấn năng lực, Khương Thanh Loan kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, tay trái cái thứ tư móng tay, giải phong, gọi là không gian tường. Khương Phi Linh nói, đầu ngón tay, phụ linh, ngón áp út, thời gian chàng, ngón giữa, thiên chi dực, ngón trỏ, không gian tường.
kém cỏi nhất ngón tay cái, tay trái phong ấn thì toàn bộ giải trừ. Người tại bức tường này đằng sau, ta nhìn không thấy ngươi. Khương Thanh Loan hỏi. Ta có thể khống chế bức tường này, cũng có thể để ngươi thấy còn lại, nhưng là độ khó khăn có chút lớn, ta hiện tại đang từ từ học tập, đem chính mình giấu ở bức tường này về sau. Ta có dự cảm, theo năng lực tăng lên, có thể chế tạo ra không gian tường thì càng nhiều. Cái này không gian tường, khả năng có thể ngăn trở một số công kích, bởi vì là vô hình, cho nên khả năng có thể bỗng nhiên ngăn trở đối thủ đường đi, để bọn hắn đụng vào. Thời gian chàng cũng chậm chậm có thể tăng lên, đạt tới tốt hơn khống hiệu quả nhanh quả. Trên thực tế, năng lực của nàng, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tỷ như Phụ Linh, tại Trầm Uyên đấu thú thời điểm, bỗng nhiên tiêu thăng đến 20 tầng. Tỷ như Thiên Chi Dực, kỳ thật cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau tựa hồ có biến hóa khác. Mà lúc này ở giữa chàng, không gian tường, liền càng thêm không cần nói. Ảo diệu vô hạn. Linh Nhi, người có thể hay không dùng cái này không gian tường, ngăn trở chúng ta vụng trộm ra ngoài. Khương Thanh Loan kích động hỏi. Ta thử một chút. Ban đêm, vệ phủ. Vệ Kình cộng sinh thú, chôn vào vệ phủ lăng mộ, lập xuống mộ bia. Hắn không nguyện ý đi, vệ thiên thương chỉ có thể để mấy cái thầy thuốc, ngay ở chỗ này cho hắn liệu thương. Ca, quãng đời còn lại, ta ngay tại cái này cùng nó đi. Vệ Kình nhìn qua cái kia mộ bia, ánh mắt đỏ thẫm. Liền sợ vệ phủ một thua, chúng ta cả tộc đều phải rời nơi này. Muốn ở lại chỗ này đều không thành. Viêm Hoàng cung chủ vệ thiên hùng chắp tay sau lưng, đứng tại dưới ánh trăng, thở dài một hơi. Vệ thiên thương nhìn hắn một cái. Cha, ta, hắn cũng là khống chế không nổi bi quan. Cha, nói thật, hôm nay chúng ta mất đi một phần, dù là ngày mai, dựa vào đại ca cùng mộ dương, Triệu Nguyên Cực có thể lật về một ván. Ngày kia thế hệ thanh niên, chúng ta căn bản không có thể đối kháng Nguyệt Linh Cơ cùng Lâm Tiêu Đình người, chúng ta quá khó khăn. Vệ tử Côn lắc đầu nói. Đúng vậy a, nhị tử ta đi lên, sẽ chỉ mất mạng. Lâm Triệu liền ngươi đều dám giết, huống chi bọn nhỏ. Vệ Thiên Hùng nhìn phía xa vệ Quốc Hào, vệ Lăng Huyên bọn họ, ánh mắt run rẩy. Người trẻ tuổi đứng ở trong góc nhỏ, đối mặt vận mệnh thẩm phán, bọn họ ngốc trệ, bối rối, mất hồn mất vía. Cha, vệ Tịnh đi lên phía trước, vịn vệ Thiên Thương đi ra ngoài. Vệ Kinh thảm trạng, vệ phủ tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Liền vệ Thiên Thương đều kém chút chết rồi. Hiện tại toàn bộ vệ phủ, càng bao phủ tại bi ai trong không khí. Thiên mệnh đâu? Vệ Thiên Thương hỏi. Mộ Dương lúc hướng dẫn hắn luyện kiếm đây. Vệ Tịnh nói. Mang ta đi nhìn xem. Treo trăng đầu ngọn liễu. Vệ Thiên Thương nhìn phía xa Mộ Dương cùng Lý Thiên Mệnh. Nếu như Mộ Dương ngày mai có thể ngăn cơn sóng dữ, ngày kia, thì xem Thiên Mệnh. Tịnh Nhi, người bỏ được để hắn đi lên sao? Vệ Thiên Thương hỏi. Tự nhiên bỏ được. Ngươi không sợ hắn chiến tử. Lôi Tôn Phủ, muốn giết nhất người, cũng là hắn. Vệ Thiên Thương giận dữ nói. Sợ a, thế nhưng là, hắn là con của ta, cũng là bạn của ta. Ta tôn trọng hắn tất cả lựa chọn, làm vì mẫu thân, ta chỉ có thể chống đỡ hắn. Vệ Tịnh ôn nhu nói. Hắn ngày kia, sợ là cửu tử nhất sinh. Đứa nhỏ này, thực là không tồi. Ta có chút muốn cho hắn đi trước, rời đi Chu Tước Quốc, cũng có ngày, trở về báo thù. Vệ Thiên Thương nói. Cha, đừng có đoán mò, không có khả năng. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Vì cái gì? Cũng không có vì cái gì, ngươi nhìn lấy chính là. Ngươi thì đối với hắn có lòng tin như vậy, cảm thấy hắn nhất định sẽ không chết. Không phải, ta so với ai khác đều sợ hắn ra chuyện, dù là trên người hắn thì xuất hiện một cái nho nhỏ vết thương, dù là hắn ăn một chút thua thiệt, ta đều đau lòng hơn, đều muốn tan nát cõi lòng. Giống như khi còn bé, hắn học đi bộ luôn ngã xuống, ta cũng đau lòng, thế nhưng là... Ta không thể để cho hắn không đi học đi bộ A. Bởi vì, nếu như không học, hắn đời này cũng sẽ không đi. Sau đó ta quyết định, về sau dù là ta lại đau lòng, ta cũng phải làm cho chính hắn đi làm hắn muốn làm tất cả mọi chuyện. Mà ta, chỉ có thể hướng thượng thần cầu nguyện, hy vọng trông mong thượng thiên có thể che chở hắn. Vệ Tịnh ôn nhu nói, ánh mắt ôn nhu, vĩnh viễn rơi vào thiếu niên kia trên thân. Làm phụ mẫu. Tâm tình của ngươi không đồng dạng, trưởng thành. Vệ Thiên Thương cảm khái nói. Đúng vậy a, cho nên mới biết, ngươi đã từng đến cỡ nào yêu chúng ta, đáng tiếc, 20 tuổi thời điểm, ta không hiểu, chỉ nhớ rõ ngươi không tốt.
Vệ Tịnh nói. Vệ Thiên Thương đứng dậy. Hắn biết, chính mình cũng sai. Nếu như lúc trước dịu dàng một chút, không cần bỏ lỡ 20 năm. Thần cung. Đèn đuốc sáng trưng trong tầm cung. Thần thánh đứng ở cửa sổ, nhìn qua Viêm Hoàng chiến trường phương hướng. Hôm nay hắn không có đi xem, nhưng là mỗi một trận tin tức, đều truyền đến trong tay hắn. Thần ca. Sau lưng một mỹ nhân, phong tình vạn trùng, từ phía sau ôm lấy hắn, hoài ngọc kéo dài. Muốn, mỹ nhân thổ khí như lan nói. Lam Nhi, ngày mai, ta muốn đi Viêm Hoàng chiến trường. Thần thánh đè xuống cánh tay của nàng nói. Mỹ nhân kia sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Nước mắt ào 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 rơi xuống. Ngươi, cũng là quên không được nàng. Ta biết nàng hiện tại lại trở thành 20 tuổi tiểu cô nương, biết nàng so ta tuổi trẻ, nhưng là, người nhi tử đều lớn như vậy, ngươi có thể tự trọng sao? Nàng phẫn nộ, thương tâm gần chết nói. Ngươi có phải hay không não tử nước vào rồi? Thần thánh chừng nàng liếc một chút. Tiến cái gì nước? Ngoại trừ giữa nam nữ điểm ấy phá sự, ngươi liền không thể muốn chút chuyện khác. Không ai dành với ngươi nam nhân, liền đến cơ sở hoảng cái gì? Vậy ngươi làm gì đối Vệ Tịnh sự tình để ý như vậy? Đệ nhất, Mộ Dương là ta hảo hữu. Thứ hai, ta thân này tu vi, phủ chủ đối với ta chỉ dẫn rất lớn. Thứ ba, đối phương khinh người quá đáng, coi ta chu tước quốc không ai, lão tử không thể nhịn. Thần thánh nói. Thứ tư, ngươi muốn tại Vệ Tịnh trước mặt đùa nghịch. Tuyết Lam cả giận nói. Lão tử đánh chết ngươi cái này ngu xuẩn phụ. Một phen chiến đấu kịch liệt. Tuyết Lam oa trên giường. Tức giận bất bình, nói. Ta mặc kệ, người muốn đi, ta cũng muốn đi. Người chỉ có thể nhìn, không thể động. Nàng hận a. Vì cái gì, Vệ Tịnh sống tới coi như xong, còn có thể quay về 20 tuổi. Nàng cho đến nay đều chưa có xem, quay về 20 tuổi Vệ Tịnh. Nhưng là, tâm lý ghen ghét chi hỏa, đã cháy hừng hực. Thiên phủ gia tộc, quyết đấu sinh tử. Ngày thứ hai, Viêm Hoàng chiến trường phía trên người. Căn bản nhất cái đều không đi. Bọn họ ngay ở chỗ này qua đêm, liền ở chỗ này chờ đợi. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Lôi Tôn Phủ, Nguyệt Linh gia tộc, một lần nữa vào tràng, khí thế hung hăng. Một bên khác, Vệ gia một đoàn người từ Vệ Thiên Thương chỉ huy, đi vào chiến trường. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia nhìn thoáng qua, Lâm Tiêu Đình vẫn là không đến. Xem ra, thân chúng đoạn căn tán, làm Lâm Công Công, còn cần khôi phục một chút. Lý Thiên Mệnh cười. Cái này Lâm Tiêu Đình, thật sự là gặp báo ứng. Tuy nhiên không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, thậm chí lục căn thanh tịnh về sau tu luyện càng thêm hung mãnh. Nhưng là, không có giữa nam nữ điểm này tưởng niệm, vậy liền liền xúc sinh cũng không bằng. Dù sao, xúc sinh cũng có phu thê sinh hoạt a. Sao một cái, thoải mái chữ đến. Chỉ là, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, Lâm Tiêu Đình thành Lâm Công Công, vậy còn không đầy đủ. Hắn nhìn thoáng qua, Lâm gia người từng cái sát khí ngút trời, điều này nói rõ, Lâm Tiêu Đình đoán chừng không chữa được. Đoạn căn tán phía dưới, cái kia đồ chơi sẽ héo rút, sau cùng mục nát, vô cùng thê thảm. Nàng, thật hung ác a. Lý Thiên Mệnh thấy được Lâm Tiêu Tiêu, nàng mờ mịt đứng tại Lâm gia trong đội ngũ, cùng Lâm gia người không hợp nhau. Thậm chí, nàng không cẩn thận chặn Lâm Thiên Giám con đường, còn để Lâm Thiên Giám một bàn tay quất ở sau gáy phía trên. Thất tha thất thểu cút qua một bên. Cô nương này, kỳ thật thật đáng thương. Thế giới của người lớn quá hung ác, nàng mới 15 tuổi, thì tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh ba người ở giữa báo thù. Nàng đã từng tín nhiệm Mộc Tình Tình cùng thân ca ca, bỗng nhiên ở giữa, khuôn mặt biển dạng. Mà bây giờ, nàng còn đem kiến thức một trận máu tanh chiến tranh. Có người vì thủ hộ gia tộc, vì tôn nghiêm, thành yêu. Có người vì xưng vương, vì quật khởi, vì báo thù. Có người cao cao tại thượng, bày mưu tính kế, xử lý một trận sinh tử bộ phim, sau đó say sưa ngon lành nhìn lấy. Đây chính là người trưởng thành thế giới. Tựa hồ, không có nhiều như vậy sen đình đánh đàn, chim hót hoa nở, năm tháng tính tốt. Lý Thiên Mệnh đứng tại nhã gian bên trong bên cửa sổ phía trên, ngóng nhìn phía trước. Hắn còn chứng kiến Lý Viêm Phong. Hôm nay là trung niên đệ nhất xuất chiến, làm Lôi Tôn Phủ ở rể, hắn đại khái dẫn muốn xuất tràng. Làm Lôi Tôn Phủ pháo hôi đi. Theo rời đi Ly Hỏa Thành về sau, Lý Thiên Mệnh kỳ thật đều hạ quyết tâm, đời này tốt nhất đừng lại đụng phía trên nam nhân này. Đáng tiếc, Lý Viêm Phong đến Diễm Đô. Thậm chí, thành vì địch nhân của mình.
Cái này chỉ có thể nói rõ, giữa bọn hắn số mệnh, còn không có giải quyết rõ ràng đi. Hôm nay, có lẽ là giải quyết ngày. Hắn đã thật lâu, không có xưng hô người phụ thân này. Nhưng, liên hệ máu mủ, cha con quan hệ, không thể phủ nhận. Lý Thiên Mệnh không hy vọng hắn chết, thế nhưng là, dạng này phụ thân, hắn chỉ có thể hy vọng sau ngày hôm nay, vĩnh viễn không lại gặp. Lúc này thời điểm, hai vị giám sát sứ cùng Chu Tước Vương, đến lần nữa. Không cần nói nhảm nhiều lời, hai đại thiên phủ gia tộc trung niên đệ nhất quyết đấu, hiện tại bắt đầu. Mời song phương, phái người vào sân. Cường điệu quy tắc, chiến trường người bên ngoài, không thể quấy nhiễu chiến đấu. Chu Tước Vương tuyên cáo. Đây là đối Mộ Dương làm hành động sửa đổi. Cho nên hôm nay, nếu như Lôi Tôn Phủ muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Coi như nó nhận thua, hai vị giám sát sứ phản ứng thời gian, cũng là mê. Trông cậy vào giám sát sứ, sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn, một ngày này, vệ gia, chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Viêm Hoàng chiến trường bên trong. Lâm gia, Lâm Hiếu Nguyên xuất chiến. Đây là Lâm gia ngũ tử một trong, nhỏ tuổi nhất một vị. Người kia ra sân, thể hiện ra cùng hôm qua thế hệ trước hoàn toàn khác biệt khí chất. Thế hệ trước, kiếm pháp ảo diệu, nhưng là khí huyết một chút yếu kém. Mà trung niên đệ nhất, như mặt trời giữa trưa, khí huyết tràn đầy, lĩnh ngộ cao thâm, thậm chí so lão niên đệ nhất, càng cường thịnh hơn. Thí dụ như Mộ Dương, hôm qua xuất thủ, hôm nay đã bị nhận định là Chu Tước Quốc mới đệ nhất nhân. Vệ phủ, Triệu Nguyên Cực xuất chiến. Chiến công thiên vương Triệu Nguyên Cực. Vệ Thiên Thương đệ tử thân truyền, Mộ Dương sư đệ. Hắn đến xung phong, so vệ tử côn cũng phải làm cho người yên tâm. Lại là một trận đặc sắc đại chiến. 60 hơi thở về sau, Triệu Nguyên Cực đánh tan Lâm Hiếu Nguyên, lần nữa vì vệ gia đánh ra khí khái. Lôi Tôn Phủ người mặc dù nhiều, nhưng, lại không tinh. Điểm này, Vệ Thiên Thương hai người đệ tử xác thực lợi hại. Rất nhiều người đánh giá. Nhưng... nhiều người chính là có thể xa luân chiến. Nguyệt Linh gia tộc, Nguyệt Linh Phong xuất chiến. Ta, Châu, xuất chiến. Ba cuộc chiến đấu, liên tiếp tiến hành. Lâm Thiên Giám bên này, huynh đệ 5 người. Nguyệt Linh Tiêu bên này, huynh đệ 3 người. Tăng thêm Lý Viêm Phong, chỉ là đứng tại phía trước, đều có 9 người. Mà vệ phủ bên này, chỉ có Triệu Nguyên Cực, vệ tử côn, vệ thiên hùng cùng Mộ Dương, có ngày ý cấp bậc chiến đấu lực. Đến mức không đến thiên ý cảnh giới người, song phương đều có không ít, nhưng là không có ý nghĩa tham chiến. Triệu Nguyên Cực, liên tiếp đánh tan 3 người, lấy một địch 3, thẳng đến sau cùng, tinh bì lực tấn. Vệ phủ, lần nữa chiếm trước cục, để toàn trường chấn động. Thứ tư chiến còn chưa bắt đầu, vệ thiên thương liền để Triệu Nguyên Cực đi ra, hắn đã hao tổn to lớn, có không ít thương thế. Lại đánh một trận, rất có thể bị đối phương tìm tới cơ hội trọng thương thậm chí chém giết. Cái này không cần thiết. Tử côn, người đi xuống, tốt nhất có thể tiêu hao một hai người. Vệ thiên thương nói. Đối phương nhân số thực sự nhiều lắm. Vệ tử côn là 4 người bên trong yếu nhất một cái. Vệ thiên thương để hắn thứ hai xuất thủ, trông cậy vào không nhiều, có thể làm hao mòn một hai người là có thể. Hắn đối thực lực đối phương hiểu khá rõ, vệ tử côn tuy nhiên không tính quá mạnh, nhưng đối diện có thể nghiền ép hắn người, bao quát Lâm Thiên Giám ở bên trong. Không cao hơn 3 cái. Đúng, cha, vệ tử côn đứng lên. Kỳ thật hắn đối với mình, đối hôm nay lần này quyết đấu, nắm chắc vẫn còn tương đối lớn, hắn chỉ là lo lắng ngày mai, hoàn toàn không có phần thắng. Một phần, căn bản vô dụng. Hắn nhìn đối diện liếc một chút, nếu như Lâm Thiên Giám hiện tại xuống tới, hắn đoán chừng chỉ có thể nhận thua. Nhưng là những người khác, hắn cũng không phải là rất sợ. Vệ phủ, vệ tử côn, xuất chiến. Hắn rơi trên mặt đất, ánh mắt sáng rực nhìn lấy đối diện. Người nào, đem sẽ trở thành chính mình đối thủ. Đúng vào lúc này, một cái áo bào đỏ cẩm y nam tử rơi vào trước mắt của hắn. Người kia, trong đôi mắt, bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt. Lôi Tôn Phủ, Lý Viêm Phong, xin chỉ giáo. Ngươi, làm vệ tử côn thấy được chính mình đối thủ thứ nhất về sau, nhịn cười không được một chút. Khinh miệt cười lạnh. Nói thật. Nhiều như vậy đối trong tay, hắn không sợ nhất, cũng là Lý Viêm Phong. Tuyệt đối pháo hôi. Lôi Tôn Phủ, không có để hắn cái thứ nhất xuất chiến, đều làm người hiếm lạ. Ngươi là gần nhất, mới đột phá thiên ý cảnh giới A. Vệ tử côn châm chọc nói.
Lý Viêm Phong quất ra một thanh hắc kiếm, hắn khẽ ngẩng đầu, ngắm vệ tử côn liếc một chút, mặt không biểu tình, một kiếm chỉ hướng vệ tử côn. Giờ khắc này, toàn trường đều đang nghị luận Lý Viêm Phong thân phận. Tự nhiên có vô số người, nhìn về phía vệ tịnh, Lý Thiên Mệnh. Từng tràng liên quan tới Lý Viêm Phong cùng vệ phủ nghị luận, trực tiếp triển khai. Một trận chiến này, rất có ý tứ. Thú vị, một cái vệ thiên thương hoàn toàn chướng mắt tiểu tử nghèo, cùng hắn con ruột ở giữa quyết đấu. Lý Viêm Phong, ngược lại là có một cái chứng minh cơ hội của mình. Loại này tự mang mâu thuẫn quyết đấu, tự nhiên càng thêm nóng nảy. Nhất là cái kia Lý Viêm Phong, biểu lộ đạm mạc, thần sắc âm lãnh, tay cầm tối sầm kiếm, người bất động, cũng đã sát khí ngút trời. Ông, vào thời khắc này, một cái màu trắng tinh cự điểu, chạy như bay thượng thiên. Trong khi vũ dực triển khai trong nháy mắt, vô số màu trắng liệt diễm bắt đầu đốt cháy. Nóng rực nhiệt độ, trong một chớp mắt, bao phủ toàn trường. Thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, thiên bạch diễm trọng minh điểu. Cái kia trắng như tuyết cự điểu mỗi một cái ánh mắt, quả nhiên đều có hai cái tròng mắt. Liếc một chút song đồng, thần thái tự nhiên khác biệt, cái kia thiên bạch diễm trọng minh điểu lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lạnh lùng dữ tợn. Cái gì tạp huyết cộng sinh thú, ha ha. Vệ tử côn sau lưng, một cái kim sắc bằng điểu. Chạy như bay mà ra, triển khai hai cánh thời điểm, kim quang vạn trượng. Đây là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, ngũ trảo kim cương bằng. Tại vệ phủ, ngũ trảo kim cương bằng địa vị, so với bát dực kim xí đại bằng điểu cao hơn. Cái kia ngũ trảo kim cương bằng, cũng không phải là một chân ngũ trảo, mà chính là cái kia dưới phần bụng, trực tiếp dài ra năm đầu chân. Mỗi một điều, đều có sắc bén kim cương trảo. Cái kia kim cương trảo, như là đỉnh phong thú binh, xem ra xé rách sắt thép thú binh, cũng không thành vấn đề. Ngũ trảo kim cương bằng cận chiến năng lực, có thể nói mạnh phi thường. Vệ tử côn, liền xem như tạp huyết cộng sinh thú, thủ ngươi mạng chó, là đủ. Lý Viêm Phong cười lạnh một tiếng, lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên tiến lên. Hô! Cái kia thiên bạch diễm trọng minh điểu, một miệng phun lửa, ngọn lửa màu trắng như là dòng nước lũ. Vỡ đề bạo phát, ầm vang mà ra. Vô số bạch sắc hỏa diễm, bao trùm hướng lên trời văn kết giới. Thiên văn kết giới bên trong, nhiệt độ cao đến dọa người, hỏa diễm sở hướng, liền nham thạch bùn đất, đều biến đến cháy đen. Nói khoác mà không biết ngược, nhưng người bực này xuất thân thấp hèn trước đó, cũng chỉ xứng làm người chó săn, làm người bán mạng. Vệ tử côn bay lên mà lên, tay cầm trường đao, hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh, bổ về phía Lý Viêm Phong. Một trận chiến này, khắp nơi đều là bạch hỏa cùng kim cương. Cái kia hai đầu cộng sinh thú, mỗi người thi triển linh nguyên thần thông, tại lẫn nhau tranh đấu đồng thời, bọn chúng thần thông, cũng để cho song phương ngự thú sư vô cùng mạo hiểm. Có thể nói, thiên bạch diễm trọng minh điểu, cùng ngũ trảo kim cương bằng tương xứng. Lý Viêm Phong cũng không tệ lắm a, mới vừa lên thiên ý cảnh giới, vậy mà có thể cùng vệ tử côn đánh một cái ngang tay. Nguyệt Linh Hồng kinh ngạc nói. Ngang tay. Lôi Tôn Lâm Triệu nở nụ cười, tay vuốt hàm râu. Đúng vào lúc này, Lý Viêm Phong cầm kiếm, kiếm ảnh luân động thời khắc, hắn nhắm mắt lại, một kiếm một vòng. Đột nhiên, kiếm ý bạo phát, hắn trên thân kiếm ảnh trùng điệp, phảng phất địa ngục buông xuống. Sau đó, gào khóc thảm thiết, tử vong vô tận. Hắn hừ một tiếng, một kiếm đâm ra, một kiếm kia giống như một đạo giang hà, cuồn cuộn mà ra. Nhưng, đây không phải phổ thông giang hà. Đây là một đạo tối tăm màu vàng giang hà, sông trên sông, oan hồn vô số, ác quỷ trải rộng. Mỗi một cái ác quỷ oan hồn, trên thân thiêu đốt lên thương ngọn lửa màu trắng, gào khóc thảm thiết. Một kiếm này, sát khí ngang dọc. Một kiếm này, sinh tử trong nháy mắt. Vô sinh địa ngục kiếm, Hoàng Tuyền. Vệ thiên thương bỗng nhiên đứng dậy, cả người đã ngốc trệ. Làm sao có thể? Tại chỗ vô số cường giả, nhìn đến một kiếm này uy lực. Tại chỗ não tử trống rỗng. Một kiếm này, quá nhanh, quá hung tàn. Vệ tử côn trước mắt hơi rung động, chảy xiết Hoàng Tuyền đã vào tới trước mắt. Hoàng Tuyền phía trên, oan hồn ác quỷ, trong nháy mắt quấn lên thân thể. Lý, thì ở nơi này trệ ở giữa, một kiếm mà qua. Ngược lại giết đến tận thương thiên. Sau đó, hồng bào nam tử kia, cùng thiên bạch diễm trọng minh điểu giáp công ngũ trảo kim cương bằng. Mà vệ tử côn, hoàn toàn bị một kiếm này dây dưa, đứng chết chân tại chỗ. Hắn bị cái kia Hoàng Tuyền khóa lại.
Lý Viêm Phong một kiếm khóa kín Vệ Tử Côn, một kiếm ngút trời. Tại cái kia Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu liều chết dây dưa kéo lại Ngũ Trảo Kim Cương bằng thời điểm, Lý Viêm Phong đột nhiên xuất hiện, một kiếm theo hắn ánh mắt xuyên thấu đi, lại từ cái ót mặc đi ra. Sau đó, rút kiếm, rời đi. Ngũ Trảo Kim Cương bằng, trong nháy mắt mất mạng, đập xuống đất. Cho đến lúc này, Vệ Tử Côn mới xé rách kiếm thế. Sau đó, hắn tận mắt thấy, cộng sinh thú bị Lý Viêm Phong một chiêu diệt sát. Hiện tại, đến phiên ngươi. Lý Viêm Phong đột nhiên cười một tiếng, như là ác quỷ. Lần nữa một kiếm, như là hoàng tuyền, ở sau lưng hắn, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu phun ra màu trắng liệt diễm, che phủ thiên địa. Lý Viêm Phong ẩn tàng ở bên trong liệt hỏa. Đinh! Vô sinh địa ngục kiếm, bỗng nhiên buông xuống. Chết! Rầm rầm rầm! Mất đi cộng sinh thú, Vệ Tử Côn tại chỗ ngốc trệ, sau đó tròn mắt tận nứt. Chỉ là, hắn căn bản ngăn không được Lý Viêm Phong kiếm. Vô sinh địa ngục, một kiếm xuyên qua. Phốc phốc! Vệ Tử Côn bụng linh nguyên bị phá, thiên địa linh khí chấn động lăn lộn. Phốc phốc! Lý Viêm Phong lần nữa một kiếm. Chuẩn bị tốt đã chết rồi sao? Hắn đã chuẩn bị tốt, đại khai sát giới. Giờ khắc này, Vệ Tử Côn đã sợ đến toàn thân run rẩy. Lý Viêm Phong hoàn toàn không có lưu tình. Ngay tại tử vong hàng lâm thời khắc, Vệ Tử Côn trực tiếp vứt bỏ binh khí, từ trong ngực móc ra một cái kim sắc hình cầu. Cái kia hẳn là một loại đỉnh cấp thú binh. Quả bóng vàng đột nhiên phát ra chướng mắt cường quang, trong nháy mắt làm cho cả thiên văn kết giới, biến thành kim sắc hình cầu. Ta nhận thua, ta nhận thua. Vệ Tử Côn thê thảm thanh âm, không ngừng tại thiên văn trong kết giới quanh quẩn. Thậm chí, mười hơi về sau, đã kêu khóc. Kim Minh Châu, giết không được, nhưng phế bỏ. Tống Nhất Phàm nói. Cận Nhất Huyên nở nụ cười, cho đến lúc này, hắn mới mở ra thiên văn kết giới. Tiếp theo trong nháy mắt, Vệ Tử Côn toàn thân nhuốm máu, theo trời văn kết giới leo ra. Một trận chiến này, Ngũ Trảo Kim Cương bằng, chết. Mà Vệ Tử Côn, bảy cái linh nguyên bị phá bốn cái, tại chỗ phế bỏ. Muốn nhiều thê thảm, có bao thê thảm. Thật có thể chạy, sớm biết, trực tiếp trước cắt mất của ngươi đầu chó. Lý Viêm Phong cất tiếng cười to. Nếu không phải Kim Minh Châu quang mang che lấp, Vệ Tử Côn, chết chắc. Lý Viêm Phong, mạnh đến loại trình độ này. Có như vậy trong nháy mắt, toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Mà cái kia Lý Viêm Phong, xuất ra một khối vải trắng, cầm trong tay hắc kiếm chi huyết lau sạch sẽ. Động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ. Lau sạch sẽ về sau, hắn đem hắc kiếm chỉ hướng Vệ gia phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Vệ gia, cái kế tiếp. Làm hắn nói xong cái này năm chữ về sau, toàn trường xôi trào. Hắn hời hợt, cùng Vệ Tử Côn trong nháy mắt bị phế, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái kia trên tường thành, Vệ Tử Côn trừng to mắt bò lên ra ngoài, vẫn khó có thể tin. Côn nhi, Vệ Thiên Thương sắc mặt trắng bệch. Hôm qua, huynh đệ bị phế, hôm nay, nhi tử bị phế. Mà lại, phế đến càng thêm triệt để. Cộng sinh thú chết, Vệ Tử Côn bản thân đều trọng thương. Nhanh, cứu ta, Vệ Tử Côn rú thảm nói. Vệ gia, chỉ có thể trước cho Vệ Tử Côn liệu thương, nhưng là linh nguyên bị phế, cộng sinh thú đã chết, về sau Vệ Tử Côn, chỉ có thể làm người phế nhân. Lý Viêm Phong, hai kiếm phế bỏ Vệ Tử Côn. Cái này hai kiếm, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Liền Lý Thiên Mệnh đều ngây ngẩn cả người. Hắn đều cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lý Viêm Phong, hắn đã vậy còn quá cường. Hắn cùng Vệ Tử Côn sinh mệnh, hoàn toàn không phải một cái quỹ tích, Vệ Tử Côn thành tựu thiên ý cảnh giới đã 3 năm trở lên. Hắn làm sao có thể, trực tiếp phế bỏ Vệ Tử Côn. Thì kém một chút, Vệ Tử Côn mất mạng. Hắn làm sao có thể, đem vô sinh địa ngục kiếm, nắm giữ đến trình độ như vậy. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, vì Lý Viêm Phong rung động. Chỉ thấy hắn, điên cuồng cười một tiếng. Sau đó cắn răng, nhìn về phía Vệ gia phương hướng, trầm giọng nói, thật bất ngờ sao. Ta 5 năm trước, đã đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Ta, xuất thân thấp hèn. Ta, không có thiện ý công pháp. Ta, đắp lên thương từ bỏ 5 năm, cũng bởi vì, ta không có chỗ dựa. Thế nhưng là 5 năm này, ta không có hoang phế, ta không có thiên ý công pháp, ta trước hết tu luyện thiên ý chiến quyết, ta trước hết cảm ngộ thiên ý. Ta luyện cái này vô sinh địa ngục kiếm, có 5 năm.
5 năm, ta luyện trọn vẹn 80 triệu kiếm. Hôm nay, ta Lý Viêm Phong đứng ở chỗ này, chính là muốn đem những cái kia mắt chó coi thường người khác ra hỏa, nguyên một đám chém xuống trước người. Cho nên, vệ gia, lại đến một người. Hắn tuyên cáo, chỉ ít bị đè nén 5 năm. Đúng là như thế, tại bạo phát giờ khắc này, mới kinh thiên động địa như vậy, như thế, gọi người á khẩu không trả lời được. Ánh mắt của hắn, hừng hực như lửa, kiếm chỉ vệ gia. Tại phía sau hắn, cái kia Liễu Khanh đã sớm khóc đỏ lên hai mắt, nàng nắm chặt hai nắm đấm, vì người đàn ông này, cảm thấy kiêu ngạo. Từ đó về sau, cái này Chu Tước Quốc, lại không có năng lực xem nhẹ hắn Lý Viêm Phong người. Hắn biết, hai kiếm phế bỏ vệ tử côn, cho vệ gia mang tới đả kích lớn đến bao nhiêu. Vệ Thiên Thương, càng là mất hết mặt mũi. Hắn khổ tâm bồi dưỡng nhi tử, lại bị chê nhiều năm, theo không được đến thừa nhận con rể, một chiêu đánh tan. Giờ phút này, vệ gia rơi xuống đáy cốc. Nói thật, cho đến nay, vệ gia mỗi người biểu hiện, đều chinh phục toàn trường. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, một cái Lý Viêm Phong, lại đem vệ gia khí thế hoàn toàn trấn áp, trực tiếp đánh tan nội tâm. Vệ Thanh Giật năm người hài tử, đã sắc mặt trắng bệch, té ngồi trên mặt đất, trời đã sụp xuống. Lý Viêm Phong, người xúc sinh này, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sau một khắc, Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng tiến chiến trường. Làm hắn xông đi vào thời khắc, mỉm cười cận nhất huyên, thì đóng lại thiên văn kết giới. Viêm Phong, vệ ra mắt chó coi thường người khác, nhưng là ta Lôi Tôn phủ, tôn trọng ngươi loại này tay trắng khởi ra nhân vật anh hùng. Hôm nay, ngươi nếu có thể thủ Vệ Thiên Hùng đầu chó, ngày khác ta thoái vị, còn ta Lâm Thiên giám vì Lôi Tôn phủ phủ chủ, ngươi chính là phó phủ chủ. Sau đó Lôi Tôn phủ, trừ cha con ta, người Lý Viêm Phong lớn nhất. Một khắc này, Lôi Tôn, tại trong lòng mỗi người quanh quẩn. Đại khí bàng bạc, để một cái ngoại tộc, làm Lôi Tôn phủ phó phủ chủ. Các loại Lâm Triệu trăm năm, Lý Viêm Phong tại Lôi Tôn phủ, dưới một người, trên vạn người. Chỉ cần, giết chết Vệ Thiên Hùng. Đa tạ Lôi Tôn ơn chi ngộ, Viêm Phong suốt đời khó quên, hôm nay, ta thì Vệ Thiên Hùng đầu chó, cho Lôi Tôn phủ dâng tặng lễ vật. Lý Viêm Phong, tay cầm hắc kiếm, nếu như huyễn ảnh. Viêm Hoàng cung chủ, ăn Chu Tước Quốc nhiều như vậy tư nguyên, ta nhìn ngươi, vẫn là cái phế vật. Lý Viêm Phong đại khí bàng bạc, đã sớm làm cho tất cả mọi người, trong lòng run sợ. Hôm nay, là Lý Viêm Phong quật khởi ngày. Vệ Thiên Hùng tự nhiên so vệ tử côn, cường phía trên một cái cấp bậc, nói hắn là phế vật, quả thật có chút hượng ép. Hắn cộng sinh thú, chính là thập dược kim xí đại bằng điểu. Đồng dạng là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú. Vệ Thiên Hùng hai mắt huyết hồng, đồng dạng sát khí thông thiên, hắn tay cầm song giản, thẳng thắn thoải mái. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều có thể tạo thành thanh thế to lớn. Vệ Thiên Hùng chiến lực, cơ hồ cùng ngày hôm qua Vệ Kình ngang hàng. Nhất là, hắn ở trên trời ý phía trên tạo nghệ tương đương thâm trầm, tại thú nguyên phía trên, cũng áp chế Lý Viêm Phong không ít. Ngay từ đầu, Vệ Thiên Hùng dựa vào kinh khủng bạo phát, áp Lý Viêm Phong liên tục lùi lại, thậm chí phun máu, vết thương đầy người. Lý Viêm Phong, giống như hoàn toàn không địch lại. Nhưng là ngay cả như vậy, cái kia Lý Viêm Phong còn tại giữ tợn cười to. Phế vật, ta nếu có ngươi tư nguyên, sớm siêu việt ngươi gấp 10 lần. Vệ Thiên Thương, ngươi xem thường ta, nhưng là ngươi nhi tử, một cái so một cái phế vật. Ngươi căn bản, không có tư cách xem thường ta. Ai biết, cái này nhiều năm khổ tu, hắn cả ngày lẫn đêm, đem cái kia vô sinh địa ngục kiếm, tu luyện tới trình độ nào. Ai biết, Lôi Tôn phủ thiên ý công pháp, đối với hắn trọng yếu bực nào. Coi như mình đầy thương tích, coi như sinh tử một đường, coi như Vệ Thiên Hùng trấn áp phía dưới, hắn vô cùng chật vật. Thế nhưng là chỉ cần để hắn tìm tới một cái cơ hội, hắn thì cận kề cái chết, cũng muốn để Vệ Thiên Hùng trả giá đắt. Ngay tại Vệ Thiên Hùng nghiền ép tới, mắt lộ ra khinh miệt chi ý giờ khắc này. Vô sinh địa ngục kiếm, Vong Xuyên. Đệ nhất kiếm, Hoàng Tuyền. Đệ nhị kiếm, Vong Xuyên. Một kiếm, ép ra Vệ Thiên Hùng. Một kiếm, chặt đứt cái kia thập dược kim xí đại bằng điểu ba cái cánh. Máu tươi vẩy ra, để Lý Viêm Phong toàn thân máu me đầm đìa. Nhưng, đây không phải là máu của hắn. Từ hôm nay trở đi, ta muốn để ngươi vệ phủ, như chó một dạng, quỳ ở trước mặt ta. Lý Viêm Phong sát điên rồi. Chết! Trên người hắn vết thương chồng chất,
khắp nơi đều là huyết ngân, nhưng là cục diện bây giờ là, hắn truy sát Vệ Thiên Hùng. Cái kia vô sinh địa ngục kiếm, chém giết điên cuồng. Vệ Thiên Hùng, không phải muốn vì đệ đệ ngươi báo thù sao? Đến a, như thế thứ hèn nhát, còn tưởng là Viêm Hoàng cung chủ. Hắn dựa vào vô sinh địa ngục kiếm đáng sợ kiếm ý, tuyệt địa bắn ngược, giờ phút này, chuyển bại thành thắng. Phốc phốc, một kiếm từ phần eo sát qua đi, Vệ Thiên Hùng bị xé nứt ra một đường vết rách. Đinh, trong tay Hoàng Kim Giản bị đánh bay ra ngoài. Lý Viêm Phong càng đánh càng hăng, như là ma quỷ. Không có khả năng, không có khả năng, Vệ Thiên Hùng tuyệt vọng. Hắn đường đường Viêm Hoàng cung chủ, liền một cái thành chủ nho nhỏ đều đánh không lại. Cái này mất mặt, ít nhất phải ném 100 năm. Nhưng mất mặt tính là gì? Hiện tại nhưng là muốn chết. So Vệ Tử Côn còn thảm, muốn mất mạng tại chỗ. Ta không thể thua, ta không thể thua, Vệ Thiên Hùng gào thét một tiếng. Chỉ tiếc, lại gào thét đều vô dụng. Hôm nay, Lý Viêm Phong biểu hiện, xác thực rung động toàn trường. Vệ Thiên Thương cùng Vệ Kình đánh ra Vệ gia khí khái, giờ khắc này, toàn bộ bị Lý Viêm Phong nghiền ép sạch sẽ. Tuyệt đối đừng nhận thua, nếu không, ngươi chính là cả đời cẩu nô. Đường đường Viêm Hoàng cung chủ, chỉ xứng tại ta dưới chân phủ phục. Lý Viêm Phong lay động kiếm mà đến, dù là máu me khắp người, lại càng giết càng hăng. Vệ Thiên Hùng triệt để tan tác. Nhận thua, thiên văn bên ngoài kết giới. Mộ Dương thanh âm truyền đến. Không thể, không thể a. Vệ Thiên Hùng hốc mắt huyết hồng, hắn biết, cái này một nhận thua, cũng là cả một đời rửa không rõ vô cùng nhục nhã. Nhận thua, đằng sau ta đến. Mộ Dương lần nữa hô một tiếng. Vệ Thiên Hùng, đừng để sư tôn đau lòng thêm nữa. Làm Mộ Dương câu nói này truyền đến thời điểm, Vệ Thiên Hùng triệt để hỏng mất. Phụ thân thì hai đứa con trai, hiện tại phế bỏ một cái, nếu như mình còn ở nơi này cậy mạnh. Về sau, dựa vào Vệ Tịnh cho phụ thân đưa ma sao. Hắn từ bỏ. Ta nhận thua, ta nhận thua. Giám sát sứ, ta nhận thua. Vệ Thiên Hùng, hô lên cái này khuất nhục một câu. Một khắc này, toàn trường cười vang. Một khắc này, Vệ Thiên Thương nhắm mắt lại. Mấu chốt là, hai vị giám sát sứ, vẫn thờ ơ. Ta nhận thua a. Lý Viêm Phong tiếp tục điên cuồng đuổi giết, chỉ là, hắn có thể đánh bại Vệ Thiên Hùng, chưa hẳn có thể giết hắn. Một mực tiếp tục gần 10 hơi thời gian. Mắt thấy Lý Viêm Phong còn không giết chết Vệ Thiên Hùng, cái kia cận nhất huyên mới ngáp một cái, mở ra thiên văn kết giới thông đạo. Vệ Thiên Hùng, rốt cục thoát được một mạng. Nhưng là, chật vật chạy trốn, cuối cùng máu me đầm đìa, chỉ có thể bò ra ngoài thiên văn kết giới dáng vẻ, thực sự làm trò hề cho thiên hạ. Toàn trường diễm đô nhân vật, nhìn đến cái này cao cao tại thượng Viêm Hoàng cung chủ, bị Lý Viêm Phong đánh cho thảm như vậy, nhịn không được hống cười rộ lên. Vệ phủ cốt khí cùng thần uy, đã không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, Lý Viêm Phong máu me khắp người. Hắn đem hắc kiếm cắm trên mặt đất, duỗi ra hai tay, chỉnh lý trên người vạt áo. Sau đó, lại dùng khăn tay mới lau đi vết máu trên người. Toàn trường vì hắn gieo hò. Tại chỗ đa số đều là xem náo nhiệt, cho dù là thiên phủ thiên sư Liễu Tuyết Giao, đều cùng Triệu Thiên Thần cùng một chỗ, lẫn trong đám người xem náo nhiệt. Vệ Kình Vệ Thiên Thương siêu tuyệt biểu hiện, đạt được tôn trọng. Lý Viêm Phong siêu tuyệt biểu hiện, tăng thêm đánh mặt Vệ gia, tự nhiên cũng được đến cao giọng gieo hò. Vệ gia mặt mũi, ném đến sạch sẽ, thiên phủ thiên sư Liễu Tuyết Giao, lắc đầu cười nhạo. Thật không nghĩ tới, Vệ Tử Côn, Vệ Thiên Hùng, sẽ có thảm như vậy một ngày, thật sự là sảng khoái. Triệu Thiên Thần cười nói. Bọn họ chế giễu, chỉ là Viêm Hoàng chiến trường phía trên một cái ảnh thu nhỏ. Lý Viêm Phong, Lý Viêm Phong, bốn phía cao giọng gieo hò, để Lý Viêm Phong đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Hắn lau sạch sẽ vết máu trên người. Quay đầu hướng Lôi Tôn nói, Lôi Tôn, để ngươi thất vọng, không thể làm thịt đầu này chó mất chủ. Không tệ, ta đáp ứng ngươi, cũng có thể thực hiện. Lôi Tôn thoải mái cười to. Lý Viêm Phong, một người nghiền ép Vệ Tử Côn, Vệ Thiên Hùng hai người. Thì kém một chút, liền có thể để huynh đệ bọn họ cùng một chỗ quy thiên. Bây giờ Vệ gia chỉ còn lại Mộ Dương một cái. Mà Lôi Tôn phủ tăng thêm Nguyệt Linh gia tộc, bao quát Lý Viêm Phong, còn có 6 người. Mộ Dương hôm nay lại nghịch thiên, cũng đỡ không nổi loại xe này luân chiến. Cảm tạ Lôi Tôn, Lý Viêm Phong, suốt đời khó quên. 20 năm,
rốt cuộc đã đợi được hôm nay phong cảnh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía hai vị giám sát sứ, thỉnh cầu nói, mời hai vị giám sát sứ, cho ta một chút thời gian, để cho ta chấm dứt một đoạn ân oán. Chuẩn, Tống Nhất Phàm nói. Lý Viêm Phong gật đầu bái tạ, quất ra hắc kiếm, bỗng nhiên chỉ hướng Vệ Tịnh. Trên tường thành, Vệ Tịnh vừa vịn Vệ Thiên Hùng trở về. Từ đầu đến cuối, có quá nhiều người nhìn lấy nàng, bởi vì Lý Viêm Phong đã từng là trưởng phu nàng. Vệ Tịnh, nhìn qua, Lý Viêm Phong nhỏ nhỏ hất cằm lên. Ngươi muốn nói cái gì? Vệ Tịnh đứng trong gió, ánh mắt của nàng bên trong tơ máu trải rộng. Cho tới nay, ta đều không có một cái nào cơ hội tuyên cáo, hôm nay nhân cơ hội này, ta muốn làm sáng tỏ một việc. Lúc nói chuyện, Lý Viêm Phong ánh mắt, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt thiêu đốt. Hắn từng chữ nói ra, nói, có người cho là ta cô phụ mẹ con bọn hắn, ngày hôm nay, ta muốn nói cho tất cả mọi người, ta theo không thua thiệt Vệ Tịnh. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh, không phải nhi tử ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường oanh động. Không là của hắn, cái kia là của ai? Điều này có ý vị gì? Cái mũ, hay thay đổi? Câu nói này, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng ngây ngốc một chút. Kỳ thật hắn hoài nghi tới vô số lần, nhưng mấu chốt là, mẫu thân đã từng nói, hắn cũng là Lý Viêm Phong chi tử a. Thế nhưng là giờ phút này, làm hắn nhìn lấy bên cạnh Vệ Tịnh sắc mặt, hắn đã nhìn ra. Xưa nay không làm sao nói láo nàng, đối với việc này, nói láo. Nói thật, Lý Thiên Mệnh dễ dàng. Hắn một mực nhìn cái này Lý Viêm Phong không vừa mắt, nếu không phải mình cha, trong lòng của hắn thì sẽ không như thế xoắn suýt. Hiện ở trong đó tuyên bố, chuyện tốt. Thiên đại hảo sự. Trách không được, hắn giúp Liễu Thiên Dương, đều không giúp chính mình. Trách không được, 20 năm qua, hắn trên cơ bản đều không gánh chịu phụ thân trách nhiệm. Không phải cha, tất cả đều vui vẻ. Lúc trước, cái này Vệ Tịnh hoài thai tháng 3 tìm ta, cùng ta ký kết hôn nhân, ta lúc ấy tham luyến sắc đẹp của nàng, đáp ứng nuôi dưỡng Lý Thiên Mệnh lớn lên, nhưng, ta cùng người này ở giữa, chưa từng cha con quan hệ. Lý Viêm Phong nói, vừa mới thành hôn, sinh hạ Lý Thiên Mệnh, Vệ Tịnh liền phải tiểu mệnh kiếp, cho nên, ta cùng nàng ở giữa, cũng chưa từng làm qua một ngày phu thê. Cho nên, từ đầu đến cuối, ta cùng Vệ Phủ, không có nửa phần quan hệ. Hắn ở đây tuyên cáo, chính là vì thoát khỏi cùng Vệ Phủ ở giữa liên lụy, từ đó hoàn toàn trở thành Lôi Tôn Phủ người. Thời khắc như vậy, Lý Thiên Mệnh không thể nghi ngờ tại phong bạo chính giữa. Nhưng là, hắn có chút mộng. Nhìn lại, Mộ Dương cùng Vệ Thiên Thương, giống như đối Lý Viêm Phong nói lời, cũng không có ngoài ý muốn, nói rõ bọn họ đã biết chuyện này. Muốn đến, hẳn là tại cho Vệ Tịnh giải trừ tiểu mệnh kiếp về sau, Vệ Tịnh mới thẳng thắn. Nàng chỉ là còn không có cơ hội, cùng Lý Thiên Mệnh nói rõ ràng. Hắn đại khái đoán ra chuyện gì xảy ra. Đệ nhất, Vệ Tịnh hoài thai tháng 3, mới cùng Lý Viêm Phong tiến tới cùng nhau. Thứ hai, lúc ấy Lý Viêm Phong theo đuổi nàng, cũng biết nàng mang bầu, nhưng là cam tâm tình nguyện, đồng thời đáp ứng nuôi dưỡng Lý Thiên Mệnh lớn lên. Đây chính là Vệ Tịnh lựa chọn Lý Viêm Phong, không có lựa chọn Mộ Dương cùng thần thánh nguyên nhân. Dù sao, nàng có thai, Mộ Dương cùng thần thánh, đều là nàng bạn rất thân, nàng không có cách nào đối mặt bọn hắn, càng không pháp hướng Vệ Thiên Thương bàn giao. Hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh không phải Mộ Dương, thần thánh chi tử. Như vậy vấn đề tới, cha của mình, là ai? Tại cái này hỗn loạn thời khắc, Lôi Tôn phủ bên kia, Lôi Tôn Lâm Triệu cười hỏi một câu, Lý Viêm Phong, cái kia ngươi cũng đã biết, Vệ Tịnh chưa kết hôn mà có con, Lý Thiên Mệnh cha là ai? Lấy Chu Tước Quốc dân phong, đây chính là thiên hạ trò cười, nhất là, nàng là cao quý thiên phủ phủ chủ chi nữ. Lý Viêm Phong nở nụ cười, nói, ai biết cái này tiện hóa, chỗ nào làm con hoang. Câu nói này vừa ra, toàn trường cười to. Nếu như nói phía trước những lời kia, Lý Viêm Phong lộ ra có thể thông cảm được, nhưng là câu này, nhưng bây giờ quá phận. Ngươi im miệng đi, ban đầu là ngươi nguyện ý cùng Tịnh Nhi đế ký khế ước, muốn leo lên Vệ gia không thành. Bây giờ lại ở chỗ này mỉa mai chế nhạo, ngươi còn có phong độ sao? Mộ Dương trầm giọng nói. Liên quan gì đến ngươi? Mộ Dương, người này phụ ngươi, còn coi ta là oan đại đầu, ngươi còn vì Vệ gia chiến đấu, ngươi thật đúng là rộng lượng. Lý Viêm Phong cười lạnh nói. Dương ca, đừng nói nữa. Vệ Tịnh nhẹ nói. Kỳ thật, bây giờ chế giễu nàng quá nhiều người. Nhưng là, so sánh Vệ gia hiện tại khốn cảnh, đây hết thảy, lại tính là cái gì?
Chuyện của ta, khác ở trước công chúng liên lụy quá nhiều đi, đối Thiên Mệnh không công bằng. Vạn chúng chế nhạo nàng chưa kết hôn mà có con, để vệ phủ mặt mũi, lần nữa mất hết. Nương, ta tin tưởng ngươi, tối nay trở về, ngươi đem hết thảy cùng ta nói rõ ràng là có thể. Đến mức Lý Viêm Phong, nói thật, ta ước gì hắn không phải ta cha. Lý Thiên Mệnh an ủi. Hắn biết Vệ Tịnh là như thế nào người. Nguyên lai chuyện này, thật có ẩn tình khác. Quan hệ này đến chính mình chân chính thân thế, thậm chí, cùng 10 cái thái cổ hỗn độn cự thú chứng có quan hệ. Hôm nay, một cái Lý Viêm Phong, cơ hồ hủy đi Vệ Thiên Thương 3 cái con gái. Lôi Tôn phủ nước cờ này, xuống đến xinh đẹp. Hôm nay đem cùng Lý Viêm Phong cha con quan hệ, càng là đoạn đến triệt triệt để để. Lý Thiên Mệnh lại không gánh vác. Cái này tiểu nhân, năm đó chính mình truy cầu Vệ Tịnh, danh xưng nguyện ý an ủi nuôi mình lớn lên, kỳ thực vì leo lên vệ phủ. Nhưng, Vệ Thiên Thương hoàn toàn chướng mắt hắn. Lại bởi vì tiểu mệnh kiếp, để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên, cái này 20 năm, hắn đối mẹ con bọn hắn, qua loa cho xong. Nhưng, đây đều là tự do của hắn, không có sai lầm lớn, không thể đạo đức bảng giá. Thế nhưng là những thứ này, cũng không thể che giấu, hắn hôm nay phế bỏ vệ tử côn, cũng không thể che giấu, hắn trước mặt mọi người nhục nhã Vệ Tịnh, xưng hô Lý Thiên Mệnh vì con hoang. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiện tại hy vọng, tên lớn lối này, trả giá đắt. Chỉ tiếc, hiện tại Vệ gia, chỉ còn lại Mộ Dương một người. Mà đối phương còn có 6 cái. Vốn là, Mộ Dương ngày hôm qua kinh diễm biểu hiện, để vạn chúng cho rằng hôm nay nhất chiến còn có lo lắng. Nhưng là hiện tại, Lý Viêm Phong một người chống lên Lôi Tôn phủ, còn có gì khó tin? Giờ phút này, Lý Viêm Phong phong quang vô hạn. Hắn lần nữa kiếm chỉ vệ phủ, híp mắt, hắc kiếm chỉ hướng Mộ Dương, cất cao giọng nói, như vậy, liền để ta xem một chút, người cái này Chu Tước quốc đệ nhất nhân, đến cùng có năng lực gì? Mộ Dương, người cút cho ta xuống tới. Phách lối. Nhưng là, hắn giờ phút này có phách lối tư bản. Một cái chưa lập gia đình trước mang thai tiện hóa, hai cái cao cao tại thượng phế vật, thì cái này 3 cái con gái, người Vệ Thiên Thương cái này lão cẩu, cũng có thể xem thường ta. Hiện tại, ta lại giết chết người cái này đệ tử đắc ý nhất, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, Vệ Thiên Thương. Hôm nay, ta liền muốn ngươi vệ phủ, bị chết sạch. Tại hắn như thế khiêu khích phía dưới, Mộ Dương mặt không biểu tình, làm hắn đi hướng thiên văn kết giới thời điểm, toàn trường tĩnh mịch. Lớn nhất làm cho người mong đợi Mộ Dương, rốt cục tại Lý Viêm Phong khiêu khích bên trong, phẫn nộ ra sân. Dù là hắn xem ra rất bình tĩnh, nhưng là mọi người đều biết, hắn rất phẫn nộ. Bất quá, người người vạn vạn không nghĩ đến, ngay một khắc này, có một cái nam tử mặc áo bào lam, bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh thần huyễn ảnh, xuất hiện ở vệ gia bên này. Mẹ nó, cái này vô sỉ bỉ ổi tiểu nhân, lão tử nhìn không được. Người nào ở chỗ này bạo nói tục. Mọi người trừng to mắt xem xét. Lại là tinh thần thương hội đương gia thần thánh. Chỉ thấy hắn đứng tại Vệ Tịnh trước mặt, một đôi mắt như tinh thần hải dương, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tịnh, trực tiếp mở miệng hỏi. Nguyệt Linh gia tộc có họ hàng thân thuộc, các người vệ phủ có hay không họ hàng thân thuộc? Không có họ hàng thân thuộc, ta tới làm ngươi họ hàng thân thuộc. Vệ Tịnh, có hay không loại ngay ở chỗ này cùng ta bái đường, chờ ta đánh xong, ta ngay tại chỗ bỏ ngươi. Thống khoái điểm, tới hay không? Thần thánh cử động lần này quả thực gọi toàn trường trợn mắt hốc mồm. Liền Chu Tước Vương, cũng không dám trắng trợn trợ giúp vệ phủ, hắn dám. Hắn chỉ có một người tới, trực tiếp liền muốn tìm Vệ Tịnh tại chỗ bái đường. Lôi Tôn phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc, còn làm một trận thịnh đại hôn lễ đây. Can đảm này, cái này phóng khoáng, đây là tính tình bên trong người, đây là nghĩa bạc phân thiên. Cái kia đoạn lời nói, so Lý Viêm Phong, còn muốn gọi người một mặt ngốc trệ. Đương nhiên, lớn nhất đờ đẫn vẫn là Tuyết Lam. Nàng còn đang mừng thầm đâu, trong tay buông lỏng, nam không có người. Sau đó, hắn xuất hiện tại Vệ Tịnh trước mắt, muốn cùng nàng tại chỗ bái đường. Câu nói kế tiếp Tuyết Lam đều không có nghe rõ, bởi vì cả người đã choáng váng. Nàng há to mồm, ánh mắt một chút thì đỏ lên, toàn thân run rẩy, nhìn lấy nam nhân của mình, hào khí vượt mây, đứng tại nàng lớn nhất ghen tị Vệ Tịnh trước mặt. Dựa vào cái gì, nàng có thể quay về 20 tuổi a? Nàng hiện tại ngay cả đứng tại Vệ Tịnh trước mặt dũng khí đều không có. Mấu chốt là, người chung quanh, đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy nàng.
Bọn họ bái đường, vậy mình tính là gì? A! À, Tuyết Lam hét thảm một tiếng, lại vội vừa giận, khí huyết không tâm, tại chỗ ngất đi, nằm sấp ngã trên mặt đất. Mọi người còn tưởng rằng, nàng đây là muốn tìm một cái kẽ đất chui vào đây. Nói thật, thần thánh hành động này, đối hai vị giám sát sứ tới nói, là một cái khiêu chiến. Nhưng mấu chốt là, Nguyệt Linh gia tộc, đều dựa vào họ hàng thân thuộc xuất chiến, vì cái gì vệ gia, không thể có họ hàng thân thuộc. Cho nên, mọi người chỉ sẽ cảm thấy thần thánh to gan lớn mật, nhưng lại sẽ không cảm thấy trên quy tắc, có vấn đề gì. Vạn chúng chú mục bên trong, Vệ Tịnh ngơ ngác nhìn thoáng qua hắn. 20 năm trước, hắn cũng là nhiệt huyết như vậy xúc động. Quên đi thôi, không thể liên lụy ngươi, ngươi có vợ con già trẻ, khác tranh đoạt vũng nước đục này. Vệ Tịnh lắc đầu nói. Các ngươi một nhà, đều là ta sinh mệnh bên trong quý nhân, ta không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn như thế ức hiếp các ngươi, ta đã từng cũng là thiên phủ một phần tử, để cho ta xuất chiến. Vệ Tịnh, ngươi muốn nhìn Mộ Dương cũng cho bọn hắn 6 người mài chết a. Tới hay không, cho thống khoái a, thần thánh ánh mắt nóng rực nói. Vệ Tịnh nhìn một chút Mộ Dương, cuối cùng vẫn gật đầu. Vệ gia, xác thực cần muốn trợ giúp. Hiện tại là vệ phủ sống chết trước mắt, chỉ có thể ủy khuất một chút Tuyết Lam. Dù sao, thành thân chưa tới một canh giờ, không tính là gì. Kết quả là, hiện tại mấy vạn người, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn, vô cùng đơn sơ bái đường. Người chủ trì đều không có, nhất bái thiên địa cái gì, đều là thần thánh chính mình gào to. Đối bái hoàn tất, thần thánh đắc ý nhìn Mộ Dương liếc một chút, hỏi, như thế nào? So ngươi có gan a? Mộ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi làm gì rước họa vào thân? Đây là vệ gia sự, không phải chuyện của hắn a. Lôi Tôn phủ khinh người quá đáng, lão tử nhìn không được. Phía trên đến cấp ngươi chia sẻ mấy cái, không cần cảm ơn. Sau khi nói xong, hắn quay người hướng xuống, vọt thẳng tiến thiên văn kết giới, đứng ở Lý Viêm Phong trước mắt. Cái này nhanh chóng quyết đoán khí phái, ngược lại để người khâm phục. Cử động của hắn, nhìn như buồn cười, kỳ thật bốc lên bao lớn nguy hiểm, thì làm một câu, nhìn không được. Diễm Đô tất cả danh môn vọng tộc đều trốn đi, hắn lại vào lúc này đứng ra. Vì bằng hữu, vì chính nghĩa không tiếc mạng sống, nói một câu, nghĩa bạc vân thiên, thật không đủ. Không nghĩ tới đường đường thần thánh, không biết tốt xấu như thế. Lý Viêm Phong híp mắt. Nói thật, thần thánh cái này một lẫn vào, lấy thực lực của hắn, khẳng định có thể tiêu trừ rất lớn một bộ phận Lôi Tôn phủ ưu thế. Dạng này, Mộ Dương hoàn toàn không đem làm một địch sáu. Khác kỳ kỳ oai oai, ta xem thường loại người như ngươi. Lý Viêm Phong, ngươi cảm thấy mình hôm nay rất điêu, lại không biết, ngươi vô sỉ bỉ ổi, để cho ta buồn nôn. Ô ngôn uế ngữ, đi khi nhục nữ nhân cùng hài tử, ngươi, không xứng đứng ở chỗ này. Thần thánh cười lạnh nói. Thật sao, vậy đến lập cái sinh tử cục như thế nào, đến chết đến, không cho phép nhận thua. Lý Viêm Phong ánh mắt âm sâm. Siêu việt thần thánh. Chém giết thần thánh. Cái này, có thể so sánh đánh bại Vệ Thiên Hùng còn muốn nổ tung. Bởi vì, thần thánh cũng là tay trắng khởi ra. Có thể, thần thánh cười. Sinh tử kết quả, cái này Lý Viêm Phong, thật sự là giết đỏ mắt. Cười còn về sau, trong mắt của hắn tinh quang thôi sán. Người trước khi chết, đều sẽ bành trướng, cái gọi là bành trướng, cũng là người bộ dáng bây giờ. Thần thánh nói. A, à, Lý Viêm Phong thu hồi cười lạnh. Sau một khắc, cầm kiếm, giết người. Ông, thần thánh trên thân, bỗng nhiên lập lòe chướng mắt tinh thần quang mang. Một chiêu này bạo phát, toàn bộ thiên văn kết giới, đều là gai mắt tinh quang. Giống, tinh quang bên trong, một đầu lập lòe hùng sư, quân lâm thiên hạ. Hôm nay còn thứ nhất bát giai cộng sinh thú bát tinh đế sư. Cái kia hùng sư sáng chói trong ánh mắt, tám cái ngôi sao, lập lòe phát sáng. Tại cái này trong ánh sáng, thần thánh ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, bộ dáng như vậy, đủ để cho vô số mỹ phụ thất thần. Trong ánh sáng, hắn tay cầm một tử sắc thần thương, khống chế cái kia bát tinh đế sư, như là phía trên thần hàng lâm. Đánh bại Vệ Thiên Hùng, liền để ngươi cho rằng Chu Tước Quốc không ai. Thì ngươi cái này vô sinh địa ngục kiếm, còn muốn khiêu chiến Mộ Dương. Lý Viêm Phong, mở to hai mắt thấy rõ ràng, cái gì gọi là thiên ý chiến quyết. Ngươi khổ tu 5 năm, coi như người khác, không có khổ tu sao. Một khắc này, bát tinh đế sư gào thét, vô tận sóng âm, chấn động đến thiên văn kết giới ẩm vang chấn động.
Trong một chớp mắt, trường thương rơi xuống, Bát Tinh Đế Sư triển khai hai cánh, nhào về phía Lý Viêm Phong cùng Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu. Linh Nguyên Thần Thông, Thương Hỏa Bạch Hà, Trọng Minh Chi Đồng Tử. Lý Viêm Phong tay cầm hắc kiếm, một kiếm hiểu ý. Vô Sinh Địa Ngục Kiếm, Hoàng Tuyền, Vong Xuyên, Đệ Tam Kiếm, Luân Hồi. Luân hồi một kiếm, siêu thoát vạn cổ, một kiếm vì vòng. Nhưng là giờ khắc này, thần thánh hóa thành tinh quang, tinh hà sáng chói. Tinh hà vẫn lạc thương đạo. Nhất thương nơi tay, nối liền trời đất. Thiên ý cảnh phía dưới, căn bản xem không hiểu loại cấp bậc này ảo diệu, chỉ thấy vô số điểm sao rơi xuống, Lý Viêm Phong cùng Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu, trực tiếp bị nuốt hết. Linh Nguyên Thần Thông, phá diệt tinh hà. Bát Tinh Đế Sư há mồm phun một cái. Vậy mà phun ra vô số ngôi sao, chướng mắt tinh quang, áp bách thiên địa. Thật mạnh. Lôi Tôn trong phủ, người người biến sắc. Phốc phốc. Đinh đinh đinh. Mọi người chỉ nhìn đến tinh quang, nhưng lại không biết Lý Viêm Phong ở phương nào. Ầm ầm. Bỗng nhiên ở giữa, tinh quang tan hết. Trong khói dày đặc, Bát Tinh Đế Sư gào thét một tiếng, đi ra chiến trường, ở tại trên đỉnh đầu, thần thánh tay cầm trường thương, tư thế. Đùa nghịch. Mà tại phía sau hắn, Lý Viêm Phong quỳ trên mặt đất, kiếm cắm trên mặt đất, ngay tại thổ huyết. Trên người hắn, hết thảy bốn cái huyết động. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Mỗi một cái lỗ máu, đều là một cái linh nguyên. Hắn hết thảy bảy cái linh nguyên, bị thần thánh đâm rách bốn cái, một thân công lực, trực tiếp phế bỏ hơn phân nửa. Kết cục của hắn, cùng Vệ Tử Côn, giống như đúc. Thiên ý cảnh giới, trực tiếp sụp đổ. Sau đó có thể bảo trì linh nguyên cảnh chiến đấu lực cũng không tệ. Lý Viêm Phong, triệt để phế đi. Hắn hôm nay kiêu ngạo nhất bản sự, trực tiếp tan thành mây khói. Mà ở sau lưng hắn, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu phủ phục mặt đất, máu chảy thành sông. Cộng sinh thú, chiến tử. Một trận chiến này, mãnh liệt hung ác, sau đó Lý Viêm Phong, trực tiếp tại Diễm Đô Cường Giả xóa tên. Thần thánh, mạnh như vậy. Diễm Đô các cường giả. Lần nữa rung động. Lý Viêm Phong đánh tan Vệ Tử Côn, Vệ Thiên Hùng. Vốn cho rằng thần thánh cùng Vệ Thiên Hùng một cái cấp bậc, nhưng giờ phút này thần thánh lại làm cho Lý Viêm Phong trực tiếp tan tác tại chỗ. Mặc dù nói Lý Viêm Phong kinh lịch hai trận chiến, trạng thái rất kém cỏi, nhưng thần thánh thực lực vẫn không thể khinh thường. Sau đó lại một lần nữa, toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Phốc, Lý Viêm Phong lại phun một ngụm huyết. Lý Viêm Phong, ta biết, ngươi muốn giết ta, dẫm lên ta, để ngươi càng thêm uy phong. Ta và ngươi khác biệt, vốn là lập xuống sinh tử kết quả, lấy tính tình của ta, chí ít muốn mạng của ngươi. Nhưng, ta xem ở ngươi những năm này, cho Tĩnh Nhi một cái đi chỗ phân thượng, ta lưu ngươi một cái mạng. Ta có thể thừa nhận, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng là tuyệt đối đừng cho rằng, ngươi đã vô địch Diễm Đô, rất buồn cười. Cho nên, Lý Viêm Phong, lăn ra Diễm Đô. Khác đang suy nghĩ gì đi đến nhân sinh đỉnh phong mộng đẹp. Ngươi không có cường giả tâm, ngươi chỉ có oán hận, trả thù. Ngươi chỉ là cái không có mặt mũi tiểu nhân, sẽ chỉ nối giáo cho giặc, cho nên, ngươi không xứng. Thần thánh mỗi một câu, đều như đâm trúng một thương hắn. Kỳ thật, là Lý Viêm Phong lập xuống sinh tử kết quả, thần thánh cân nhắc qua giết hắn. Dù sao, Lý Viêm Phong chỉ là kém chút, không giết chết Vệ Tử Côn cùng Vệ Thiên Hùng. Muốn không phải cái này hai người huynh đệ kịp thời nhận thua, hiện tại cũng là hai thi thể. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là lưu thủ. Dù sao, cái kia 20 năm, hắn tuy nhiên thái độ ác liệt, chưa bao giờ quan tâm, chưa bao giờ trợ giúp. Nhưng, hắn chí ít cho Vệ Tịnh một cái thân phận, cho Lý Thiên Mệnh một cái thân phận, để hắn không đến mức trở thành, bị người nhạo báng không cha người. Nói thật, hôm nay, cũng không phải là Lý Viêm Phong ân oán. Mà chính là Lôi Tôn phủ ân oán. Lý Viêm Phong hôm nay chỉ là bị lợi dụng nhân vật, là Lôi Tôn phủ sát thủ. Tuy nhiên chính hắn cam tâm tình nguyện trở thành sát thủ. Nhưng, kẻ cầm đầu, vẫn là Lôi Tôn phủ. Vệ Tử Côn xuống tràng, hơn phân nửa còn muốn tính toán tại Lôi Tôn phủ đầu phía trên. Lợi hại. Lý Viêm Phong bỏ lên, nhìn thoáng qua thần thánh. Hắn xác thực coi là, mình có thể độc bá Diễm Đô. Không nghĩ tới. Diễm Đô còn có nhiều như vậy, ngọa hổ tàng long thế hệ. Lan, thần thánh nói. Lý Viêm Phong bỏ lên, đi hướng Lôi Tôn phủ, mà Lôi Tôn phủ bên này, người người sắc mặt tái xanh. Nửa đường giết ra một cái thần thánh, phá Lý Viêm Phong sáng tạo đại hảo cục diện.
Phong ca. Liễu Khanh sắc mặt tái nhợt, hơn ngàn đến chuẩn bị nâng hắn. Liễu Khanh, đứng lại. Bỗng nhiên, Lôi Tôn hừ lạnh một tiếng, để Liễu Khanh ngốc trệ đứng lại, ngạc nhiên quay đầu. Lý Viêm Phong cũng ngây ngốc một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Tôn phủ tất cả mọi người. Chỉ thấy, bọn họ tất cả mọi người, đều lấy ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy chính mình. Lôi Tôn, Lý Viêm Phong đờ đẫn nhìn lấy hắn. Ngươi không có giá trị lợi dụng, cút đi, về sau, khác tiếp cận Liễu Khanh. Lôi Tôn nói. Lý Viêm Phong cười. Hắn cười đến điên cuồng, cười đến bất đắc dĩ, cười đến thê thảm. Các ngươi đám này chó săn, một cái so một cái hung ác a. Lý Viêm Phong cắn răng nói. Nói thêm câu nữa, để ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Lôi Soái Lâm Thiên dám cười lạnh. Một cái không có giá trị lợi dụng chó săn, còn có thể có cái gì tác dụng. Lý Viêm Phong máu me khắp người, một bên cười, một bên lạnh lùng âm hiểm nhìn Lôi Tôn phủ. Coi ta là chó điên. Lâm Triệu, người đừng để ta bắt được cơ hội a, bằng không, ha ha. Lý Viêm Phong cảm thấy, hắn cùng Lôi Tôn phủ ở giữa, ngược lại không xong. Nhân tâm chính là như vậy. Chỉ cần trong nháy mắt, liền để làm cho tuyệt vọng, khiến người ta lên cơn giận dữ. Chỉ là, ai còn quản hắn Lý Viêm Phong đang suy nghĩ gì? Toàn trường tĩnh mịch, nhìn lấy Lý Viêm Phong, lấy dạng này báo ứng, đi ra Viêm Hoàng chiến trường, biến mất không còn tăm tích. Liễu Khanh lo sợ không yên ngồi đang ngồi vào phía trên. Tỷ, cái này chó săn rốt cục xong đời. Bất quá, hắn cho chúng ta Lôi Tôn phủ mang đến rất tốt đẹp chỗ, Lôi Tôn cùng Lôi Soái nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. Liễu Thiên Dương hưng phấn nói. À, Liễu Khanh nhắm mắt lại. Tiếp tục, bộ giám sát sứ cận nhất huyên xem hết cái này cảnh phim, trực tiếp tuyên cáo. Thần thánh, bây giờ còn tại thiên văn trong kết giới đây. Lôi Tôn phủ người cũng đừng xuống, ba người các ngươi, lưu cho Mộ Dương. Ta khiêu chiến Nguyệt Linh gia tộc hai vị, các ngươi, cùng tiến lên. Thần thánh nói. Câu nói này, rung động đến tâm can. Nguyệt Linh Tiêu, Nguyệt Linh Phong hai người, thế nhưng là Nguyệt Linh trong gia tộc năm một đời giường cột. Đã hắn có ý tưởng này, thỏa mãn hắn, cận nhất huyên híp mắt nói. Ngày hôm qua Mộ Dương, hôm nay thần thánh, hắn đồng dạng cảm giác, diễm đô, cường giả không ít. Cái này cảnh phim, thoải mái chập trùng, đẹp mắt. Nguyệt Linh Tiêu cùng Nguyệt Linh Phong, có một loại bị vũ nhục cảm giác. Nhưng, đã đối phương không biết sống chết, bọn họ sợ cái gì? Hai người bước vào giữa sân, không nói hai lời, liên thủ vây công thần thánh. Trận chiến đấu này, hung mãnh, kịch liệt. Nhưng, Nguyệt Linh gia tộc, thật sự là quá bình thường. Trận này tiêu tốn thời gian, so với quyết Lý Viêm Phong dài. Thần thánh cũng coi như thi triển tất cả vốn liếng, chiến đến toàn thân đẫm máu. Nhưng mấu chốt là, hắn thắng. Thần thánh lấy một địch hai, vẫn làm cho Nguyệt Linh Phong cùng Nguyệt Linh Tiêu trực tiếp nhận thua. Nguyệt Linh Phong cùng Nguyệt Linh Tiêu, cúi đầu rời đi, liền Nguyệt Linh Cơ cũng nhịn không được đậu đen rau muống một câu, các ngươi cũng quá mất mặt đi. Tại sao cùng cha ngươi nói chuyện? Nguyệt Linh Tiêu lúng túng nói. Nguyệt Linh Cơ mặt mũi tràn đầy xem thường. Xem ra, chỉ có thế hệ thanh niên mới có thể bảo trụ Nguyệt Linh gia tộc mặt mũi. Cục diện bây giờ, đều là Lôi Tôn phủ cho Nguyệt Linh gia tộc đánh xuống. Bất quá may mắn, đánh tan hai người này về sau, thần thánh thu tay lại. Hắn lại giết tiếp, đoán chừng giám sát sứ đều nổi giận. Kết quả là, thần thánh nhảy lên thành tường, đi tới vệ phủ bên này. Vệ Tịnh, lão tử nhìn ngươi khó chịu, đem ngươi bỏ, cáo từ. Sau khi nói xong, thần thánh trực tiếp lách mình. Chuyển mắt không thấy. Mọi người chỉ thấy, cái này hiệp khách giống như nhân vật, ôm lấy chính mình té xỉu thê tử, đảo mắt chạy xa. Hiện tại, vệ tử côn, Lý Viêm Phong đều phế đi. Cái này quyết đấu sinh tử, sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn. Hiện tại vệ gia, ngoại trừ tâm lý hoảng sợ, đám người còn lại, đều là ngập trời sát tâm. Cái này, có lẽ chỉ là bắt đầu. Sau đó, vệ gia cùng Lôi Tôn phủ, không chết không thôi. Mộ Dương. Vệ Thiên Thương cắn răng, nhịn xuống lão lệ, ánh mắt đỏ như máu. Sư Tôn. Biết phải làm sao không? Biết, ta để huynh đệ bọn họ ba người, cùng một chỗ xuống địa ngục. Tốt. Vệ Thiên Thương, trùng điệp gật đầu. Vệ tử côn không chết, đều là vận khí tốt. Giữa song phương, đã không chết không thôi, cái kia sau đó diễm đô, chỉ có thể sống sót một cái gia tộc. Lại không hạ sát thủ,
chờ bọn hắn nguyên khí không thương tổn, lại đến gia hại vệ phủ. Vệ Kinh, vệ Tử Côn đều phế đi, ai còn có thể ngăn cản quyết đấu sinh tử sau Lôi Tôn phủ. Cho nên, sau đó tử chiến, là duy nhất lựa chọn. Lúc này thời điểm, Mộ Dương đã rơi vào thiên văn trong kết giới. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Tôn phủ. Lâm gia ngũ tử, còn có Lâm Thiên Hiên, Lâm Tiêu Phong cùng Chu Tước quốc đệ nhất nguyên soái Lâm Thiên Giám không có xuất chiến. Ta không muốn đánh quá lâu. Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong, Lâm Thiên Hiên, các ngươi ba cái, cùng tiến lên. Mộ Dương hời hợt nói. Lôi Tôn phủ bên này, Lâm gia ngũ tử, hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói thật chứ, Lâm Thiên Giám ánh mắt sáng lên. Kiến thức Mộ Dương ngày hôm qua thủ đoạn, hắn đã hối hận đề nghị giám sát sứ để Mộ Dương xuất chiến. Nhưng bây giờ, cơ hội tới. Bởi vì, Mộ Dương bành trướng. Huynh đệ bọn họ ba người, híp mắt. Tới đi. Mộ Dương quất ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm tao nhã, chất liệu xem ra, có điểm giống là kiếm gỗ. Nhưng hiển nhiên, không phải là kiếm gỗ, mà chính là thần binh. Giết hắn. Lôi Tôn đột nhiên quát nói. Thần thánh là người ngoài, cuối cùng chỉ có thể làm dối. Mà Mộ Dương, từ đầu đến cuối, đều là Lôi Tôn phủ địch nhân lớn nhất. Giờ phút này, là tốt nhất chém giết Mộ Dương cơ hội. Vâng, Lâm gia tam huynh đệ, toàn bộ đến. Nơi xa, thần thánh nhìn thoáng qua. Hắn biết, vì cái gì Mộ Dương muốn mạo hiểm như vậy đánh ba. Không phải hắn tự tin bạo dạp, cũng không phải Lâm gia tam huynh đệ yếu. Ngược lại, ba người này rất mạnh. Nguyên nhân là, Mộ Dương muốn giết ba người này. Nếu như nguyên một đám giết, như vậy Lâm gia chiến tử cái thứ nhất, còn lại hai cái Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong, khả năng cũng sẽ không ra sân. Bọn họ khả năng lựa chọn trực tiếp nhận thua, bởi vì ngày mai Lôi Tôn phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc có hai cái Thánh Thiên phủ đệ tử, nắm vững thắng lợi. Nhưng, giả dụ bọn họ Lâm gia tam huynh đệ đi ra chiến. Mộ Dương, thì có cơ hội, để ba người bọn hắn, toàn bộ chết ở chỗ này. Bất quá, liền thần thánh đều hiếu kỳ. Nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có thể đánh bại Mộ Dương, hiện tại đến cùng thực lực gì. Ngày thứ hai quyết đấu sinh tử, nghênh đón kích thích nhất, khẩn trương, nổ tung thời khắc. Mộ Dương một người một kiếm, lại thêm một đầu cộng sinh thú, độc chiến Lôi Tôn phủ tam huynh đệ. Tại cái kia một thế hệ bên trong, một mực đứng hàng trước ba, đại danh đỉnh đỉnh Lôi Soái Lâm Thiên Giám, mang theo đệ đệ Lâm Tiêu Phong cùng Lâm Thiên Hiên, bước vào thiên văn trong kết giới. Giờ phút này, toàn trường oanh động. Một trận chiến này, người nào còn nhớ rõ Lý Viêm Phong, thần thánh. Lấy một địch ba, mới thật sự là anh hùng hào kiệt. Nhưng là, Mộ Dương sẽ chết sao? Cho dù chết, có loại này khí khái, cũng để cho người thán phục đi. Không có người biết, hắn tại sao muốn mạo hiểm lựa chọn lấy một địch ba, lãng phí thần thánh cho hắn sáng tạo đại hảo cục diện. Chỉ có vệ phủ người biết, ba ngày này quyết đấu sinh tử, không phải sinh tức tử. Trên chiến trường, thế như thủy hỏa. Lâm gia tam huynh đệ, sát khí ngút trời. Tại vào sân một khắc, bọn họ cộng sinh thú, toàn bộ ra sân, hung thần ác sát. Ba người, hết thảy có bốn đầu cộng sinh thú. Con thứ nhất cộng sinh thú, chính là không trung chạy như bay một cái thanh phong. Cái kia thanh phong hình thể to lớn, có điểm giống ngày hôm qua Thương Vân Điện Văn. Đây là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, tên là Thanh Mộc Lôi Phong, chính là hoa mộc lôi đình hệ côn trùng loại cộng sinh thú, nắm giữ song trọng thuộc tính. Đây là Lâm Lão Tam nhà ta, Lâm Thiên Hiên, cộng sinh thú. Con thứ hai cộng sinh thú, chính là Lâm Tiêu Phong ngồi xuống màu xanh lam cự lang. Đây là một đầu hung tàn mãnh thú, thân hình mạnh mẽ, nanh vuốt sắc bén, khóe miệng rơi xuống nước bọt, giữ tợn khát máu ánh mắt, tựa như là một đầu bụng đói kêu vang hung thú. Đây là Bạo Phong Thiên Lang, là Lâm Tiêu Phong cộng sinh thú, chính là Bạo Phong hệ tẩu thú loại cộng sinh thú. Con thứ ba cộng sinh thú chính là một cái ngũ sắc lôi minh điểu, cơ hồ cùng hôm qua Lâm Nhung cộng sinh thú là một cái chủng loại, một loại cường độ. Cái này ba đầu đều là cấp 7 cộng sinh thú, trong đó ngũ sắc lôi minh điểu thuộc về Lôi Soái Lâm Thiên Giám. Mà Lâm Thiên Giám cùng hắn con gái một dạng, chính là song sinh ngự thú sư. Lâm Thiên Giám một đầu khác cộng sinh thú, đã xuất hiện tại hắn bên người. Đó là một đầu khôi ngô, to lớn hoàng kim thần viên, cái này thần viên ánh mắt như máu, toàn thân đều là vàng óng ánh lông tóc, mỗi một cây đều như là thép nguội.
Đây là một đầu bát giai đế thú. Nó là từ kim cương bạo lôi viên tiến hóa mà đến. Nó trên thân đặc thù rõ rệt nhất, là hắn sườn bộ, hết thảy dài ra 6 đầu thô to cánh tay. 6 cánh tay, 6 cái móng vuốt. Cái tên, vì kim cương lục tí thần viên. Đồng dạng là cuồng hóa lôi đình hệ tẩu thú loại cộng sinh thú. Bổ sung cuồng hóa thuộc tính. Dạng này cộng sinh thú, thường thường ở gần nhất hung thú, hung tàn nhất. Giờ phút này, Lâm gia tam huynh đệ tăng thêm 4 đầu cộng sinh thú, triệt để đem Mộ Dương vây quanh. Cộng sinh thú, lấy kim cương lục tí thần viên cầm đầu. Bọn họ gào rú, gào thét, thiên văn kết giới lớn như vậy, đều cơ hồ dung không được bọn họ. Mộ Dương, chờ ngươi sau khi chết, vệ gia tất cả đều là người già trẻ em bệnh tàn. Ngày mai chiến đấu kết thúc, vệ phủ một nhà, không có đường sống. Đáng tiếc, ngươi không thể tận mắt thấy, bọn hắn một nhà chết hết. Ai bảo vệ gia, chặn ta lôi tôn phủ, quật khởi con đường đâu. Mà ngươi, là ta lôi tôn phủ lớn nhất cản đường người. Cái chết của ngươi, không trách được người khác, chỉ có thể trách ngươi, vận khí không tốt, não tử cũng không tiện. Lâm Thiên Giám, vốn là đều có chút muốn từ bỏ hôm nay một trận chiến này. Hắn cảm giác, ba người xa luân chiến, đều có thể đánh không lại Mộ Dương. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, đối phương tự đại làm bậy, cũng dám lấy một địch ba, đây chính là, cơ hội ngàn năm một thuở. Bằng không, chỉ cần để Mộ Dương còn sống, bọn họ lôi tôn phủ không được an tâm. Đối mặt Lâm Thiên Giám kêu gào, Mộ Dương một chữ đều không nói. Hắn nhấc lên trường kiếm. Oanh! Một đầu to lớn cộng sinh thú, xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Cái kia cộng sinh thú, toàn thân màu đen, phủ kín lân giáp, nhìn hình thể, là một loại thú chạy. Có mãnh thú thân thể, cũng có mãnh thú chi nanh vuốt. Mà bắt mắt nhất, chính là đầu của nó, đó là đầu rồng. So đầu rồng rộng thùng thình, cũng so đầu rồng bá khí, nhất là một đôi mắt, uy nghiêm mà to lớn. Đây là kỳ lân. Kỳ lân, phượng hoàng, thần long, đều là đỉnh cấp cộng sinh thú, kỳ huyết thống có tốt có lần, thần long bên trong. Kém nhất chính là phong tuyết ly long. Loại này, kỳ thật không tính là thần long, dù sao liền đế thú đều không phải là. Mộ Dương cộng sinh thú, là, Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân, là, trung phẩm bát giai cộng sinh thú. Mặc dù là cấp thấp nhất Kỳ Lân, liền thánh thú đều không phải là, nhưng, đây đã là toàn bộ Chu Tước Quốc, duy nhất một đầu đạt tới trung phẩm bát giai cộng sinh thú. Còn lại thập nhị dược kim xí đại bằng điểu, tứ nhãn lôi ma thần ưng. Bát tinh đế sư các loại, đều là hạ phẩm. Cái này Mặc Kỳ Lân, nắm giữ băng thủy hệ, thổ hệ song nguyên tố hệ thuộc tính. Chính là, băng thủy địa thổ song hệ tẩu thú loại cộng sinh thú. Kỳ Lân, chính là tẩu thú chi vương. Trong khi xuất hiện tại Mộ Dương bên người thời điểm, nó dù là không gào rú, dù là chỉ là mắt lạnh nhìn đối thủ nhóm, đều cho cái kia 4 đầu cộng sinh thú, tạo thành áp lực cực lớn. Giờ phút này, Mộ Dương một người một kiếm một thú. Lay động kiếm mà động. Cái nào sợ đã sớm biết Mộ Dương cộng sinh thú lợi hại, cái này Mặc Kỳ Lân thần uy, vẫn gây nên toàn trường kinh hô. Hắn quá lâu không có xuất thủ. Mặc Kỳ Lân, chỉ tại thiên phủ hoạt động, ngoại nhân nhìn thấy thực sự quá ít. Chu Tước Quốc không có Phượng Hoàng, cái này Mặc Kỳ Lân, vì cả nước tối đỉnh cấp cộng sinh thú, là Chu Tước Quốc cộng sinh thú chi đế hoàng. Liền Chu Tước Vương cộng sinh thú, cũng chỉ là hạ phẩm bát giai. Đến bát giai, thượng trung hạ phẩm, kỳ thật chênh lệch phi thường lớn. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cộng sinh thú, lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là một cái. Hắn chết chắc. Lên. Theo Lâm Thiên Giám một tiếng hiệu lệnh, ba người bốn thú, đột nhiên tiến công. Lâm gia tam huynh đệ, tay cầm thần binh, thi triển thiên ý chiến quyết. Bốn đầu cộng sinh thú, thì dựa vào linh nguyên thần thông cùng cường hãn thân thể lực lượng, áp bách mà đến. Cái kia thanh mộc lôi phong, vỗ cánh bay cao, hắn phần đuôi bỗng nhiên bắn ra lấy ngàn mà tính thanh sắc độc châm, trong lúc nhất thời, thiên văn kết giới bên trong, như là trời mưa. Mỗi một cây độc châm, đều quấn quanh lấy lôi đình lực lượng, cho nên tốc độ càng nhanh. Càng đáng sợ chính là, làm độc châm này đâm tại trên mặt đất thời điểm, vậy mà trong nháy mắt bắt đầu sinh trưởng, hóa thành dây leo, bắt đầu dây dưa cái kia Mặc Kỳ Lân. Đây là một loại linh nguyên thần thông. Mà loại công kích này, chỉ là Lâm gia tam huynh đệ tiến công một trong. Mộ Dương trong nháy mắt đối mặt lực sát thương, thực sự quá nhiều. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú tại thiên ý cảnh giới phối hợp, sớm đã đăng phong tạo cực.
Thanh mộc độc châm bên trong, Lâm Thiên Hiên đứng tại cái kia thanh mộc lôi phong phía trên, binh khí trong tay, chính là một bộ cung tiễn. Cái này có thể so sánh lôi minh cung điện quang tiễn cường hãn nhiều. Lâm Thiên Hiên ngón tay kéo dây cung, một lần bắn ra chỉ ít 10 mũi tên, cái này 10 mũi tên hóa thành lôi đình cự thú, lao nhanh hai người đến, một nửa công kích Mộ Dương, một nửa công kích Mạc Kỳ Lân. Đây chỉ là Lâm Thiên Hiên tiến công. Lâm Tiêu Phong bên này, tay cầm roi dài, đã giống như rắn độc, hướng về Mộ Dương sau lưng đánh tới. Hắn cộng sinh thú, trong gió trùng kích, lông tóc bay múa, hình thành mãnh liệt gió bão, cuốn lên thiên văn trong kết giới tất cả bụi đất. Đây là linh nguyên thần thông, hỗn thiên phong bạo. Roi dài cùng mũi tên, đều rất khó đề phòng, lại càng không cần phải nói, cái kia ngũ sắc lôi minh điểu ngũ sắc thiên lôi, không ngừng hướng mặt đất nện. Cái này ba đầu cộng sinh thú, hết thảy 21 linh nguyên thần thông, biến hóa đa dạng, lực sát thương kinh người. Mộ Dương có thể đỡ nổi 10 loại thần thông, cũng còn có 11 loại. Mộ Dương đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào tự đại, tất cả mọi người nhìn đến nhất thanh nhị sở. Càng đáng sợ chính là, chính diện trên chiến trường, Lâm Thiên dám cùng cái kia kim cương lục tí thần viên cùng một chỗ, trùng sát mà đến. Cái kia Lâm Thiên dám tay cầm một thanh kim sắc chiến kích, trên đó lôi đình lập lòe. Giống, kim cương lục tí thần viên quần thể tại, kim cương thần hóa, thần thông bên trong, biến đến càng thêm to lớn, cái kia sáu cánh tay bắp thịt thô to, lực lượng nghịch thiên. Oanh động, một quyền nện xuống, mặt đất vô số kim sắc lôi đình mãnh liệt cuốn tới. Lâm Thiên Giám, thi triển thiên ý chiến quyết, lôi đình tam đạo chảm, chảm nhân, chảm địa, chảm thiên. Chết! Vây công chi thế, lôi đình vạn quân. Trong thiên hạ, người nào có thể ngăn cản hắn Lâm gia tam huynh đệ vây công? Chỉ tại Lâm Thiên Giám xem ra, Chu Tước thủ đô còn không có nhân vật như vậy. Mộ Dương, mắt thấy trực tiếp tại chỗ chết thảm. Nhưng là, biết sao? Từ đầu đến cuối, liền cái kia Mạc Kỳ Lân biểu lộ, đều cùng Mộ Dương một dạng. Lạnh lùng, trầm tĩnh, như là thâm uyên chi thủy, như là vững chắc mặt đất bao la. Mộ Dương, một đạo như thủy, kéo dài không hết. Một đạo như núi, nguy nga cao ngất. Nước, bất tử bất diệt, ầm ầm sóng dậy. Núi, bất động, không phá, đồi núi mạch động, vạn vật run rẩy. Mạc Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, hai loại linh nguyên thần thông, gần như đồng thời thi triển. Nước, vì Minh Hà Mạc Ảnh, một miệng phun ra. Vô tận sông dài bao phủ, linh nguyên bên trong, thần thông uy lực sông ra. Một đạo dòng sông màu đen, trong nháy mắt đưa nó cùng Mộ Dương bao phủ trong đó, sau đó mở rộng, chặn vô số công kích. Trong dòng sông kia, vô số cái bóng biến hóa, thì như thủy mặc họa một dạng, nhìn không rõ ràng. Một đạo dòng sông, để thanh mộc lôi phong, bạo phong thiên lang cùng ngũ sắc lôi minh điểu thần thông tiến công, toàn bộ hóa thành hư không. Mà một đạo khác thần thông, chính là núi. Núi, vì, đại địa tiết tấu. Một khắc này, dường như cái này viêm hoàng chiến trường đại địa, đã để Mạc Kỳ Lân hoàn toàn trưởng khống. Nước, như nhân sát kiếm, quỷ vũ. Núi, như địa sát kiếm, mạch động. Rầm rầm rầm. Đại địa đứt gãy, đỉnh phong đâm ra, toàn bộ viêm hoàng chiến trường, đất đai không ngừng nứt toác, chấn động, để ba người này bốn thú, bối rối ứng đối. Lục lôi oanh đỉnh. Cái kia kim cương lục tí thần viên. Mỗi một cánh tay phía trên, đều đang ngưng tụ một cái kim sắc lôi điện bóng. Ầm ầm, làm sáu cái kim sắc lôi điện bóng ngưng tụ thành hình, nó tất cả cánh tay, đem cái này sáu cái lôi điện bóng nện cùng một chỗ. Ầm ầm, hung mãnh lôi đình nổ tung, cuốn tới, mà còn lại cộng sinh thú, tiếp tục tiến công. Lâm Thiên Hiên điện mũi tên, Lâm Tiêu Phong roi dài, tại Mộ Dương bên người không ngừng công kích. Mộ Dương, nhận lấy cái chết. Lâm Thiên Giám lần nữa đánh tới, lần nữa áp chế. Chết! Ngay một khắc này, Mộ Dương đột nhiên mà động. Lý Thiên Mệnh thấy được. Đây là quỷ ảnh. Đây mới thật sự là quỷ ảnh. Hắn trực tiếp xuất ra đại lôi diệt kiếm, đi theo Mộ Dương thi triển cái này chân chính thiên ý chiến quyết, bắt đầu diễn luyện. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, chiến trường giống như có hai bộ phận, một bộ phận là Mộ Dương, một bộ phận là mình. Giết! Thiên địa nhân tam sát kiếm. Hắn hạch tâm, tại một chữ sát. Giờ phút này, Mạc Kỳ Lân thần thông, để Mộ Dương cuốn vào đến Minh Hà Mạc Ảnh bên trong, bàng bạc dòng sông tại thiên văn trong kết giới chảy xuôi, mà Mộ Dương không chỗ che thân. Thậm chí ngay cả Mạc Kỳ Lân, đều chui vào cái này dòng sông bên trong. Ngay tại cái này đột nhiên ở giữa,
Mặc Kỳ Lân xuất hiện, cái kia to lớn móng vuốt chụp về phía cái kia ngũ sắc lôi minh điểu. Đây là Lâm Thiên Giám cộng sinh thú, Kim Cương Lục Tí Thần Viên là Lâm Thiên Giám lớn nhất đại tư bản, ngũ sắc lôi minh điểu tác dụng, chủ yếu đang quấy dày. Nhưng là, cũng là Mộ Dương đánh tan đối tượng. Minh Hà bên trong, Mộ Dương đột nhiên giết ra. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Một kiếm, như quỷ ảnh, kiếm xuất thời khắc, kiếm ảnh ngàn vạn. Tình cảnh này, quá đẹp đẽ. Vô số màu đen kiếm ảnh, có đến hàng vạn mà tính nhiều, theo Minh Hà bên trong giết ra, ở trên trời hóa thành một đạo màu đen kiếm hoa. Nhưng, kiếm hoa mỹ lệ sao? Phốc phốc phốc. Trong một chớp mắt, ngũ sắc lôi minh điểu bị đâm xuyên 1000 lần, hơn 1000 đạo lỗ máu, máu me đầm đìa. Cái kia cộng sinh thú kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất. Ngũ sắc lôi minh điểu, chết. Một khắc này, Diễm Đô chấn động. Mộ Dương đang vây công phía dưới, dựa vào Mặc Kỳ Lân thần thông chuyển di, trong nháy mắt chém giết một thú. Không thể không nói, một kiếm này, thật xinh đẹp. Đến mức toàn trường kinh thán, rất nhiều người đứng lên nhìn. Nhưng, bọn họ không biết, đây chỉ là bắt đầu. Ta cả đời này, người không phạm ta, ta không đáng ta. Người, nếu là phạm ta, muốn ta chết, muốn ta thủ hộ chi nhân mất mạng, muốn ta cảm ơn người thống khổ. Như vậy, ta chắc chắn để các ngươi lấy trả bằng máu còn. Ta cái mạng này, là sư tôn ta đưa cho. Ta một thân bản sự, chính là sư tôn ta truyền lại. Hắn thiên phủ chủ chi vị, không truyền thân tử, truyền cho ta. Ngày hôm nay, ngươi lôi tôn phủ muốn giết Vệ gia cả nhà. Như vậy ta Mộ Dương, liền muốn giết đến ngươi Lâm gia, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thanh âm của hắn, giống như quỷ mị. Mặc Kỳ Lân thần thông, sơn hà biến hóa, đại địa oanh minh, thiên văn kết giới vô tận run rẩy. Giết! Cái này gầm lên giận dữ, chính là vận mệnh thẩm phán. Một khắc này, cái kia một người một kiếm một thú, như là sát thần. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Cái này thiên ý chiến quyết, chẳng những là kiếm pháp, vẫn là thân pháp. Một bước, 300 mét. Một kiếm, chặt đầu sọ. Phốc phốc. Lâm Thiên Hiên ngay tại Dương Cung cài tên, một đạo hắc mang lóe qua. Đầu của hắn, từ trên trời giáng xuống. Thân thể của hắn, còn đứng ở Thanh Mộc Lôi Phong phía trên. Ây! Lâm Thiên Hiên trợn mắt. Nhìn lấy chính mình cách mình thân thể, càng ngày càng xa. Ta chết đi. Hắn thống khổ, hắn muốn run rẩy, nhưng là đều không có thân thể run rẩy. Loảng xoảng một tiếng, đầu đập xuống đất, bị Mặc Kỳ Lân đại địa tiết tấu thần thông, nghiền ép vỡ nát. Lâm Thiên Hiên, chiến tử. Một kiếm miểu sát. Cái này, mới thật sự là một kiếm miểu sát. Một chiêu mà qua, hồn thệ, hồn này. Một kiếm kia, không bằng quỷ ảnh trói lọi, nhưng là một chiêu thấy máu, sôi trào toàn trường. Lôi tôn trong phủ dưới, tại chỗ sụp đổ. Cái này, là hôm nay chết cái thứ nhất ngự thú sư. Lôi tôn phủ vẫn muốn giết Vệ phủ người, phế đi hai cái, lại một cái đều không giết thành. Nhưng là Mộ Dương xuất thủ, Lâm Thiên Hiên, tại chỗ chiến tử. Chỉ là, kết thúc rồi à. Chỉ thấy Mộ Dương từ trên trời giáng xuống. Một kiếm kia, như là như lưu tinh đâm tại trên mặt đất. Địa sát kiếm, mạch động. Một kiếm, đại địa run rẩy. Cái này mặt đất bao la, như là biển cả một dạng, chấn động ra vô số gợn sóng. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo kiếm ảnh, theo bên trong lòng đất mặc đi ra. Một kiếm này, là Mộ Dương hôm qua cứu được Vệ Thiên Thương một kiếm. Mà một kiếm này, theo bạo phong thiên lang bụng đâm vào đi, theo phần lưng mặc đi ra. Ngao ô! Bạo phong thiên lang còn đang đuổi giết Mặc Kỳ Lân, trong nháy mắt bị đóng ở trên mặt đất, tại chỗ tử vong. Mà Mặc Kỳ Lân, vì Mộ Dương chặn tất cả công kích. Mộ Dương có thể giết thành dạng này, rất lớn một bộ phận, đều là bởi vì Mặc Kỳ Lân ở phía sau chống đỡ. Bọn họ cộng sinh hơn 40 năm ăn ý, sớm đã không dùng ngôn ngữ nói rõ. Nhưng, cái này còn không có kết thúc. Mặc Kỳ Lân, còn tại trèo trống, dù là toàn thân máu tươi, đều tại trèo trống. Lâm gia chết người, đều đã chiến thành dạng này, Lâm Thiên Giám cùng Lâm Tiêu Phong, đều đã giết đỏ cả mắt. Hô! Làm Mặc Kỳ Lân bị đánh lui thời điểm, một đạo hắc ảnh xông ra, trước mắt là Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong bạo sát, là còn lại hai đầu cộng sinh thú thần thông. Địa sát kiếm, chấn ngục. Cái này một chảm, có 102. Màu đen kiếm ảnh, bay tuyệt 300 mét, kiếm quang ngút trời,
một kiếm bức lui Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong cùng Kim Cương Lục Tí Thần Viên. Cái này nghịch thiên một chảm, tại bảo trụ Mặc Kỳ Lân đồng thời, trực tiếp đem Thanh Mộc Lôi Phong, chém thành hai khúc. Thanh Mộc Lôi Phong, chết. Còn thừa lại ba cái. Cái này hào khí, kiếm quang này, cái này chấn ngục một kiếm, thiên hạ vô song. Ngoại trừ toàn trường ngốc trệ, toàn trường não tử trống không, còn có cái gì? Có rất nhiều, Lôi Tôn phủ tất cả mọi người thê thảm. Có rất nhiều, Lôi Tôn Lâm Triệu run rẩy. Khuôn mặt tươi cười của hắn hoàn toàn biến mất, theo Lâm Thiên Hiên chiến tử một khắc này, hắn đã sắc mặt trắng bệch. Hắn hé miệng, muốn còn lớn tiếng hơn gào thét, thế nhưng là giờ khắc này toàn trường gieo hò, toàn trường kêu sợ hãi. Cái kia mấy vạn người tiếng gầm, đem hắn tất cả thanh âm đều áp chế xuống. Nhận thua a, à, Lôi Tôn lão lệ lao vút, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn rốt cục thưởng thức được quả đắng. Chỉ tiếc, không ai nghe được thanh âm của hắn, mấy vạn người tiếng gầm, thực sự quá lớn. Tất cả mọi người đứng lên, tất cả mọi người tại ồn ào. Làm một người kiếm chiêu, trở thành có 102 mỹ học, loại này tao nhã, liền diễm đô đều có thể đè xuống. Còn lại Lâm Tiêu Phong, Lâm Thiên Giám cùng Kim Cương Lục Tí Thần Viên. Tứ đại thi thể, huyết giải đầy địa. Lâm Tiêu Phong sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, thậm chí, dọa đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Hắn ngay đầu tiên mở to miệng, phải lớn hô. Ta, lời nói không ra khỏi miệng. Thiên sát kiếm, thần nộ. Thượng thiên giận dữ, một kiếm thẩm phán. Một kiếm kia, từ trên trời giáng xuống, Lâm Tiêu Phong trực tiếp đầu người tách rời. Chỉ có nghiền ép thực lực, mới có thể như thế giết người. Thì ở cái trước trong nháy mắt, bọn họ không thể trọng thương Mặc Kỳ Lân, ngược lại làm cho Mộ Dương phản sát Thanh Mộc Lôi Phong, thì đã định trước bọn họ, đã mất đi cơ hội. Mộ Dương không phải không bị thương tổn, trên thực tế, trên người hắn đã có mấy đạo vết thương, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra. Mặc Kỳ Lân trên thân, tức thì bị Lôi Đình Thần Thông, đánh cho da chóc thịt bong. Cái kia Thanh Mộc Lôi Phong độc châm đâm vào thân thể, trực tiếp hấp thụ huyết nhục sinh trưởng, đến bây giờ còn đang ăn uống huyết nhục của nó. Một trận chiến này, Mộ Dương cũng không phải là mắt thường thấy nhẹ nhàng như vậy, nhiều khi, sinh tử một đường. Nhưng, thì tính sao? Làm trước mắt hắn, chỉ còn lại Lâm Thiên Giám cùng Kim Cương Lục Tí Thần Viên thời điểm, dù là hắn máu me đầm đìa, ánh mắt của hắn, vẫn như sơn hà giống như cẩn trọng. Thần nộ một kiếm về sau, Mộ Dương nhắm mắt lại. Ta nhận thua, Lâm Thiên Giám chỉ có vịn cộng sinh thú, mới có thể ở trước mặt hắn đứng vững. Không có người biết, hắn hiện tại đến cỡ nào hoảng sợ. Dù là hắn dáng chống đỡ lấy, trên mặt hắn trắng bệch, hắn cơ hồ quỳ gối Mộ Dương trước mặt, tất cả phách lối, giờ phút này đều tan thành mây khói. Đây hết thảy, đều không lừa được người khác. Hắn thua. Hắn bị dọa phát sợ. Hắn mới biết được, nhiều năm như vậy không có tranh đấu, Mộ Dương, đến cùng hắn kéo ra như thế nào chênh lệch. Có ít người không thế nào xuất thủ, không có nghĩa là, hắn không có sẽ vượt qua chính mình. Làm hai cái huynh đệ cùng ba đầu cộng sinh thú thi thể ngược lại ở trước mặt mình thời điểm, Lâm Thiên Giám hỏng mất. Hắn dọa đến nước mắt đều tại ra bên ngoài bốc lên. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đúng vào lúc này, Cận Nhất Huyên trước tiên, mở ra thiên văn kết giới, để Lâm Thiên Giám có thể ra ngoài. Trước đó, Vệ Kinh, Vệ Thiên Thương, Vệ Tử Côn cùng Vệ Thiên Hùng, đều là nhận thua mới đào thoát vừa chết. Bọn họ nhận thua về sau, chỉ ít 10 hơi thời gian, Cận Nhất Huyên mới mở cửa. Mà Lâm Thiên Giám nhận thua vừa nói ra miệng, Cận Nhất Huyên thì mở ra thiên văn kết giới cửa lớn. Lâm Thiên Giám rốt cục dễ dàng. Hắn thấy được hy vọng sinh tồn. Hắn cách thiên văn kết giới cửa lớn, hết thảy 100 mét. Ông! Hắn hướng về thiên văn kết giới phóng đi, ngoài miệng giữ tợn nộ hống, Mộ Dương, người dám giết ta huynh đệ, ta muốn để ngươi vạn kiếp bất phục. Người nào, nói với người câu nói này dũng khí. Có lẽ, mọi người lấy là tất cả đều kết thúc. Dù sao, giám sát xứ đều mở cửa, tuy nhiên Lôi Tôn phủ vẫn luôn tại mở cửa về sau, còn truy sát Vệ gia người. Nhưng, Vệ gia người, còn có thể có loại này đảm lượng. Liền Lâm Thiên Giám đều coi là, chính mình sống. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, Mộ Dương động. Một đạo hắc ảnh, quỷ mị mà đến. Ngăn trở. Lâm Thiên Giám hoảng hốt, vội vàng để cho mình cộng sinh thú đến ngăn trở Mộ Dương, chính mình chạy trốn. Thì 100 mét, cái này 100 mét, đối bình thường hắn tới nói,
cũng là sự tình trong nháy mắt a. Thế nhưng là, bởi vì chân nhũn ra, hắn chạy chậm một chút. Một khắc này, toàn thân lại bắt đầu run rẩy. Nhìn lại, một đạo hắc ảnh, một kiếm, đâm vào kim cương lục tí thần viên ánh mắt, hắn sau cùng một đầu cộng sinh thú, trong nháy mắt mất mạng. Kim cương lục tí thần viên, chết. Một kiếm này, là thiên sát kiếm, thiên kiếp. Lâm thiên giám, đã phế đi. Hắn rú thảm ba tiếng, cực kỳ bi thương. Mộ Dương, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm thiên giám gầm thét, cắm đầu phóng hướng thiên văn kết giới, mà người nhà của hắn, thì từ bên ngoài hướng bên trong hướng. Lôi tôn phủ, đương nhiên muốn cứu Lâm thiên giám. Mộ Dương, dừng tay, Lôi tôn kêu thảm mà đến. Một khắc này, Mộ Dương lưu tại nguyên chỗ. Thiên mệnh, nhìn kỹ, hắn bỗng nhiên nói một câu. Giờ này khắc này, Lý Thiên Mệnh, cũng đã thi triển đến kiếm thứ 6, thiên kiếp. Xuống một kiếm, thiên sát kiếm, tiêu tan. Mộ Dương đứng tại chỗ, hướng về Lâm thiên giám bóng lưng, một kiếm đâm ra. Đinh! Giờ phút này, dạng này bén nhọn thanh âm, tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Sau một khắc, vô tận kiếm ý, hội tụ tại trên mũi kiếm. Một đạo kiếm khí, trong nháy mắt ngàn mét. Phốc phốc! Một kiếm kia, theo Lâm thiên giám ở ngực xuyên thấu đi. Trực tiếp xuyên ra thiên văn kết giới, thổi phù một tiếng, đâm xuyên qua nhào lên Lôi tôn linh nguyên. Ây, Lâm thiên giám đứng tại chỗ, ngạc nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn lấy Mộ Dương. Mộ Dương toàn thân đẫm máu, hắn tại thời khắc này, rốt cục thu kiếm. Mộ, Lâm thiên giám câu nói sau cùng, cũng không nói ra miệng. Bởi vì cái kế tiếp, thân thể của hắn, nổ thành bụi phấn. Đây không phải phổ thông một kiếm, đây là tiêu tan, đây là hủy diệt. Một kiếm xuyên qua, không phải tiêu tan. Hết thảy vỡ nát, mới là tiêu tan. Lâm thiên giám, chết. Mà lại, chết không toàn thây. Không chỉ là như vậy. Lôi tôn vừa tốt xông lên, bị tiêu tan dư âm trúng đích, một cái linh nguyên tại chỗ phá mất. Sau đó, huyết mạch nổ tung, bụng trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Lôi tôn thổ huyết, tại chỗ ngã xuống đất, hắn không có hôn mê, có thể chính là như vậy, lại dẫn đến hắn càng thêm thống khổ. Không chỉ là thống khổ trên người, còn cố ý bên trong thống khổ. Tam tử, chết hết. Quá thảm rồi. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Loại này tĩnh mịch, kéo dài thời gian quá dài. Tất cả mọi người, đều ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy mặt cái kia toàn thân đẫm máu nam tử. Nhìn lấy hắn, thu kiếm, vuốt ve mặc kỳ lân vết thương. Đinh! Lý Thiên Mệnh tại cái kia đồng thời, cũng đâm ra tiêu tan một kiếm. Ý chí! Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Tiêu tan, là một loại ý chí. Tử chiến đến cùng ý chí. Làm Mộ Dương tại cái này sinh tử chiến trường phía trên, tự mình bày ra một kiếm này, Lý Thiên Mệnh rốt cục, công phá cái này cửa ải khó. Ý chí nghịch thiên thời khắc, một kiếm tiêu tan. Hắn rốt cục, đem Mộ Dương thiên địa nhân tam sát kiếm, toàn bộ tu luyện thành công. Chỉ là, lúc này thời điểm không có người chú ý hắn, bởi vì, tại cái này tĩnh mịch thời khắc. Mộ Dương thành toàn trường duy nhất tiêu điểm. Trừ hắn, đó chính là Lôi Tôn. Lôi Tôn còn có hai đứa con trai, Lâm Hiếu Nguyên Hòa Châu, đem hắn nâng đỡ. Thầy thuốc, nhanh cầm máu, nhanh. Đây là thời điểm then chốt, lại không trị liệu, liền Lôi Tôn đều phải chết. Ngay cả như vậy, Lôi Tôn, còn muốn tại trên giường bệnh nằm chí ít nửa năm. Bụng cái kia to lớn lỗ máu, lấy hắn tuổi tác, muốn khôi phục cũng khó khăn. Mà lại, còn bị phá một cái linh nguyên. Bất quá, đây cũng là báo ứng. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái bản sự không được. Dù sao, vệ gia người, chỉ hoãn 10 hơi mở ra thiên văn kết giới, đều trốn ra được. Lâm thiên giám, chẳng những trốn không thoát đến, còn để Lôi Tôn trọng thương. Đó là tiêu tan một kiếm dư âm, chính hắn đụng vào, trách được ai. Không ai sẽ đồng tình Lôi Tôn phủ, bọn họ là khinh người quá đáng ác bá. Diễm đâu người xem náo nhiệt, giờ phút này sẽ chỉ vì Mộ Dương siêu phàm thực lực, kinh hô, run rẩy. Không hề nghi ngờ, từ đó về sau, Lôi Tôn phủ cùng Lâm gia trung niên đệ nhất, toàn viên chiến bại, căn bản cũng không có thể ngăn cản Mộ Dương người. Mà giờ khắc này, Mộ Dương đẫm máu bên trong, run run rẩy rẩy, về tới vệ gia. Nghênh đón hắn, tự nhiên là vệ phủ bên trong, vui đến phát khóc ánh mắt. Lợi hại! Cái này một đợt! Thật sự là quá thanh tú. Liền Lý Thiên Mệnh, cũng nhịn không được cho hắn giơ ngón tay cái lên.
Thật sự là treo, liền tiểu hoàng gà, cũng nhịn không được sợ hãi than. Sảng khoái. Khoái ý ân cừu, bại tận lôi tôn phủ, thật sự là sảng khoái. Cái này, mới thật sự là anh hùng, trung can nghĩa đảm anh hùng hào kiệt. Thì liền bị phế sạch vệ tử côn, lúc này thời điểm đều chật vật chạy. Dương ca, cảm ơn ngươi, báo thù cho ta, cảm ơn ngươi. Hắn đều cười, vui đến phát khóc. Vệ gia, quá oan uổng, đối phương tăng thêm giám sát sứ, hoàn toàn coi bọn họ là làm ngư nạm. Là thần thánh, Mộ Dương đứng dậy, để bọn hắn vệ gia, vậy mà đạt được một phần. Là bọn họ, để lôi tôn phủ, tổn thất nặng nề, bỏ ra đại giới. Cực kỳ tu dưỡng, tử côn. Tuy nhiên trả thù lôi tôn phủ, nhưng vệ phủ bị thương, vẫn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ác nhân muốn trả giá đắt, có thể vệ phủ vệ kình, vệ tử côn, cũng không có tội. Dù là vệ tử côn bị người ngại, hắn có tội tình gì? Thời khắc này Mộ Dương, hưởng thụ lấy vệ gia tất cả mọi người kính nể. Hắn tuy nhiên không cùng vệ tỉnh tiến tới cùng nhau, nhưng, hắn vẫn luôn là vệ phủ người nhà, là vệ thiên thương người tín nhiệm nhất. Sư tôn, Mộ Dương đi ra phía trước. Làm tốt, phi sư, vì ngươi kiêu ngạo, vệ thiên thương khống chế không nổi, nước mắt tuôn đầy mặt. Bao nhiêu ngôn ngữ, liền tại một cái mỉm cười, một giọt nước mắt bên trong, căn bản không cần nói ra. Toàn bộ viêm hoàng chiến trường tĩnh mịch, trọn vẹn tiếp tục đến lúc này. Bây giờ, mọi người nhìn lấy vệ phủ bên này, tổn thất không tính quá thảm trọng, mà lôi tôn phủ bên kia, đại giới chỉ ít gấp 10 lần. Không người nào dám cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có thể nói, lôi tôn phủ ỷ thế hiếp người, cuối cùng trả giá thật lớn. Cường giả, tổng có thể làm cho người tin phục, tỉ như Lý Viêm Phong quật khởi thời điểm, toàn trường đều đang vì đó gieo hò. Hiện tại Mộ Dương một kiếm chém Lâm gia tam huynh đệ, người nào không thần phục. Hắn quá lâu không có xuất thủ, mọi người cũng không biết, hắn bây giờ vậy mà tu luyện đến trình độ này. Miểu sát, nghiền ép, Lâm Thiên Giám, như thế nào phối cùng hắn nổi danh. Lâm Thiên Giám, sợ là liền thần thánh cũng không bằng đi. Mộ Dương, tuyệt đối vượt qua vệ thiên thương, thậm chí so vệ thiên thương mạnh nhất thời điểm, còn mạnh hơn rất nhiều. Không nói Chu Tước Quốc, Trúc Long Quốc cùng Thương Hải Quốc, đều tìm không ra cái thứ hai Mộ Dương tới. Chỉ sợ, cũng chỉ có giám sát sứ đại nhân, có thể so sánh hắn lợi hại. Đúng vậy a, hôm nay vệ phủ có thể cầm tới một phần, cũng là hợp tình lý. Coi như thần thánh không giúp đỡ, Mộ Dương đoán chừng cũng không sợ Sa Luân Chiến 6 người. Nhưng, hắn đoán chừng không thể giết Lâm gia tam huynh đệ, dù sao, kiến thức Mộ Dương thực lực, lôi tôn phủ đoán chừng sẽ buông tha cho hôm nay một phần. Liên quan tới Mộ Dương tại sao muốn lấy một địch ba mục đích, rất nhiều người đã suy đoán đi ra. So sánh Mộ Dương, cái này Lâm gia tam huynh đệ, thật sự là buồn cười, so vệ thiên hùng bọn họ còn mất mặt. Lôi tôn giống như đều đả thương nặng, ta đã từng suy đoán lôi tôn phủ muốn dựa vào cơ hội này, làm Chu Tước Quốc chi vương, bây giờ nhìn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lôi tôn phủ, ngoại trừ còn lại một cái thánh thiên phủ đệ tử Lâm Tiêu Đình, kỳ thật hầu như đều phế đi. Ta đoán chừng, chỉ có thể hy vọng 10 năm sau, Lâm Tiêu Đình chống lên lôi tôn phủ, quay về Diễm Đô, tìm Mộ Dương báo thù. Nhưng trước đó, lôi tôn phủ, đều nhanh muốn tại Diễm Đô thế gia xóa tên, ba người này vừa chết, tăng thêm lôi tôn trọng thương, liền giữ thể diện người cũng không có. Báo ứng. Ha ha, cũng chớ nói lung tung. Trong đám người, còn có hai vị thiên phủ thiên sư. Liễu Tuyết Giao cùng Triệu Thiên Thần liếc nhau một cái. Bọn họ không nói gì. Nhưng là, đã một thân mồ hôi lạnh. Người biết hắn mạnh tới mức này sao? Triệu Thiên Thần sắc mặt trắng bệch hỏi. Không biết, Liễu Tuyết Giao cúi đầu run rẩy. Nếu như người biết, còn sẽ trở thành lôi tôn phủ người liên lạc sao? Triệu Thiên Thần hỏi. Liễu Tuyết Giao á khẩu không trả lời được. Ta đi trước, Triệu Thiên Thần trực tiếp đứng lên, quay người rời đi. Bởi vì, hắn sợ cùng Liễu Tuyết Giao đợi quá lâu, để Mộ Dương giáo huấn. Lúc đó muốn không phải vệ thiên thương, Liễu Tuyết Giao đều đi không ra vệ phủ. Hắn phải cùng Liễu Tuyết Giao phủ nhận sở quan hệ. Dù sao lôi tôn phủ, đã từng như mặt trời giữa trưa, bây giờ rớt xuống ngàn trượng. Bây giờ trong phủ mỗi người, đều đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Quần long vô thủ. Nhìn đến trạng huống như vậy, hai vị giám sát sứ, đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là giám thị người. Đã tính toán rất nhanh cho Lâm Thiên Giám mở ra thiên văn kết giới.
một kiếm kia thật sự là lợi hại, không nghĩ tới cái chỗ chết tiệt này, còn có thể sinh ra cường giả như vậy, người có nắm chắc cầm xuống. Cận Nhất Huyên hỏi, có hơi phiền toái, cầm xuống là có thể, nhưng là động tĩnh quá lớn, mà lại dễ dàng ra chuyện. Gia hỏa này, hoàn toàn có thực lực trở thành Thánh Thiên Phủ giám sát sứ. Đương nhiên, là bộ. Tống Nhất Phàm cau mày nói. Thật phiền phức, vốn là coi là dễ dàng sự tình, lại đụng tới kẻ như vậy. Cận Nhất Huyên nói. Kỳ thật cũng không có gì, chết đều là Lôi Tôn Phủ, Nguyệt Linh gia tộc không có thương vong là được rồi. Mà lại, ngày mai nhẹ nhõm cầm xuống một phần, chuyện này cũng liền kết thúc. Tống Nhất Phàm nói. Vậy cũng đúng, dù sao Lôi Tôn Phủ chính mình bất tranh khí, cái kia không trách được người khác. Vốn là bọn họ quan hệ thông gia, ngược lại là còn có thể, nhưng Lâm Tiêu Đình đoạn tử tuyệt tôn, Nguyệt Linh cơ chắc chắn sẽ không muốn hắn. Cho nên, liền theo cái này Lôi Tôn Phủ sinh diệt đi, về sau Lâm Tiêu Đình muốn chính mình trở về báo thù, là hắn chính mình sự tình. Cận Nhất Huyên nói, Lâm Tiêu Đình đoạn tử tuyệt tôn, là một cái đại quan khóa. Bằng không, hắn cùng Nguyệt Linh cơ có phu thê chi thực, Nguyệt Linh gia tộc thì không vung được Lôi Tôn Phủ. Mà bây giờ nha, tình huống khác biệt. Vậy thì nhanh lên tuyên bố tan cuộc, ngày mai không có gì tốt kịch, cầm xuống vệ phủ thế hệ thanh niên là được rồi. Tống Nhất Phàm nói. Cái này Mộ Dương cùng vệ gia, xử lý như thế nào? Bọn họ cửu thị chính là Lôi Tôn Phủ, cũng không dám cửu thị Nguyệt Linh gia tộc. Quay đầu tìm cái này Mộ Dương nói chuyện, nếu là hắn nguyện ý mang vệ phủ rời đi bán đảo chi địa, thì lưu hắn nhất mệnh. Nếu là không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể giết. Không thể cho Nguyệt Linh gia tộc lưu một cái tai họa ngầm ở chỗ này. Tống Nhất Phàm cau mày nói. Cái kia Lôi Tôn Phủ. Nào có Lôi Tôn Phủ, hiện tại đồng bọn của chúng ta, là Chu Tước Vương. Tống Nhất Phàm nở nụ cười. Ha ha, cái này nội dung cốt truyện, thoải mái chập trùng, có chút ý tứ. Cận Nhất Huyên cười to. Sau khi nói xong, bọn họ đối xa xa Chu Tước Vương vạch vạch ngón tay. Giám sát sứ đại nhân, có dặn dò gì? Tuyên bố kết thúc, ngày mai tái chiến. Tống Nhất Phàm nói. Tuân mệnh. Khác, Lôi Tôn Phủ không có, về sau, đối với Thiên Phủ gia tộc, phải nên làm như thế nào, biết ha. Thề sống chết bảo vệ. Chu Tước Vương nói. Hắn phải cảm tạ Mộ Dương, đánh tan Lôi Tôn Phủ. Nhưng, hắn vẫn là không có cách, bảo trụ vệ phủ Thiên Phủ trưởng khống quyền. Cái này vượt ra khỏi năng lực của hắn. Cho nên, chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Dù sao, vệ gia chỉ cần giao ra vệ phủ trưởng khống quyền, sẽ không chết đến Lôi Tôn Phủ thảm như vậy. Hắn nhắc nhở vệ thiên thương bọn họ, có thể chém giết Lôi Tôn Phủ người, đã là duy nhất có thể trợ giúp sự tình. Chu Tước Vương ngay lập tức đi tuyên cáo, vệ phủ, đoạt được một phần. Cùng lúc đó, Nguyệt Linh gia tộc nội bộ, cũng đang thảo luận. Cha, về sau không dùng cùng Lôi Tôn Phủ đi quá gần, bọn họ phế đi, giám sát sứ sẽ không lại quản bọn họ. Nguyệt Linh cơ ánh mắt lạnh lẽo nói. Vậy ngươi và Lâm Tiêu Đình ở giữa? Ngày mai thì rời, còn có cái rắm, liền nam nhân đều không phải, kết cái gì cưới? Nguyệt Linh cơ khinh bỉ nói. Như vậy cũng tốt, ngày mai ngươi cầm xuống Lý Thiên Mệnh, chúng ta cầm tới Thiên Phủ là có thể. Có điều, đối với Lâm Tiêu Đình đã kích rất lớn a. Hắn về sau muốn là oán niệm hận chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Linh Tiêu nói. Hắn là cái thá gì? Bất nam bất nữ, lại nói, giết hắn phụ thân lại không phải chúng ta, hắn coi như tại Thánh Thiên Phủ có thành tựu, có thể hơn được Lang Thiên Tử. Chính nàng, cũng không dám nói muội muội hai chữ này. Lôi Tôn Phủ, để Lý Viêm Phong thấy được hiện thực. Mà bây giờ, Nguyệt Linh gia tộc và giám sát sứ, cũng để cho Lôi Tôn Phủ nhìn một chút, khi bọn hắn mất đi giá trị lợi dụng thời điểm, cái gì gọi là hiện thực. Giờ phút này, vệ gia người, đã chuẩn bị rời đi. Lôi Tôn Phủ bên này, chỉ có thể từ Lâm Hạo đứng ra, chỉ huy mọi người trở về. Lôi Tôn cần lập tức trở về liệu thương. Lôi Tôn Phủ mọi người, lòng đầy căm phẫn, bây giờ bọn họ duy nhất báo thù hy vọng, là giám sát sứ đại nhân. Để Tiêu Đình cầu kiến giám sát sứ đại nhân, để bọn hắn đổ sát vệ gia. Dù sao, vệ gia tuyệt đối chọc giận tới giám sát sứ đại nhân. Mộ Dương không biết sống chết, hắn chết chắc. Giám sát sứ đại nhân nhất định sẽ giận dữ, tru sát hắn. Tiêu Đình đâu, nhanh để Tiêu Đình đến a. Bọn họ phẫn nộ nói. Đáng tiếc bọn họ không biết, Mộ Dương thực lực, đã đủ để cho hai vị bộ giám sát sứ, đều sinh ra như vậy một chút kiêng kỵ. Loại này người,
giám sát sứ liền sợ không giết chết hắn, để hắn giấu đi quấy rối, vậy liền tai họa vô cùng. Dù sao Nguyệt Linh gia tộc, có thể ngăn không được một cái Mộ Dương. Muốn là ra chuyện, cái kia hai người bọn họ giám sát sứ đều xong đời. Ngay tại Lôi Tôn Phủ chuẩn bị lúc trở về. Cha, ra ra. Bỗng nhiên một thanh niên, từ bên ngoài xông tới, ánh mắt của hắn huyết hồng, có ngập trời chi nộ. Chính là, Lâm Tiêu Đình. Hắn xông tới, thấy được Lâm Tiêu Phong, Lâm Thiên Hiên cùng bốn đầu cộng sinh thú thi thể. Hắn đã nghe nói, Lâm Thiên Giám bị chết liền thi thể đều không có. Hắn càng nhìn đến, Lôi Tôn thống khổ kêu thảm, cả người là huyết. Trường hợp như vậy, để hắn đổ lui ba bước, ánh mắt đều tán loạn. Sau đó, hắn phát ra rít lên một tiếng. Mộ Dương, ta Lâm Tiêu Đình đời này, tất chu diệt ngươi cửu tộc. Ta tất để ngươi nhận hết giữa cả thế gian, tất cả khó khăn. Hắn gào thét, tất cả mọi người nghe được. Vệ phủ mọi người vốn là muốn đi, nhưng, bởi vì Lâm Tiêu Đình đến, đều dừng bước. Lý Thiên Mệnh, nhìn đến hắn. Ngày mai, liền muốn đến phiên chính mình. Hai ngày này, Lý Thiên Mệnh cũng chờ đến cuống cuồng a. Lâm Tiêu Đình, có thể tính xuất hiện. Hắn đứng ở trên tường thành, nhìn lấy cái kia phẫn nộ, táo bạo thanh niên. Ba năm trước đây từng màn, lạnh lùng của hắn tàn nhẫn, hắn cao cao tại thượng, đều dường như ngay tại hôm qua a. Hôm nay, Mộ Dương khoái ý ân cừu. Ngày mai, mới đến phiên chính mình đây. Thời khắc này Lâm Tiêu Đình, là Lý Thiên Mệnh, hoàn mỹ nhất con mồi. Ánh mắt của hắn, rất nhanh liền đỏ lên, bởi vì hắn phát hiện, hắn có chút chờ không nổi ngày mai. Bất quá, trò vui đâu, muốn một chút xíu phía trên. Hiện tại, là Lâm Tiêu Đình bị thống khổ tra tấn thời điểm, vậy liền, lại để cho hắn hưởng thụ một buổi tối tốt. Mọi người đã thấy, cái này hai người trẻ tuổi, tại Viêm Hoàng chiến trường hai bên, lấy thiêu đốt ánh mắt nhìn nhau. Trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh cất cao giọng nói. Lâm Tiêu Đình, ngươi nói để cho ta Dương Thúc nếm tận thế gian khó khăn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi suy nghĩ bên trong, có hay không bao quát một loại ngươi bây giờ ngay tại trải nghiệm thoải mái cảm giác đâu? Không sai, ta nói chính là, để ngươi cái kia đồ chơi héo rút, hư thối đoạn căn tán, xin hỏi ngươi bây giờ, là cảm giác gì? Theo nam nhân, biến thành bất nam bất nữ đồ vật, là cảm giác gì? Làm thái giám, thoải mái sao? Tại toàn trường tĩnh mịch thời điểm, Lý Thiên Mệnh liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Một vấn đề, so một vấn đề kinh bạo. Một cái so một cái kích thích. Những vấn đề này, quá kinh bạo. Đoạn căn tán. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Độc ác như vậy đồ vật, ai làm đó a? Đây là thực sự sao? Lâm Tiêu Đình, hiện tại là tên thái giám. Héo rút, hư thối. Bọn họ lấy quỷ dị ánh mắt, trước nhìn ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệch Lâm Tiêu Đình, lại nhìn cái kia sắc mặt lạnh lùng, ngồi ở một bên Nguyệt Linh Cơ. Đáp án, miêu tả sinh động. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu Đình bị đời này lớn nhất thống khổ, cái kia chính là, đã mất đi nam nhân bản lĩnh. Bằng không, thê tử của hắn Nguyệt Linh Cơ, thì muốn đi ra cho hắn giải thích. Thế nhưng là, Nguyệt Linh Cơ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, mất cả tháng linh gia tộc người, thậm chí đứng lên, trực tiếp đi. Bọn họ không muốn lẫn vào chuyện mất mặt như vậy. Chuyện này, để Lâm Tiêu Đình tê tâm liệt phế. Mấu chốt là, hắn đây là tự làm tự chịu a. Hắn tháng này, coi như đối Mộc Tình Tình hơi tốt một chút, liền sẽ không đến thời khắc này xuống tràng. Như thế tê tâm liệt phế sự tình, để hắn xem như không có phát sinh, ở chỗ này gượng chống, rất khó. Chính là bởi vì khó, tất cả mọi người liếc một chút đều đã nhìn ra. Hắn thành thái giám. Ta dựa vào, phốc, nhớ qua cười a. Ha 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 ha. Không được, ta cười đau sốc hông. Phô thiên cái địa tiếng cười, ầm vang truyền ra. Lâm Tiêu Đình đứng tại bậc cha chú bên cạnh thi thể, ngẩng đầu, nhìn đến chính là mấy vạn người. Lấy quỷ dị ánh mắt nhìn lấy hắn, sau đó lớn tiếng chế giễu. Một khắc này, hắn cảm nhận được trên thế giới, xấu hổ nhất, bi thảm nhất, chuyện thống khổ nhất là cái gì? Hắn toàn thân, đều bị xé nứt. Mà hết thảy này, đều là Lý Thiên Mệnh đưa cho hắn. Đương nhiên, đây hết thảy, cũng đều là hắn tự tìm báo ứng, đều là tự làm tự chịu. Lâm Thái Giám, a, ha 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 ha. Mọi người thật cười điên rồi. Lôi Tôn Phủ đại thế đã mất, dù sao tất cả mọi người đang cười, dựa vào cái gì, mình không thể cười a. Nam nhân, nữ nhân đều đang cười. Trong nam nhân,
mặc kệ tiền vốn đại hoặc là tiểu, cũng đều đang cười. Bởi vì, coi như tiểu, vậy cũng so héo rút, mục nát cường a. Cái kia tiểu hoàng gà, cười đến theo trên tường thành lăn xuống đi, trực tiếp đập xuống đất. Giết người, trước Chu Tâm a. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh không có cười. Hắn đứng tại cao trên tường, các loại tiếng cười dừng lại thời điểm, thanh âm của hắn, truyền khắp Viêm Hoàng chiến trường. Lâm Tiêu Đình, nàng, thì tại cửa đá nhìn lên ngươi đây. Đến, dũng cảm một chút, cùng tất cả mọi người nói rõ ràng. Nói rõ ràng, 3 năm trước đây, ngươi cướp đi ta thánh thú chiến hồn, giết chết ta cộng sinh thú, nói xấu ta sự kiện kia. Cái này 3 câu nói lúc đi ra. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Mọi người nhìn không được nhìn về phía cửa đá. Hoảng hốt ở giữa. Giống như cửa đá kia phía trên, thật đứng đấy một cái. Bạch y nữ tử. 3 năm trước đây, thánh thú chiến hồn. Đó là Lâm Tiêu Đình nhất phi trùng thiên cơ hội. Thánh thú chiến hồn, vốn là vì Lý Thiên Mệnh đoạt được. Mục Tình Tình, đã từng là Lý Thiên Mệnh bạn gái. Khi nàng biết Lý Thiên Mệnh đạt được thánh thú chiến hồn về sau, đem tin tức này nói cho Lâm Tiêu Đình, lắc mình biến hóa, trở thành Lâm Tiêu Đình bạn gái. Sau đó, thiết kế hãm hại Lý Thiên Mệnh, cướp đi thánh thú chiến hồn, xử tử hắn cộng sinh thú, để hắn biến thành phế nhân. Dạng này thuyết pháp, ngay tại Mộc Tình Tình tại Viêm Hoàng học cung cửa đá mặt đất, viết lên 8 cái chữ bằng máu thời điểm, liền đã truyền khắp Diễm Đô. Mà bây giờ, làm Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người ép hỏi Lâm Tiêu Đình thời điểm, mọi người lại nghĩ lên cái kia 8 chữ. Lúc trước chân tướng, sắp nổi lên mặt nước. Nguyên lai, một mực bị vu hãm ngược lại là Lý Thiên Mệnh, chân chính độc ác chi đồ, là Lâm Tiêu Đình cùng Mộc Tình Tình. Hai người này, thật sự là điên rồi, thiệt thòi ta còn đã cười nhạo cái này Lý Thiên Mệnh nhiều lần, thật sự là sai lầm. Bọn họ, đem tất cả mọi người mơ mơ màng màng, trách không được, Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy muốn Lâm Tiêu Đình tánh mạng. Cướp đi bạn gái cùng thánh thú chiến hồn coi như xong, liền cộng sinh thú đều xử tử. Khiến người ta biến thành phế vật, còn mạnh hơn thêm nói xấu. Thật sự là phát rồ. Rất nhiều người nhìn đến Lâm Tiêu Đình giờ phút này tái nhợt sắc mặt, đều đoán được một số chân tướng. Đoạn căn tán, để Lâm Tiêu Đình bị vạn chúng chế giễu, mất hết mặt mũi, đã mất đi nam nhân tôn nghiêm. Mà bây giờ, 3 năm trước đây chân tướng, lại để cho hắn phẩm hạnh quét rác, bị người xem thường. Nếu không phải hắn vẫn là Thánh Thiên Phủ đệ tử, cả người thực lực vẫn cường hãn. Sợ là phải bị vạn chúng đập trứng gà. Cái kia Lâm Tiêu Đình, nắm chặt song quyền, ánh mắt đỏ như máu nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hắn bỗng nhiên cười. Lại bắt đầu biên soạn chuyện xưa sao? Chỉ bằng ngươi, cũng có thể được thánh thú chiến hồn. Lý Thiên Mệnh, làm phiền ngươi lần sau biên soạn cố sự, biên ra có độ tin cậy đến, nếu không, sẽ chỉ làm người làm trò hề cho thiên hạ. Người 3 năm trước đây làm nhục Tình Tình không được. Lại tại Trầm Uyên chiến trường làm bẩn nàng, dẫn đến nàng tự sát. Người cái này phát rồ người, lại còn dám ở bên trong, biên soạn cố sự nói xấu ta. Các vị, các người vậy mà tin tưởng, loại này lật ngược phải trái đen trắng lời nói dối. Lâm Tiêu Đình lên cơn giận dữ. Hắn 1 vạn lần nghĩ, sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước nên trực tiếp giết Lý Thiên Mệnh. Chẳng qua là ban đầu, ai có thể nghĩ tới cái này phế nhân, còn có thể ngóc đầu trở lại. Để Lâm Tiêu Đình như thế một chất vấn, mọi người dù sao không có chứng cứ, không tốt kết luận chân chính chân tướng. Cho nên, thánh thú chiến hồn sự tình, cho đến nay, không có cách nào tra ra manh mối. Mọi người bị Để Mộ Dương dọa sợ, hắn cũng liền chỉ vì vệ phủ đạt được 1 phần thôi. Đúng, cái này cùng Lý Thiên Mệnh, lại không có quan hệ gì. Ta ngược lại thật ra càng muốn tin tưởng, là Lý Thiên Mệnh điếm ô Mộc Tình Tình, mới khiến cho nàng tự sát. Người chỉ cần nhiều, cái gì thuyết pháp đều sẽ có. Thậm chí có ít người, đã mang tính lựa chọn quên, Mộc Tình Tình tại cửa đá phía dưới viết 8 chữ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh chỉ là thuận miệng nói 1 tiếng thôi. Hắn biết, chỉ ít còn có nhiều hơn 1/2 người không tin. Dù sao, nói mà không có bằng chứng. Chậm nhất bất quá ngày mai. Ngày mai, Lý Thiên Mệnh muốn cái này diễm đô tất cả mọi người, cam tâm tình nguyện. Tâm duyệt thành phục tin tưởng mình nói tất cả lời nói. Lâm Tiêu Đình còn đang rảo biện. Vậy liền để hắn, chính mình nói xuất khẩu. Lý Thiên Mệnh, ngày mai thế hệ thanh niên quyết đấu, người sẽ ra chiến, đúng không? Lâm Tiêu Đình âm thanh lạnh lùng nói. Vệ gia, chỉ có ta xuất chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt,
ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, nhưng muốn quyết đấu sinh tử, chỉ có một người, sống mà đi ra thiên văn kết giới. Lâm Tiêu Đình híp mắt nói. Đoạn Căn Tán tiết lộ, một khắc này vạn chúng chế giễu, loại kia khuất nhục, đời này khó quên. Không giết Lý Thiên Mệnh, không cách nào cho hả giận. Cầu còn không được a? Lý Thiên Mệnh cười. Cái này, đúng là hắn muốn cùng Lâm Tiêu Đình nói lời. Vẫn rất có gan chó. Lâm Tiêu Đình khinh miệt nói. Dù là Lôi Tôn Phủ trọng thương, dù là hắn trúng Đoạn Căn Tán, nhưng là, hắn so Lý Thiên Mệnh cường vô số lần, sự thật, sẽ không cải biến. Tại chỗ mấy vạn người đều biết, Lý Thiên Mệnh cùng hắn sinh tử chiến, đơn giản là muốn chết. Ngươi làm sao có thể cam đoan là sinh tử chiến, chỉ có một người có thể còn sống? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng ta cùng một chỗ hướng hai vị giám sát sứ xin chỉ thị, tại chỗ mấy vạn diễm đô cường giả làm chứng. Ngày mai sinh tử chiến, chỉ cần không chết người, mời giám sát sứ đại nhân, tuyệt không mở ra thiên văn kết giới. Lâm Tiêu Đình giữ tợn nói. Vậy ta bổ sung một chút, chỉ cần ngươi ta một người trong đó, không triệt để tắt khí, thì tuyệt không khai thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh nói. Tại tắt khí trước đó, Lý Thiên Mệnh còn muốn làm không ít chuyện đây. Lâm Tiêu Đình cái này đề nghị, hắn cầu còn không được. Chuẩn. Giám sát sứ cận nhất huyên một chữ, triệt để dẫn nổ chiến hỏa. Vốn là coi là ngày mai không có gì tốt kịch, rất nhiều người đều chuẩn bị đi. Mà bây giờ, bọn họ quyết định lại lưu một ngày. Ngày mai, ngược lại là có thể nhìn xem cái này Lâm Tiêu Đình, làm sao đem Lý Thiên Mệnh hành hạ chết. Hắn chỉ sợ muốn đem Mộ Dương Cửu Hận cùng Đoạn Căn Tán khuất nhục, toàn bộ trả thù tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Sẽ lăng trì xử tử, rút gân lột ra. Chờ mong a. Xem ra, thánh thú chiến hồn sự tình, rất có thể là thật, bằng không, Lý Thiên Mệnh không sẽ như thế thiêu thân lao vào lửa, liền vì một cái báo thù cơ hội. Người này, đáng tiếc. Hắn không có cách, các loại Lâm Tiêu Đình đi thánh thiên phủ, hắn thì cả một đời không có cơ hội báo thù, cho nên mới lấy trứng chọi đá. Khí phách này cùng đảm lượng, ngược lại là đáng giá tán thưởng. Nghe nói hắn có thể đánh bại linh nguyên cảnh tầng thứ 9, thực lực tính toán tốt vô cùng. Nhưng là, hắn thật không biết, nắm giữ thánh thú chiến hồn, đến quy nhất cảnh Lâm Tiêu Đình, mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu. Lâm Tiêu Đình, chỉ ít quy nhất cảnh tầng thứ 2 trở xuống, cơ hồ đều vô địch. Căn không có, làm thái giám, nhưng là bản sự còn tại a, ha ha. Một ngày này, triệt để khô nóng lên. Tại một cái phong bế thiên văn trong kết giới, quyết đấu sinh tử, tắt khí đến. Đây là khốn thú đấu. Diễm đô mấy vạn người đã làm chứng. Đến lúc đó, sẽ có nhiều máu tanh, tàn nhẫn, thô bạo, có thể nghĩ. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không đem ta quên đi? Bỗng nhiên có một cái sắc mặt lãnh đạm nữ tử đi ra. Nàng là Nguyệt Linh Cơ. Nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, ta đã đột phá quy nhất cảnh, Trầm Uyên chiến trường. Ngươi dựa vào âm mưu quỷ kế đắc tội qua ta, ngày mai, ta muốn trước đánh ngươi một trầu. Đắc tội. Trên thực tế, nàng tránh thức không cam lòng, là bị Lý Thiên Mệnh đánh bại. Hiện tại, nàng tu luyện tới quy nhất cảnh, hơn nữa còn có bát giai cộng sinh thú, phong tuyết hải linh long. Thù này không báo, không nghiền ép Lý Thiên Mệnh một lần, nàng nhưng không cam tâm. Cái này không có ý nghĩa, ta muốn hắn lấy toàn bộ chiến đấu lực, đến lấy trứng chọi đá. Lâm Tiêu Đình cười lạnh nói. Yên tâm đi, chỉ ít cho ngươi giữ lại cửu thành. Ta cũng chỉ là để cái này Lý Thiên Mệnh nhìn xem, người nào, càng mạnh. Trầm Uyên đấu thú một lần kia bị đánh tan, để cho nàng khó có thể dễ dàng tha thứ. Tháng này khổ tâm tu luyện, chính là vì rửa sạch nhục nhã. Nếu không, nàng đường đường thánh thiên phủ đệ tử, liền một cái vắng vẻ chi địa Lý Thiên Mệnh đều đánh không lại, làm sao đi thánh thiên phủ. Cái kia là có thể. Lâm Tiêu Đình cười. Hắn thật sự là sợ, chính mình phải từ từ, nhấm nháp con mồi, để Nguyệt Linh Cơ cướp đi. Trên thực tế, ngày mai nhất chiến, Nguyệt Linh gia tộc cầm tới một phần, không có gì lo lắng. Linh nguyên cảnh tầng thứ 9 chiến đấu lực Lý Thiên Mệnh, so Nguyệt Linh Cơ đều kém. Cho nên, hai người bọn họ phu thê, cũng bắt đầu tranh đoạt con mồi. Tại trước mặt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh thì cùng thỏ trắng nhỏ giống như, kết cục của hắn, sẽ có chút thảm a. Hai vợ chồng. Ha ha. Nhớ tới Đoạn Căn Tán, lại là nhịn không được cười lên. Được rồi, tản, ngày mai chiến. Nháo đến lúc này thời điểm, Tống Nhất Phàm trầm giọng một hô. Ngày thứ 2 quyết đấu sinh tử, chính thức kết thúc.
Tiếp tục nửa tháng trời nắng, một đêm này, bỗng nhiên trên trời rơi xuống mưa to. Đây không phải lớn bình thường mưa, đây là mưa như chút nước mưa to, thậm chí xen lẫn cuồng phong cùng sấm sét vang dội. Diễm Đầu Vạn Gia đều đóng cửa, ít có đi ra ngoài. Một đêm này mưa to, cùng ba năm trước đây có chút tương tự. Lôi Tôn Phủ địa thế tương đối thấp, mưa to xuống tới đến, rất nhanh liền có không ít nước đọng. Trong mưa to, Lâm Tiêu Đình quỳ trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, hắn đã tại Lôi Tôn Phủ tôn quý nhất biệt viện bên trong, đợi hai canh giờ. Giám sát sứ đại nhân, Lâm Tiêu Đình cầu kiến. Đây là hắn lần thứ ba xin gặp. Nhưng là, biệt viện bên trong, vẫn không có động tĩnh. Mưa rào xối xả, Lâm Tiêu Đình nhìn lấy biệt viện, ánh mắt huyết hồng. Kẹt kẹt. Bỗng nhiên, đại môn mở ra, trên mặt hắn vui vẻ. Nhưng không ngờ, đi ra chính là Nguyệt Linh Hồng, Nguyệt Linh Tiêu cùng Nguyệt Linh Cơ ba người. Khác lãng phí thời gian, hôm nay giám sát sứ đại nhân không muốn gặp ngươi, cút nhanh lên đi, không muốn không thức thời. Nguyệt Linh Cơ trợn mắt một cái, không muốn dựa vào gần Lâm Tiêu Đình, vòng quanh hắn đi ra ngoài. Vì sao? Lâm Tiêu Đình đờ đẫn nói. Ngươi là muốn cho giám sát sứ đại nhân, vì ngươi chém giết Mộ Dương, vì Lôi Tôn Phủ lấy lại công đạo a. Nguyệt Linh Tiêu chắp tay sau lưng, dừng lại nói. Vâng, hiện tại Lôi Tôn Phủ, chỉ có chính hắn, mới có thể cầu kiến giám sát sứ. Khác ý nghĩ hão huyền, Mộ Dương không dễ thu thập, là các ngươi Lâm gia chọc giận hắn, đại nhân không sẽ vì các ngươi mạo hiểm. Nguyệt Linh Tiêu nói. Chúng ta chọc giận hắn, chúng ta Lôi Tôn Phủ, là cho các ngươi mà chiến a. Lâm Tiêu Đình trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nhạc phụ của mình. Thì tính sao, các ngươi hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, cũng liền cầm tới một phần. Có thể công thành lui thân, về sau thành thật một chút. Nguyệt Linh Cơ chen vào một câu. Lâm Tiêu Đình sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn lấy bọn hắn. Thế nào, ngươi sẽ không phải ấu chi a? Lâm Tiêu Đình, muốn đi Thánh Thiên Phủ, có thể ngàn vạn muốn thành thục một chút. Lôi Tôn Phủ không có gì giá trị lợi dụng, cho nên, người muốn thấy rõ sở hiện thực. Nguyệt Linh Cơ mỉm cười nói. Lâm Tiêu Đình đứng chết chân tại chỗ. Câu nói này, có vẻ giống như mình nói qua. Người nói loại lời này, có thể từng đọc nghĩ tới chúng ta đã bái đường thành thân. Lâm Tiêu Đình trừng to mắt nhìn lấy nàng. Cái này, vẫn là cái kia thành hôn trước đó, cùng mình có vô hạn mơ màng nữ tử sao? Người nói đùa cái gì đâu? Người nào cùng ngươi thành hôn? Lâm Tiêu Đình, nhớ đến về sau khác nghĩ lung tung, nếu không mạng ngươi đều sẽ không có. Ta Nguyệt Linh Cơ, mới không có khả năng, cùng một cái bất nam bất nữ đồ vật thành thân. Ngươi ngàn vạn, khác tổn hại thanh danh của ta. Muốn thấy rõ sở hiện thực, nghe đến không có. Nguyệt Linh Cơ cao cao tại thượng nhìn lấy hắn. Câu nói này muốn nói rất lâu, vừa vặn hôm nay nói rõ ràng. Tiêu Đình, không có việc gì, chúng ta Nguyệt Linh gia tộc và ngươi ở giữa, vẫn là có hữu nghị. Có điều, trận kia hôn lễ, về sau cũng không thể coi là chuyện đáng kể, biết không? Nguyệt Linh Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Ta đã biết. Lâm Tiêu Đình trong mắt tơ máu trải rộng, hắn khuất nhục, phẫn nộ, tê tâm liệt phế. Có thể đây hết thảy, bọn họ nói mỗi câu lời nói, đều rất quen thuộc a. Lâm Tiêu Đình, ta và ngươi phủ nhận sở quan hệ, ngươi đều cùng Lý Thiên Mệnh lập xuống sinh tử hẹn, ngươi sẽ không phải chủ động muốn chết a. Nếu như ngươi muốn chủ động muốn chết, chết tại Lý Thiên Mệnh trên tay, nhớ đến sớm cùng ta nói, ta trước hết làm thịt hắn. Nguyệt Linh Cơ cười nói. Kỳ thật, hôm nay cùng Lâm Tiêu Đình phủ nhận sở quan hệ thì sao? Ngày mai, vẫn là giữ chắc một phần. Bởi vì, tại sinh tử ước định về sau, chiến bại cũng là chết. Lâm Tiêu Đình, coi như lại thương tâm gần chết, hắn đều khó có khả năng chết tại Lý Thiên Mệnh trên tay. Hắn coi như sinh ra. Không muốn vì Nguyệt Linh gia tộc mà chiến tâm tình, vậy thì thế nào? Còn không phải đến bán mạng chém giết a? Lâm Tiêu Đình, ngươi là thành thục người, sẽ không ấu trí đi, làm người phải học được nhận thua, biết không? Nguyệt Linh Cơ dùng ngón tay, gõ Lâm Tiêu Đình đầu nói. Trùng điệp gõ. Gõ đến rung động đùng đùng. Lâm Tiêu Đình quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không nhúc nhích, nước mắt nước mũi chảy ngang. Ngươi là thành thục người, sẽ không ấu trí a? Làm người phải học được nhận thua, biết không? Trong nháy mắt đó, một đạo sấm sét, thiên địa sáng như ban ngày. Trong tấm hình, cái kia dùng mu bàn tay gõ Lâm Tiêu Đình đầu nữ tử. Một bộ bạch y. Ào ào ào.
Ngoài cửa sổ mưa, càng rơi xuống càng lớn. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Một tiếng oanh minh, vạn vật run rẩy. Dù là cửa sổ đều đã đóng lại, trong phòng ánh nến, cũng đều còn tại chập chờn. Lý Thiên Mệnh trước mắt, ngồi đấy một cái thiếu nữ 16. Nàng tuổi thanh xuân, mỹ cơ ngọc phu, duy chỉ có ánh mắt, nhìn ra được nàng là một trưởng bối. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh muốn biết, hắn chân chính phụ thân, đến cùng là ai? Vệ Tịnh đã làm tốt thẳng thắn chuẩn bị. Thiên Mệnh, ta tại bài trừ tiểu mệnh kiếp về sau, thì cùng phụ thân, Dương Ca nói rõ. Nhưng, bởi vì chuyện này rất kỳ quái, rất mạc danh kỳ diệu, thậm chí khó có thể mở miệng. Cho nên, ta 20 năm trước đều thực sự không thế nào làm như thế nào cùng ông ngoại ngươi nói, hiện tại phải nói cho ngươi, ta cũng có chút đau đầu. Vệ Tịnh khổ não nói. Sự tình đều đi qua, còn buồn rầu làm cái gì? Lý Thiên Mệnh an ủi. Hắn biết, chuyện kia nhất định rất khó mở miệng. Bằng không, 20 năm trước, nàng trực tiếp cùng Vệ Thiên Thương thẳng thắn, liền không có nhiều chuyện như vậy. Càng không dùng vì che giấu chân tướng, vì để cho Lý Thiên Mệnh có thể có một cái thân phận, vì bảo trụ phụ thân mặt mũi, đi xa Ly Hỏa Thành, cùng Lý Viêm Phong cùng đi tới. Năm đó, ta tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, là Thiên Phủ Thiên Bảng đệ tử, Dương Ca đệ nhất, ta thứ tư. Một lần lịch luyện, ta đơn độc đi Trầm Nguyên chiến trường Đông Thần Vực. Đông Thần Vực, tại Chu Tước Quốc phía đông, thuộc về Trầm Nguyên chiến trường Chu Tước Quốc biên giới. Đông Thần Vực, cũng có một tòa Chu Tước Sơn, rất cao, một lần kia, ta bò tới đỉnh núi, sau đó, gặp hắn. Hắn, chính là mình thần bí cha đi. Sau đó thì sao, cọ sát ra tia lửa, củi khô lửa bốc, tiểu hoàng gà xông tới. Tràn đầy phấn khởi hỏi. Người đi một bên, đừng ngắt lời. Lý Thiên Mệnh một bàn tay đem nó đánh bay. Hắn là ai, là như thế nào người? Hắn vội vàng hỏi. Ta không biết a. Vệ Tịnh cười khổ nói. Không biết, Lý Thiên Mệnh mộng. Rất kỳ quái, hắn cũng là cái bóng, rất mơ hồ, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng có lúc, lại có thể gặp, là cái người sống. Vệ Tịnh trầm tư suy nghĩ nói. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc minh bạch, nàng vì cái gì 20 năm trước không nói ra miệng. Bởi vì, nàng miêu tả một người như vậy, nói cho bất luận kẻ nào nghe, đều sẽ cho là nàng có thể là đang bị làm bẩn về sau, chính mình thêu dệt vô cớ. Cái này muốn nói cho Vệ Thiên Thương nghe, như thế nào mở miệng. Nếu là có bà ngoại tại, chỉ sợ còn tốt, nhưng bà ngoại đi được tương đối sớm. Nữ nhi cùng phụ thân ở giữa, có một số việc rất khó nói thông. Mà lại, lúc ấy Vệ Thiên Thương một mực tại tác hợp nàng và Mộ Dương. Sau đó thì sao? Ta cảm thấy rất thú vị, rất huyền diệu a. Ta thì cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn nói, đây là tính mạng hắn bên trong, thê thảm nhất một đoạn thời gian, hắn bị nhốt ở vị trí này, rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Hắn nói rất nhàm chán, để cho ta bồi hắn nói chuyện. Ta khi đó tính cách so sánh hoạt bát, liền bắt đầu trò chuyện chính mình sự tình a. Kỳ thật, hắn là cái rất thú vị người, rất biết giảng chê cười, còn nói mình là trên đời bên trong, nhân vật phi phàm nhất. Đặc biệt sẽ khoác lác, cùng ngươi bây giờ có điểm giống. Nói lên hắn thời điểm, Vệ Tịnh giống như thật vui vẻ. Ta khoác lác, ngươi khác ngậm máu phun người a. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, chính mình thành thật như vậy người, thân nương vậy mà cho là mình ưa thích khoác lác. Lẽ nào lại như vậy? Vệ Tịnh lườm hắn một cái, nói tiếp. Hắn nói tốt nhiều huyền diệu sự tình, để ta tin tưởng hắn đến từ vô cùng xa xôi thế giới. Hắn nói phàm nhân ngự thú sư, có thể trở thành thánh, có thể kéo dài tuổi thọ, sống hơn ngàn năm, vạn năm, thậm chí kinh lịch 12 đạo, sinh tử kiếp, có thể trở thành trời xanh thần linh, nhìn xuống chúng sinh, vĩnh sinh bất tử. Hắn chả nói, ta như cái tiểu tinh linh, hắn cả đời chinh chiến, sống chết cách xa nhau, rất ít gặp phải ta loại này người. Ngây thơ, thuần túy, thoải mái. Nói xong, nàng cười. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Cái này không phải là chính ngươi thêm tiến đến, khích lệ chính mình a. Nói bậy, ta là loại này người sao? Vệ Tịnh nói. Hắc hắc, Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ cười. Đến mức tiểu mèo đen, ngay tại Vệ Tịnh trong ngực nằm ngáy o o. Cái này cố sự, còn thật có ý tứ. Quả nhiên a, cái này cha, là cái thần bí mà thú vị tồn tại. Bất quá, Lý Thiên Mệnh thế nào cảm giác, cái này cố sự nghe. Có điểm giống là, nữ văn nhân, viết cẩu huyết ái tình kịch a. Một cái bá đạo hài hước siêu phàm cường giả, trải qua tang thương.
Một cái cổ quái tinh linh lỗ mãng nông thôn cô nàng, thanh xuân hoạt bát. Ngẫu nhiên gặp gỡ, va chạm ra tình yêu tia lửa. Quá hắn meo cầu huyết đi. Tiếp tục tiếp tục. Khi đó, dù sao cũng không có chuyện gì, ta ngay tại Đông Thần vực Chu Tước Sơn, một mực cùng hắn nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên chơi chơi game cái gì. Có chừng hơn 20 ngày đi, khi đó cảm thấy, hắn là cái thần kỳ, cao thâm, lại khôi hài ra hỏa. Cái tuổi đó, thật thích loại này người. Lý Thiên Mệnh hiểu, thiếu nữ nha, đại thúc nha. Có điều, ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng cùng hắn phát sinh chút gì, dù sao, ta cùng thế giới của hắn, luôn cảm giác rất xa xôi, thậm chí luôn cảm thấy, chính mình có phải hay không trong giấc mộng. Thế nhưng là có một ngày, hắn bỗng nhiên rất bi phẫn. Hắn nói, địch nhân tìm được vị trí của hắn, hắn nói hắn không cam tâm, cứ như vậy đem hết thảy, đưa cho những người kia. Nếu như đây hết thảy, rơi vào đến trên tay bọn họ, như vậy tuyệt đối sẽ là một trận diệt thế tai nạn. Thế nhưng là, hắn căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Nói thật, hắn rất thống khổ nói những thứ này thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn nói đùa hù dọa ta đây. Cho nên ta liền nói a, có đồ vật gì, ta cho ngươi bảo tồn, tuyệt đối không khiến người ta phát hiện. Ta vạn vạn không nghĩ đến, câu nói này nói xong, thì có ngươi. Vệ Tịnh thở dài một hơi. Ý gì, một câu cuối cùng, Lý Thiên Mệnh nghe không hiểu. Chính là, hắn nói, có lẽ duy nhất khả năng phương thức, thì là thông qua huyết mạch truyền thừa đi xuống. Sau đó thì sao, ta còn tưởng rằng là nói đùa, cho nên đáp ứng. Không nghĩ tới, cứ như vậy phát sinh, ta còn tưởng rằng là làm một giấc mộng. Vệ Tịnh nói đến, chính mình cũng mơ hồ. Huyết mạch truyền thừa, ta, Lý Thiên Mệnh một mặt mộng bức a. Cứ như vậy, kết thúc. Đúng, hắn đem ta đưa đi, nói muốn chính mình dẫn dắt rời đi những người kia. Sau đó, thì lại cũng chưa từng thấy qua. Vệ Tịnh nói ra câu nói này thời điểm, vẫn có chút khó chịu. Lý Thiên Mệnh có chút mộng. Người cái kia sẽ không gặp phải tên lừa đảo, khiến người ta hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đi, nói không chừng người này cũng là lưu manh hái hoa tặc a. Lý Thiên Mệnh nói, quá giống. Biên soạn Thiên Mã Hành không cố sự, miêu tả chính mình cao thâm cùng hài hước cảm giác, thời khắc cuối cùng lấy đại nghĩa cùng thích cảm động thiếu nữ, phát động nhất kích chí mệnh. Sau đó, thiếu nữ luân hãm. Người nói mò, ta biết sẽ không, người chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn đến cỡ nào đặc thù. Mà lại, hắn xác thực thích ta, Vệ Tịnh chắc chắn nói. Không cứu nổi, Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ngươi cộng sinh không gian bên trong 10 quả trứng, là làm sao tới? Vệ Tịnh trợn mắt nói. Thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh giật mình. Là thái cổ hỗn độn cự thú, cải biến vận mệnh của hắn. Đây là giải thích, Vệ Tịnh nói hết thảy đều là thật. Thái cổ hỗn độn cự thú có bao nhiêu đáng sợ, nam nhân này, bối cảnh của hắn thì có nhiều thần bí. Mà đuổi giết hắn, hủy đi hắn người, là ai? Lý Thiên Mệnh không nói giỡn. Hắn cuối cùng biết, thân thế của mình, quả nhiên cùng thái cổ hỗn độn cự thú có quan hệ. Hắn nói, nếu như hắn còn sống, sau một tháng, thì sẽ tìm đến ta. Vệ Tịnh cúi đầu nói. Nàng trở lại vệ phủ, bắt đầu chờ đợi. Một tháng, không ai. Hai tháng, không ai. Ba tháng, vẫn không ai, mà thẳng đến nàng khi đó, nàng mới xác định, chính mình mang thai. Nói rõ hắn chết. Có lẽ đi, cũng có khả năng như lời ngươi nói, hắn lừa ta. Hắn nhân vật gì a, lừa ngươi một cái nông thôn cô nương. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai biết được, Vệ Tịnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiền căn hậu quả, thì nhiều như vậy. Về phần hắn chết hay không, người nào cũng không thể xác định. Nhưng lúc ấy, ta tâm hoảng ý loạn, cảm thấy hắn không có đúng hạn tới tìm ta, khẳng định chết rồi. Cho nên ta khi đó rất hỗn loạn. Rất sợ hãi, khi đó, Dương ca đối với ta cũng không tệ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn là có một chút quá quen thuộc, ngược lại không quen lắm. Mà lại, trong bụng ta có ngươi, thì càng không tiện bàn giao. Ta thăm dò một chút ông ngoại ngươi, phát hiện hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận, ta tại vệ phủ sinh phía dưới một đứa bé. Ta khi đó, liền muốn để ngươi xuất thế, ta lại không thể để Dương ca giúp ta, bởi vì hội thương tổn hắn. Cái bụng lớn. Trung quy không che giấu được, cho nên ta vốn là chuẩn bị, rời nhà trốn đi, trước biến mất một đoạn thời gian. Vừa vặn khi đó, Lý Viêm Phong lại đang theo đuổi ta. Mà lại, hắn không biết thấy thế nào,
vậy mà nhìn ra ta mang thai. Ta khi đó rất sợ hắn khắp nơi nói lung tung. Một khi để ngoại nhân biết, ông ngoại ngươi khẳng định cảm thấy rất mất mặt. Mà lại, ta chờ người kia 3 tháng, hắn một mực không có xuất hiện. Ta đã che giấu không được ngươi tồn tại. Có một ngày, Lý Viêm Phong đưa ra, chỉ cần ta gả cho hắn, hắn có thể làm cha ngươi, ta biết hắn là coi trọng ta Vệ gia quyền thế. Hắn cùng ta, tính toán theo như nhu cầu đi, bởi vì ta lớn nhất vẫn còn nghĩ lưu tại Diễm Đô, có thể đem ngươi sinh ra tới. Cho nên ta thừa nhận, ta cuối cùng là có chút hỗn loạn, ta liền đáp ứng hắn, khi đó nghĩ cũng là đem ngươi sinh ra tới lại nói. Ta chính là không ngờ tới, ông ngoại ngươi nhìn đến Lý Viêm Phong sau càng tức giận, trực tiếp đem chúng ta oanh ra Diễm Đô. Kể từ đó, Lý Viêm Phong muốn leo lên Vệ gia tưởng niệm không có, càng không nghĩ tới, người xuất thế về sau, ta trực tiếp liền phải tiểu mệnh kiếp, hắn cái gì đều không đổ đến. Chỉ là, hắn đã sớm tuyên bố ngươi là con của hắn, về sau cũng liền không tốt đổi giọng, không phải vậy nói ra, lại gây người chê cười. Cứ như vậy, người tại Ly Hỏa Thành, trưởng thành. Mà ta, cũng trời đưa đất đẩy làm sao mà, tại Ly Hỏa Thành, qua 20 năm thời gian khổ cực. Những chuyện này nhớ tới, thật là khiến người ta đau đầu. Nghe xong nàng nói lớn như vậy một đống, Lý Thiên Mệnh mới cuối cùng chỉnh làm rõ, liên quan tới chính mình thân thế những thứ này lung ta lung tung sự tình. Nói ngắn gọn, nàng trời đưa đất đẩy làm sao mà, gặp, thậm chí thích một cái phi phàm người, chính mình cha. Chỉ là cái này cha, bặt vô âm tín. Nàng chỉ muốn đem chính mình sinh ra tới, cũng không có phu quân thì sinh con, đối với Vệ Thiên Thương danh tiếng là cái cự đại đả kích. Nàng cũng không muốn bạc đãi Mộ Dương. Mà lúc này, toát ra một cái Lý Viêm Phong, trùng hợp bên trong nhìn ra mang thai của nàng, càng đoán được khốn cảnh của nàng, cho nên muốn dùng cái này trèo lên Vệ gia. Hai người theo như nhu cầu, làm ước định, lại tính sót một chút. Vệ Thiên Thương sớm muốn tác hợp đệ tử cùng nữ nhi, bỗng nhiên toát ra một cái Lý Viêm Phong. Còn để nữ nhi mang thai, quả thực ngập trời giận dữ. Hắn trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra Diễm Đô. Cứ như vậy, đến Ly Hỏa Thành, nàng sinh con đến tiểu mệnh kiếp, mà Lý Viêm Phong sau đó chính mình phấn đấu, lên làm thành chủ. Bởi vì vấn đề mặt mũi, mẹ con bọn hắn tại Ly Hỏa Thành lưu lại. Lý Viêm Phong chính mình lấy vợ sinh con, không ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi vì tiểu mệnh kiếp, bởi vì Vệ Thiên Thương phẫn nộ, cho nên Vệ Tỉnh cái này 20 năm. Chỗ nào cũng không đi được, thì phế tại Ly Hỏa Thành. 20 năm, hắn đều không lại xuất hiện qua, ta càng ngày càng già, thậm chí cảm thấy đến khả năng này cũng là một giấc mộng. Hoặc là nói, đối phương cũng là cái người vô tình, lừa gạt ta, cho nên, ta liền nghĩ cả đời này, ngay tại Ly Hỏa Thành kết thúc tốt. Hắn, giống như là một cái xa xôi mộng, càng ngày càng xa. Ta cũng chậm chậm, đi thể lượng Lý Viêm Phong, dù sao làm 20 năm trên mặt nổi vợ chồng. Hắn đã từng đối với ta, cũng có một chút cảm tình đi. Thế nhưng là, người cũng biết, hắn bởi vì những việc này, càng thêm cảm thấy biệt khuất, phẫn nộ, thẳng đến Lôi Tôn phủ cho hắn cảnh ô lưu, hắn đem chúng ta đuổi đi. Cho nên, hắn người này, ta cũng là một lời khó nói hết, bất kể nói thế nào, chỉ ít để cho chúng ta cái này 20 năm, có một cái rơi vào đi. Đến mức thành chủ phu nhân thân phận, nói thật, một ngày đều không chính thức có được qua. Lý Viêm Phong, nối giáo cho giặc, vì Lôi Tôn phủ phế bỏ Vệ Tử Côn, nghiền ép Vệ Thiên Hùng, sau cùng lại bị thần thánh phế bỏ. Vệ Tử Côn, là Vệ Tĩnh thân đệ đệ. Những thứ này nhân quả, một lời khó nói hết. Lý Thiên Mệnh cuối cùng biết, nàng tại sao phải gạt chính mình 20 năm. Bởi vì, nàng chính mình cũng không biết, người kia, có phải thật vậy hay không tồn tại. Nương, ta đều hiểu, tuy nhiên cái này 20 năm qua rất khó khăn, nhưng bây giờ... cuối cùng thủ đến mây bên ngoài gặp trăng sáng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy à. Ngoài cửa sổ mưa to, mà phòng ốc bên trong lại vô cùng an bình. Ngươi còn hy vọng, hắn có một ngày có thể trở về sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người nào? Ngươi nói hắn à. Không kỳ vọng, thả ta 20 năm bồ câu, có bao xa, lăn bao xa, cái tên xấu xa này. Vệ Tĩnh tức giận nói. Lý Thiên Mệnh cười cười. Cuối cùng chỉnh làm rõ những thứ này chuyện cũ năm xưa. Nhiều một cái, cho mình thái cổ hỗn độn cự thú cha. Như vậy tiếp đó, cái kia vì ngày mai nhất chiến, làm sao cùng xung thứ. Ngay tại hắn đứng lúc thức dậy, Vệ Tĩnh bỗng nhiên nói. Thiên Mệnh, nếu có một ngày, ngươi có thể đụng tới hắn, cần phải liếc một chút liền có thể nhìn ra, hắn là phụ thân ngươi.
Nói thế nào? Bởi vì, hắn giống như ngươi, cũng có một đầu hắc ám cánh tay. Có hình sáu cạnh vảy giáp màu đen, lòng bàn tay, có một con mắt. Còn có, ngươi không dùng sửa họ, bởi vì, hắn cũng họ Lý. Vệ Tĩnh thật sự nói. Tên gọi là gì? Lý Mộ Dương, đầu nàng đau nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh lại mộng. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng là cái trùng hợp, cùng ngươi Dương Thúc không quan hệ. Lý Thiên Mệnh quỳ. Một cái Mộ Dương, một cái Lý Mộ Dương. Danh tự, thật mẹ nó. Khéo léo. Trời mưa quá lớn, có điểm giống 3 năm trước đây cái kia buổi tối. Nếu như, ngày mai còn có thể hạ lớn như vậy, vậy cũng tốt. Rời đi vệ phủ, Lý Thiên Mệnh nhìn lên trên trời sấm sét vang dội, nở một nụ cười. Nụ cười này, có chút âm lãnh. Hắn cất bước hướng Viêm Hoàng Tháp mà đi, tối nay là ngày cuối cùng, hắn muốn xông vào một chút cảnh giới. Ca ca. Vừa tới Viêm Hoàng Tháp, chợt thấy cái kia đèn đuốc chỗ, có một người mặc lấy màu xanh lam tiểu váy ngắn thiếu nữ, đứng tại Viêm Hoàng Tháp trước. Nàng hưng phấn, nhảy cẫng, nụ cười trên mặt tinh khiết mà xinh đẹp. Linh Nhi. Theo Trầm Uyên chiến trường đi ra, thì không có thấy nàng, nói thật, vô cùng tưởng niệm. Ca ca. Nàng đội mưa xông lên, nàng là phàm nhân, không có thú nguyên có thể đón đỡ cái này mưa to, cho nên một chút liền ướt đẫm. Thật dài sợi tóc dán tại trắng như tuyết gương mặt bên trên, phối hợp nàng nụ cười kia, tựa hồ càng có mỹ cảm. Khác gặp mưa. Lý Thiên Mệnh cho nàng cản trở, trực tiếp ôm đến Viêm Hoàng Tháp bên trong đi. Bên trong không có bất kỳ ai. Thiên phủ đệ tử, trên cơ bản đều tại Viêm Hoàng chiến trường chờ lấy khai chiến đây. Lý Thiên Mệnh vội vàng lấy vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, khống chế được làm, đem nàng, hong khô. Phàm nhân quá yếu đuối, gặp mưa rất dễ dàng sinh bệnh. Ca ca, phụ vương một mực không để cho chúng ta đi ra, mấy ngày nay càng là đem chúng ta giam lại. Khương Phi Linh chua mỏ nói. Bình thường, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Dù sao, Chu Tước Vương muốn tự vệ. Vậy ngươi đoán xem ta là làm sao đi ra đây này? Khương Phi Linh nháy mắt mấy cái nói. Để ta đoán một chút a, chẳng lẽ là tại trên mặt đất làm bừa đánh lăn, bi thảm kêu khóc, cảm động thủ vệ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói mò. Khương Phi Linh trong mắt lóe ra quang mang trong suốt, nàng nói, lặng lẽ nói cho ngươi, ta lại giải phong một cái móng tay phong ấn nha. Thật. Đó là đương nhiên. Nhanh cho ta triển lãm triển lãm. Được rồi đâu. Nàng thật cao hứng, hướng lui về phía sau mấy bước, chỉ tay một cái, sau đó, giảo hoạt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, ca ca, ngươi chạy tới, tốc độ nhanh một chút. Cố lộng huyền hư. Lý Thiên Mệnh đi lên sông lên, cái mũi kém chút đụng sai lệch. Thao, cái này thứ đồ gì? Hắn đâm đến thất điên bát đảo, cảm giác giống như là lấp kín sắt thép chi vách tường. Không gian tường, có thể tại chiến đấu sử dụng, cách trở đối thủ, ngăn trở công kích. Thậm chí ngươi nhìn. Khi nàng sau khi nói xong, vậy mà tại Lý Thiên Mệnh trước mắt biến mất. Đi đâu rồi? Tại nguyên chỗ đâu, ngươi vòng qua tới. Lý Thiên Mệnh dọc theo cái này bức tường vô hình hướng bên cạnh đi, lật qua vách tường, liền thấy Khương Phi Linh tại không gian sau tường mặt. Ta có thể khống chế cái này trên tường quang ảnh, đạt tới ẩn tàng mục đích của mình. Hiện tại còn không thuần thục, về sau khả năng biến hóa ra càng nhiều, thậm chí, có càng nhiều không gian tường. Lợi hại, thật không hổ là nhà ta bảo bối Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh cười. Cái này bản lĩnh, có thể nói chẳng những mạnh, hơn nữa còn cầm giữ có rất nhiều khả năng. Bọn họ phối hợp chiến đấu, tuyệt đối càng đáng sợ. Đúng thế, ta có thể ca tụng. Khương Phi Linh nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, kiêu ngạo nói. Nàng chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ca ca, ngày mai, ta muốn trợ giúp ngươi, đánh bại bọn họ. Cái này... chính là nàng tối nay mượn nhờ không gian tường chạy ra đến mục đích. Vì không khiến người ta phát hiện, Khương Thanh Loan còn lưu ở bên kia, cùng một đám thủ vệ nói mò đây. Không dùng, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vì cái gì đây? Bởi vì, ngày mai đối thủ, không xứng với ngươi xuất mã. Lý Thiên Mệnh nói. Không có nhiều người biết, hắn vì sao lại có dũng khí, nói ra những lời này. Linh Nhi chỉ cần, tối nay trợ giúp ta. Xông vào một cảnh giới. Không có vấn đề. Chỉ cần có thể giúp một tay, trong nội tâm nàng đều có thể an tâm một số. Nhìn tận mắt Lý Thiên Mệnh, so trong vương cung lo lắng tốt hơn nhiều. Ca ca, tóc của ngươi, biến đến thật trắng, thật xinh đẹp a.
Khương Phi Linh tiến lên đây, đùa bỡn sợi tóc của hắn nói. Người bây giờ mới nhìn đến. Sớm liền thấy, cũng là không dám nói. Vì cái gì đây? Chính là, cảm thấy có điểm giống nữ hài tử. Nói bậy, ta như thế cương mãnh nam nhân. Thấy không, cái này bắp thịt, tùy tiện đều có thể kẹp bẹp ngươi. Vậy mà nói như nữ nhân. Vô cùng nhục nhã. Là thời điểm để cho nàng kiến thức một chút, cái gì gọi là mãnh liệt. Nam. Lý Thiên Mệnh đi hướng Viêm Hoàng Thạch. Linh Nhi, cưỡi đến trên người của ta tới. Hắn bá khí nói. Cái gì? À không phải, Phụ Linh đến trên người của ta tới. Không cẩn thận, bại lộ ý tưởng chân thật, đáng xấu hổ a. Hừ hừ. Khương Phi Linh chỗ nào không biết hắn là tâm tư gì. Bất quá, nàng vẫn là Phụ Linh. Có tầm một tháng nhiều. Khi nàng lần nữa trở lại trong thân thể mình thời điểm, loại kia cuồng bạo, cảm giác đáng sợ, lần nữa tiến đến. Cái này, máu gà, so cái gì ma lam quyết, tử huyết hồn ấn loại hình cấm kỵ công pháp, muốn cường hãn quá nhiều. Chỉ cần có nàng tại, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình ai cũng có thể bóp chết. Phụ Linh ảo diệu, có một không hai. Chẳng những có thể trợ giúp chiến đấu, thậm chí có thể phụ trợ tu luyện. Ca ca, người cùng trước kia không đồng dạng, cái này 10 cái vòng tròn là cái gì? Phụ Linh thời khắc, nàng nước vọt khắp Lý Thiên Mệnh thân thể, trong nháy mắt phát hiện hai bên cánh tay 10 cái vòng tròn. Tiểu mệnh kiếp. Không đúng, ta phát hiện, thể chất của ngươi thay đổi hoàn toàn, so trước kia, tốt không chỉ gấp 10 trở lên. Ta nói chính là, ngươi cùng thiên địa linh khí câu thông, dung hội năng lực. Tiểu mệnh kiếp, có thể mạnh như vậy sao? Nàng phi thường tò mò hỏi. Điểm này, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Nhưng, hắn có thể tại một tháng này đột phá hai trọng cảnh giới, lại lĩnh ngộ thiên địa nhân tam sát kiếm, đều cùng cái này tiểu mệnh kiếp có quan hệ. Không phải vậy, ngày mai hắn thật đúng là đánh không lại Nguyệt Linh Cơ. Thử một lần. Nói xong, Lý Thiên Mệnh bắt đầu ngưng tụ nhất quyền. Oanh! Nhất quyền đánh vào Viêm Hoàng trên đá. Hắn đang lặp lại, lần thứ nhất tại Viêm Hoàng Thạch đạt được tạo hóa ngày đó động tác. Cộng sinh không gian bên trong tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen, cũng ra tới tu luyện. Miêu miêu, Khương Phi Linh kích động hô. Người nào đang kêu ta mèo? Tiểu mèo đen trừng to mắt. Gọi tẩu tử, tiểu hoàng gà vỗ vỗ đầu của nó. Sủi cảo tốt, mèo. Cái gì sủi cảo, có thể hay không phát âm, đây là tẩu tử. Không sai a, sủi cảo tốt mèo. Rầm rầm rầm. Theo Lý Thiên Mệnh từng quyền đánh vào Viêm Hoàng trên đá. Màu đen thiên văn lần nữa bắt đầu hội tụ. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, quả nhiên, bổ sung năng lượng kết thúc, cũng có thể tạo phúc ta một lần. Lý Thiên Mệnh cười. Thể nội, có Khương Phi Linh trợ giúp ổn định khí tức. Hắn mãnh liệt xuất quyền. Viêm Hoàng trên đá, màu đen thiên văn không ngừng hội tụ. Nửa canh giờ về sau. Ông, Lý Thiên Mệnh lần nữa bị nuốt hút vào đi, ghé vào Viêm Hoàng trên đá. Hô! Vô tận thiên địa linh khí, dâng trào mà đến. Lần này hiệu suất, là một lần kia hơn gấp 10 lần, ca ca, thân thể của ngươi, thật bởi vì tiểu mệnh kiếp mà biến hóa. Khương Phi Linh ngạc nhiên nói. Như thế nào, kiên định lựa chọn ta làm bạn trai quyết tâm sao? Không muốn, chờ ngươi có phó phủ chủ mạnh như vậy lại nói. Mục tiêu liệt kê quá cao, thật là tàn nhẫn. Lý Thiên Mệnh thương tâm nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn không tuyển ta đi, ta cũng có thể làm ấm giường. Tiểu hoàng gà cười hắc hắc nói. Ngươi, ngươi cùng Miêu Miêu tập đâm lê đao đi. Có ý tứ gì mèo? Tiểu mèo đen mộng bức hỏi. Hai người bọn họ hai cộng sinh thú, bị Viêm Hoàng Thạch hút ở phía trên, còn có thể nói chuyện, thật là một loại kỳ quan. Hô hô hô, lại qua nửa canh giờ về sau. Sốt cục, lần nữa đột phá. Ầm ầm, lần này, linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Lại là không đến 10 ngày, đã đột phá một cảnh giới. Cái này tiểu mệnh kiếp chi thể, càng ngày càng đáng sợ. Tuy nhiên có Viêm Hoàng Thạch trợ giúp, nhưng là một tháng trước, Lý Thiên Mệnh căn bản làm không được. Tu luyện càng là đến đằng sau thì càng khó, không có tiểu mệnh kiếp, Lý Thiên Mệnh khả năng hiện tại cũng liền linh nguyên cảnh tầng thứ 6. Mà không phải đột phá đến tầng thứ 8. Như thế, ngày mai nhất chiến, còn có lo lắng sao? Nguyệt Linh Cơ, đột phá nhất trọng, vượt qua đến quy nhất cảnh. Mà Lý Thiên Mệnh cái này hơn một tháng, liền phá tam trọng A. Theo linh nguyên cảnh tầng thứ 5, đến tầng thứ 8. Lúc này thời điểm còn có phụ linh tồn tại,
cái kia bàng bạc chiến đấu lực, quả thực gọi người phát run. Lý Thiên Mệnh bắn ra viêm hoàng thạch, lui ra tu luyện vòng, cho đến lúc này, viêm hoàng thạch linh khí phong bạo, lúc này thời điểm mới một lần nữa lên. Khương Phi Linh, cũng từ trên người hắn xuống tới. Nàng biết, ngày mai, nàng hẳn là không cần trợ giúp Lý Thiên Mệnh tử chiến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía viêm hoàng chiến trường phương hướng. Bên ngoài mưa rào xối xả. Là thời điểm, đi đòi lại 3 năm trước đây hết thảy. Làm Lý Thiên Mệnh mang theo Khương Phi Linh, rời đi viêm hoàng tháp thời điểm. Hắn không thấy được, trong bóng tối, có hai ánh mắt, đã nhìn bọn họ rất lâu. Thẳng đến bọn họ đi về sau, cái kia hai ánh mắt chủ nhân, mới đi tiến viêm hoàng tháp. Bọn họ đứng tại viêm hoàng thạch trước, nhìn lấy viêm hoàng thạch thiên văn biến hóa. Thú vị. Thú vị. Bọn họ. Một nam, một nữ. Một lão, một thiếu. Viêm hoàng chiến trường, nhã gian bên trong. Lý Thiên Mệnh mái đầu bạc trắng, đem đại lôi diệt kiếm đặt ở bên cửa sổ, kiếm chỉ chiến trường. Khương Phi Linh thì nhẹ khẽ tựa vào bên cạnh hắn, thông qua cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Bọn họ, lặng im không nói gì. Thế giới bên ngoài, đại mưa to rồi rơi xuống, giọt mưa văng khắp nơi, cuồng phong nộ hào, lôi đình bôn tẩu. Phảng phất giống như tận thế. Mà song cửa sổ bên trong, hình ảnh tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Chỉ có hai con động vật nhỏ, một cái trên nhảy dưới tránh, một cái thì đang ngủ ngon. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẳng đến, trời đã sáng. Nhưng là, mưa ngược lại càng rơi xuống càng lớn, dẫn đến viêm hoàng chiến trường phía trên, có không ít nước đọng. Trên trời vẫn sấm sét vang dội, cái kia mãnh liệt phong bạo, thậm chí để mấy vạn diễm đô thượng lưu nhân vật nhóm, có chút đứng không vững. Đã đến giờ. Người nhà họ Vệ, bao quát Vệ Kình, Vệ Tử Côn đều tới. Vệ Tịnh nhìn đến Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đứng chung một chỗ, liền không có tiến lên đây quấy rầy. Tất cả mọi người biết, đây là Lý Thiên Mệnh trọng yếu nhất một ngày. Đối diện, Lôi Tôn Phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc, khoan thai tới chậm. Bọn họ tựa như là hai cái phe phái, lẫn nhau cùng không biết giống như, trung gian ngăn cách ra thật là lớn khoảng cách. Nguyệt Linh gia tộc toàn viên đến, Nguyệt Linh cơ thần sắc kiêu căng, đứng tại phía trước nhất. Mà Lôi Tôn Phủ bên này, hắn trọng thương Lôi Tôn vậy mà tự mình chỉ huy gia tộc mà đến. Dù sao, hắn là duy nhất có thể chống đỡ Lâm Tiêu Đình người. Chỉ thấy hắn nằm tại trên một cái giường, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, cả người còn đang run rẩy. Một cái trong suốt bao bọc, vì hắn chặn mưa gió. Mà Lâm Tiêu Đình, thì đứng tại cái giường này một bên, ánh mắt đỏ thẫm, hung uy bắn ra bốn phía. Không ai có thể coi nhẹ hắn tại thế hệ thanh niên nghiền ép địa vị. Liên Nguyệt Linh cơ đều không được. Song phương, thế như thủy hỏa. Mà lúc này, hai vị giám sát sứ cùng Chu Tước Vương, vừa nói vừa cười đến. Trực tiếp bắt đầu đi, Cận Nhất Huyên nói. Sau khi nói xong, thiên văn kết giới đã mở ra. Thời gian, cuối cùng đã tới. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh quất ra đại lôi diệt kiếm, bốc lên đầy trời mưa to, cúi đầu, đi vào thiên văn kết giới. Đột nhiên một tiếng sét, mở tối thiên địa, lập lòe qua chướng mắt lôi quang. Nháy mắt kia, thiếu niên, tóc trắng lập lòe, thoáng như ma thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là, tĩnh mịch một khắc. Diễm đô vạn chúng, nhìn lấy tia chớp lôi quang bên trong, thiếu niên tay cầm một kiếm, bước vào chiến trường. Mưa to oanh minh, rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành khói đặc. Không người biết được, hôm nay đã định trước bi tình hắn, giờ phút này lại có như thế, rung động đến tâm can chi khí chất. Cái kia tóc trắng phơ, trong gió bay múa, tựa như chạy như bay 3 vạn mét, bá tuyệt lăng tiêu. Một kiếm kia, lôi hỏa dây dưa. Ai không biết, kẻ này tên là Lý Thiên Mệnh. Ai không hiểu, từ hắn quay về Diễm Đô, lập nên bao nhiêu kỳ tích. Ngày hôm nay, hắn rốt cục đứng tại phía trên chiến trường này, khiêu chiến túc trong số mệnh nguy nga tồn tại. Cũng chỉ có không thể vượt qua thực lực sai biệt, khiến người ta vô tận tiếc hận thiếu niên này. Lý Thiên Mệnh, hôm nay nếu có thể bất tử, ngày khác, tiền đồ vô lượng. Nhưng hắn nếu không chết, chính là Lâm Tiêu Đình chết. Mà Lâm Tiêu Đình đến Thánh Thiên Phủ lọt mắt xanh, sao có thể chết ở chỗ này? Chênh lệch, quá lớn, quá lớn. Mọi người tiếc hận. Qua một ngày, có lẽ tin tưởng Thánh Thú chiến hồn chân tướng người, lại nhiều một thành.
chính là đám người này, tiếc hận Lý Thiên Mệnh. Kẻ này, to gan lớn mật, ý chí nghịch thiên, có mộ dương chi tướng. Chỉ tiếc, trời đưa đất đẩy làm sao mà không có sinh ở vệ phủ, ngẫu nhiên đạt được nghịch thiên bảo vật, còn bị cướp đoạt. Hôm nay, như tang hồn ở đây, cũng đáng được tôn kính. Mưa to như chút nước, vạn chúng tiếc hận ánh mắt, toàn ở trên người thiếu niên. Mấy vạn diễm đô thượng tầng nhân vật người vây xem bên trong, lại có một cái không có ý nghĩa người áo đen, giấu ở nơi hẻo lánh. Đó là Lý Viêm Phong. Hắn hất lên một thân màu đen áo mưa, cơ hồ ngăn trở toàn thân. Ánh mắt của hắn, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Sau đó, lại rơi vào Lâm Tiêu Đình trên thân. Sau cùng, chuyển đến nằm tại trên giường bệnh Lôi Tôn Lâm Triệu trên thân. Mang giường xuất trinh. Lý Viêm Phong, ánh mắt như máu. Lý Thiên Mệnh, tự ngươi rời đi Ly Hỏa Thành ngày lên, ngươi nhiều lần để cho ta nhìn mà than thở. Hôm nay, ngươi nếu có thể chém giết Lâm Tiêu Đình, ta liền tâm lý, đối ngươi tâm phục khẩu phục. Thậm chí, ta lại giúp ngươi một lần, để Lôi Tôn Phủ, từ đó tại Diễm Đô xóa tên. Cái này, cũng coi là chúng ta 20 năm cha con duyên phận, một cái chung kết. Cái kia huyết hồng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lôi Tôn. Nhớ tới hôm qua, hắn lấy mệnh vì Lôi Tôn Phủ tử chiến. Uy phong lúc, Lôi Tôn hứa hẹn để cho mình thành phó phủ chủ. Chiến bại lúc, cả nhà của hắn để cho mình như chó một dạng, bò ra ngoài Viêm Hoàng chiến trường. Thế gian nhân quả, tự có báo ứng. Người, quả nhiên không thể quá xuân phong đắc ý. Cái này Viêm Hoàng chiến trường, chính là một bức chúng sinh ảnh thu nhỏ. Có người lo lắng, có người phẫn nộ, có người nhiệt huyết như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Có người việc không liên quan đến mình, chỉ xem náo nhiệt. Làm Lý Thiên Mệnh bước vào thiên văn kết giới một khắc này, thân mặc cả người trắng váy nguyệt linh cơ, liền tại phong mưa lôi đình bên trong, từ trên trời giáng xuống. Nàng như là thần nữ, tay cầm song kiếm, rơi vào Viêm Hoàng chiến trường phía trên. Viêm Hoàng chiến trường, tại bạo trong mưa thành vùng nước, đó là thiên hạ của nàng. Nàng chân đạp vùng nước, một tay phong lai kiếm, một tay tuyết lâm kiếm. Gió đến, bạo phong gào thét. Tuyết gần, trời đông giá rét. Một kiếm gió nổi lên, phong chỉ chiến trường. Một kiếm tuyết gần, sương lạnh bay thấp. Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi không cừu không oán, hôm nay cũng không nguyện ý làm nhân vật chính. Ta không sẽ giết ngươi, nhưng, ta sẽ để ngươi thấy, ngươi ta ở giữa, đã kéo ra ngươi cả một đời, đều đuổi không kịp chênh lệch. Ngươi sẽ không biết, bát giai cộng sinh thú, mạnh đến mức nào. Ngươi cũng sẽ không biết, quy nhất cảnh giới ảo diệu, đủ để cho ngươi không có chút nào sức chống cự. Viêm Hoàng chiến trường, là ngươi hôm nay tang hồn chi địa. Tại ngươi tang hồn ngày, để ngươi cảm thụ một chút, thánh thiên phủ đệ tử thực lực chân chính. Cái này, là ta Nguyệt Linh Cơ, đối ngươi đời này lớn nhất ban ơn. Trong mưa gió, Nguyệt Linh Cơ giẫm tại sóng nước bên trong, kiếm chỉ Lý Thiên Mệnh, bễ nghễ tuyên cáo. Khi nàng sau khi nói xong, vạn chúng chú mục phía dưới, tia chớp oanh minh bên trong, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía không trung nàng. Ngươi, nói hết à? Lý Thiên Mệnh thanh âm, sớm đã so với nàng phong tuyết, cũng còn muốn âm lãnh ba phần. Nói xong, có thể, khai chiến. Nguyệt Linh Cơ rất khó chịu, hắn bây giờ loại này lạnh lẽo cảm giác. Tựa như là, một tôn điên cuồng. Hắn dựa vào cái gì, làm trước mặt mình, làm điên cuồng. Đi ra. Một khắc này, bát giai cộng sinh thú, phong tuyết hải linh long, ầm vang xông ra. Mưa to, chính là cái này thần long thiên địa. Giống. Một tiếng long ngâm, toàn trường chấn động. Ai nói, các trưởng bối đánh xong, bọn tiểu bối chiến đấu, không có xem chút. Cái kia một đầu trắng xanh đan sen thần long, cố nhiên không phải thành thục thể, nhưng là nó uy nghiêm, sự bá đạo của nó, huyết mạch của nó tôn quý, người nào có thể phủ nhận, người nào không hâm mộ. Nó, đã không phải là phong tuyết ly long. Nó càng thêm to lớn, càng thêm uy nghiêm, đã từng một chân bốn chảo, mà bây giờ, một chân ngũ chảo. Cái kia một đôi con mắt thật to, như là chuông đồng, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Cái kia Nguyệt Linh Cơ, tay cầm song kiếm, đứng tại phong tuyết hải linh long trên đỉnh đầu. Một người một rồng, thần uy cuồn cuộn, dù là chỉ có 20 năm hoa, ai dám địch nổi. Nghe nói ngươi thành song sinh ngự thú sư, Nguyệt Linh Cơ miệt thị nói. Đúng thế, ngươi đoán đúng rồi. Tại cái này mờ tối sắc trời bên trong, một đạo thiểm điện lóe qua, đột nhiên ở giữa. Hắn trái trên vai hữu, xuất hiện hai cái cộng sinh thú.
một cái màu vàng con gà con, một cái màu đen mèo con. Chỉ là giờ khắc này, lại không người chế giễu cái này hai đầu cộng sinh thú phấn nộn. Bởi vì, tự xuất hiện thời khắc, bọn họ đã thể hiện ra, ngập trời cự thú khí thế. Trận chiến ngày hôm nay, liền Miêu Miêu đều không ngủ. Đây là nó, lần thứ nhất biểu diễn tại vạn chúng chú mục phía dưới. Thái sơ hỗn độn lôi ma, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người không hiểu, vì sao Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, đều như thế còn nhỏ. Nhưng, giờ phút này không có cách nào hỏi thăm. Đó là bởi vì, cái kia hai đầu cộng sinh thú, đã rời đi Lý Thiên Mệnh. Cái kia tiểu hoàng gà, chạy như bay ở trên trời, một thân liệt diễm, hai mắt như lửa, mưa to căn bản không có cách nào tới gần. Cái kia tiểu mèo đen, hơi hơi thân người cong lại, cước bộ rất nhẹ, hướng về Nguyệt Linh Cơ mà đi. Thân thể của nó nhẹ nhàng lay động bên trong, sấm sét vang dội. Mà hắn cái kia hai mắt màu xanh lam bên trong, đã bị hắc sắc lôi đình chìm ngập. Nó con ngươi, dựng thẳng thành nhất đạo khe hở. Cái này khiến nó xem ra, lạnh lùng, dữ tợn, hung tàn, đây cũng là một đầu tuyệt thế hung thú. Nó là ức vạn lôi đình bên trong đản sinh ma. Lý Thiên Mệnh, ra tay đi. Lúc nói chuyện, Nguyệt Linh Cơ cùng Phong Tuyết Hải Linh Long bên trong, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Trong mơ hồ, lực lượng của nàng tản ra, trong không khí, cùng Phong Tuyết Hải Linh Long lực lượng, tựa hồ đối với tiếp ở cùng nhau. Lấy ngự thú sư cùng cộng sinh thú vì song hạch tâm, giữa bọn hắn, xuất hiện một cái, song cực lĩnh vực. Cái này song cực lĩnh vực, chính là quy nhất cảnh đặc thù rõ rệt nhất, quy nhất khí tràng. Quy nhất khí tràng, là ngự thú sư cùng cộng sinh thú phối hợp chiến đấu hạch tâm. Từ đó, ngự thú sư cùng cộng sinh thú, có thể lấy khí tràng trong chiến đấu, vận chuyển lực lượng. Thậm chí, lấy khí tràng hội tụ thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí gia nhập vào trong nháy mắt chiến đấu bạo phát bên trong. Cái này, là quy nhất cảnh đáng sợ nhất thủ đoạn. Quy nhất trong khí tràng, sẽ sinh ra, khí nguyên, chính là quy nhất khí tràng hạch tâm. Bát giai cộng sinh thú, để Nguyệt Linh Cơ, hết thảy ra đời 8 cái khí nguyên. Cái này 8 cái khí nguyên, chuyển hóa ngự thú sư cùng cộng sinh thú ở giữa lực lượng, đồng thời dẫn động thiên địa linh khí, hội tụ trong đó. Cái này để bọn hắn bất luận cái gì có thể bạo phát, đều biến đến so trước kia cường đại quá nhiều. Thậm chí, ngự thú sư có thể tại thời gian ngắn, thông qua quy nhất khí tràng, mượn dùng chuyển hóa cộng sinh thú linh nguyên thần thông, thông qua quy nhất khí tràng thi triển đi ra. Nguyệt Linh Cơ tự sau khi đột phá, còn không có thời gian tu luyện cường đại hơn quy nhất chiến quyết. Nhưng nàng, phong tuyết khí tràng, bên trong, thú nguyên cùng thiên địa linh khí hội tụ, phong tuyết đan sen. Thân thể của nàng chung quanh, chính là nàng chiến trường, lĩnh vực của nàng. Tới gần nàng, nàng đều không cần xuất thủ, địch nhân đều sẽ tự động bị phong tuyết công kích. Thử hỏi, như đột phá này, bảo nàng làm sao không tự tin. Đến mức, nàng ở trên cao nhìn xuống, dẫn động, phong tuyết khí tràng, cùng phong tuyết hải linh long cùng một chỗ, hướng về Lý Thiên Mệnh áp bách mà đến. Ngươi không xuất thủ trước, tự mình xuất thủ, ngươi liền không có hoàn thủ cơ hội. Nguyệt Linh Cơ cười lạnh, giống như quỷ mị. Thế nhưng là, ngươi không xứng, để cho ta xuất thủ. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy nàng, khóe miệng hơi hơi câu lên tới. Ta không xứng, Nguyệt Linh Cơ nhìn không được cười lên. Người này, là thiểu năng trí tuệ, vẫn là bị điên. Đúng, ngươi Nguyệt Linh Cơ, không xứng để cho ta xuất thủ. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, còn đem đại lôi diệt kiếm, cắm trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn lui về phía sau 10 mét, híp mắt nhìn lấy Nguyệt Linh Cơ. Nói khoác mà không biết ngượng. Nguyệt Linh Cơ nổi giận. Giết! Nàng hiệu lệnh phía dưới, Phong Tuyết Hải Linh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Một người một rồng, lấy quy nhất khí tràng liên tiếp, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Đối thủ của ngươi, là chúng ta. Đột nhiên ở giữa, bạo trong mưa, một cái màu vàng con gà con xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cút! Nguyệt Linh Cơ lấy phong ma cửu kiếm giết đi lên, xem ra, một kiếm liền có thể đánh chết tiểu hoàng gà. Nàng cộng sinh thú, thi triển cái kia linh nguyên thần thông, một miệng hàn khí, trời đông giá rét, liền mưa to đều bị trong nháy mắt đóng băng. Thật cùi bắp! Ngay tại cái này đột nhiên ở giữa, cái kia tiểu hoàng gà lóe lên một cái rồi biến mất, vọt thẳng hướng về phía Nguyệt Linh Cơ. Móng của nó rất nhỏ, nhưng là trong nháy mắt nhấc lên đầy trời chảo ảnh. Toàn trường đều không người nhìn ra, đây là mộ dương nhân sát kiếm, quỷ ảnh. Đinh đinh đinh.
theo cái kia móng vuốt nhỏ phía trên, truyền đến kinh khủng lực đạo. Bá đạo tầng thứ 8 vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, có thể so với Nguyệt Linh cơ quy nhất cảnh thú nguyên. Mà hắn thú pháp, so với nàng chiến quyết càng ảo diệu hơn. Đến mức cái kia phong tuyết hải linh long thần thông, để tiểu hoàng gà há miệng phun một cái kia kinh khủng hỏa diễm phượng hoàng trùng kích mà ra, đem phong tuyết luồng khí lạnh, trong nháy mắt đốt sạch sẽ. Thiêu đốt luyện ngục hỏa, trong nháy mắt nhào vào phong tuyết hải linh long trên thân. Ngao ô, cái kia phong tuyết hải linh long, tại chỗ kêu thảm. Đinh, một chảo này, chính là nhân sát kiếm, hồn thệ. Nhất chảo qua, Nguyệt Linh cơ phong lai kiếm trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cái kia nhất chảo, tại Nguyệt Linh cơ phần eo, chảy xuống thiêu đốt vết máu. Bởi vì giờ khắc này tiểu hoàng gà, dục hỏa phấn chiến, nó luyện ngục thuẫn giáp, đã bao trùm toàn thân. Phong tuyết hệ cộng sinh thú. Làm sao có thể phá nó luyện ngục thuẫn giáp? Phong tuyết hải linh long nổi giận. Tám loại thần thông, tiếp liền thi triển, phong bạo mãnh liệt, đóng băng ngàn dặm. Cuối cùng đem quái vật tiểu hoàng gà bức lui. Nhưng là giờ khắc này, cái kia thiên văn kết giới đỉnh chóp, đột nhiên lôi đỉnh hội tụ. Rất nhiều người tận mắt thấy, cái kia tiểu mèo đen tại sấm sét vang dội ở giữa, thông qua thiên văn kết giới vách tường, bò tới đỉnh chóp nhất. Ầm ầm, vô số thiên lôi đánh xuống, hội tụ tại tiểu mèo đen trên thân. Trong một chớp mắt, ngàn vạn lôi đỉnh hóa thành màu đen, hội tụ thành một đầu cự thú. Cái kia một đầu lôi đình cự thú điểm trung tâm, thì là tiểu hắc miêu, cũng là nó thái sơ hỗn độn lôi ma. Lôi điện khí trời, đó là thiên hạ của nó. Ông, cái kia lôi đình cự thú, lấy tốc độ khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, thì đâm vào phong tuyết hải linh long trên thân. Ngàn vạn màu đen lôi đình, trong nháy mắt nước vọt khắp phong tuyết hải linh long toàn thân. Xì 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 xì, đây là để người ra đầu tê dại một màn. Bởi vì, cái kia thon dài phong tuyết hải linh long, bị điện giật thẳng. Quay quanh thần long, trong nháy mắt bị điện giật hai mắt trợn trắng, toàn thân thẳng tắp, thậm chí miệng sùi bọt mép. Cùng lúc đó, một cái tiểu mèo đen ghé vào trên đỉnh đầu nó. Nhất chảo phía dưới, vảy rồng vảy ra. Cái đuôi của nó, chính là tam tiêm điện thứ. Lúc này thời điểm, cái kia tam tiêm điện thứ phía trên, hội tụ vô số lôi đình. Mèo. Cái kia hung tàn mãnh thú. Trực tiếp đem tam tiêm điện thứ cắm vào phong tuyết hải linh máu của rồng nhục chi bên trong. Xì 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 xì. Tại cái này điện lưu bạo phát trong thanh âm, phong tuyết hải linh long còn mềm xuống thân thể, lần nữa bị điện giật thẳng. Cái này cái nào là một bé đáng yêu mèo con? Cái này, cũng là một đầu hung tàn, dữ tợn ma quỷ. Phong bạo bên trong, cái này tiểu mèo đen nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng hưởng thụ loại này, cắm vào cảm giác. Đây là chinh phục khoái cảm. Nếu như không phải cái này cười lạnh, ai biết cái này thích ngủ ra hỏa, thực chất bên trong thế nhưng là, xấu bụng, ác ma. Nguyệt Linh cơ, quả thực nhìn ngây người. Nàng bát giai cộng sinh thú A. Nàng quy nhất cảnh giới A. Hiện tại chỉ còn lại, não tử trống rỗng. Làm sao lại thế? Ta nhìn lầm, ta tuyệt đối nhìn lầm. Nàng run rẩy, nàng ánh mắt đờ đẫn. Mỹ nữ, đối chiến thời điểm. Không coi trọng ngươi anh tuấn tiêu sái đối thủ, là ngươi hôm nay lớn nhất sai lầm không thể tha thứ. Càng thanh âm quỷ mị, xuất hiện ở bên tai. Nguyệt Linh cơ điên rồi. Giết! Nàng cuốn lên phong lai kiếm, trong nháy mắt hồi tới trong tay. Tay trái, phong ma cửu kiếm. Tay phải, băng phong thiên lý kiếm quyết. Quy nhất khí tràng, hội tụ thiên địa linh khí, rót vào thú nguyên bên trong, kiên trì bền bỉ, càng thêm thô bạo. Chết! Nàng song kiếm rảo sát. So với ta chiến quyết. Tiểu hoàng gà cười. Cánh của nó, đều là kiếm. Địa sát kiếm, mạch động. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một con gà con, để đại địa oanh minh, để đại địa mạch động, xuyên ra một kiếm. Sau đó, một cái cánh chém xuống. Cái kia cánh, chính là lăng tiêu chi kiếm. Song kiếm này, trực tiếp đánh bay Nguyệt Linh cơ song kiếm, để cho nàng triệt để sụp đổ. Bộp một tiếng. Nguyệt Linh cơ khí huyết quay cuồng, nện ở trong nước bùn. Cái kia quần dài trắng, trực tiếp biến thành màu đen. Toàn thân bùn nhão. Giờ khắc này, ùn ùn kéo đến, đều là sỉ nhục. Không có khả năng, không có khả năng a. Nước mắt của nàng, tràn mi mà ra, cùng nước bùn lăn lộn ở cùng nhau. Nàng giãy giụa lấy đứng lên, lại tại thời khắc này, đột nhiên nhìn đến một thiếu niên.
hắn đứng tại trước mắt của nàng, cư cao lâm hạ nhìn lấy nàng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Hắn cao cao tại thượng. Làm một lần tia chớp lập lòe thời điểm, hắn tóc trắng như ma, ở trong cơn bão táp điên cuồng bay múa. Mỗi một sợi tóc, giờ phút này đều giống như là một con rồng. Màn này, để Nguyệt Linh cơ như bị sét đánh. Một khắc này, phẫn nộ chuyển đã hóa thành phô thiên cái địa hoảng sợ. Thật giống như, người này một ánh mắt, đều có thể giết chết chính mình. Còn muốn đánh sao? Thanh âm hắn trầm thấp, thanh âm không lớn. Có thể từng chữ, đều hóa thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm vào huyết nhục của nàng bên trong. Nàng ngốc tại chỗ. Nơi xa, phong tuyết hải linh long còn mặt đất run rẩy, lăn lộn. Mỗi khi nó đứng lên, cái kia ma quỷ một dạng tiểu mèo đen, liền đem cái đuôi cắm ở hắn trên thân. Trong nháy mắt điện thẳng. Liền kêu thảm đều không phát ra được. Nguyệt Linh cơ, ta hỏi ngươi, còn muốn đánh sao? Người kia ánh mắt, một cái như luyện ngục hỏa tại thiêu, một cái thì lôi đình mãnh liệt. Cái kia điện xà theo trong mắt chui ra, lại tiến vào miệng, lỗ mũi và lỗ tai bên trong. Ta hỏi ngươi, có thể dừng tay sao? Hắn vươn tay, bóp ở Nguyệt Linh cơ trên cổ, đem nàng nhấc lên. Một khắc này, Nguyệt Linh cơ muốn phản kháng. Thế nhưng là, nàng bỗng nhiên phát hiện, bởi vì quá hoảng sợ, nàng toàn thân bất lực. Nàng bị nhấc lên. Hai chân của nàng, trên không trung không ngừng loạn đạp, giống như là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Giống như là một con thỏ trắng nhỏ. Người bát giai cộng sinh thú, giống như không được tốt lắm. Người quy nhất cảnh, phá hủy ta đối quy nhất cảnh hướng tới. Người, kỳ thật thẳng phế, loại trình độ này, thật có thể đi thánh thiên phủ sao? Vạn chúng chú mục phía dưới, Lý Thiên Mệnh liên tục nói ba câu nói. Mỗi một câu, đều bị Nguyệt Linh cơ nước mắt chảy xuống. Ngươi, thật là đáng sợ, ta thu hồi ta trước kia nói tất cả lời nói, ta nhận thua, Lý Thiên Mệnh. Nước mắt tại lúc này, tràn mi mà ra. Kỳ thật, nàng không thế nào thụ thương, nàng còn có sức tái chiến. Nhưng, nàng lại một không thể động đậy được. Đó là bởi vì, Lý Thiên Mệnh thật hù đến nàng. Có thể, ta và ngươi ở giữa, không có ân oán gì, ngươi hôm nay không nên xuống tới, tiếp nhận lửa giận của ta. Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng đem nàng buông ra. Khi nàng đứng vững thời điểm, cái kia phong tuyết hải linh long cũng bỏ dậy. Nó tuy nhiên chật vật, nhưng là cũng không có vết thương chí mạng. Cái kia hai đầu cộng sinh thú căn bản không muốn giết nó, không phải vậy, nó sớm đã bị chơi chết rồi. Mà giờ khắc này, cái này hai đầu ma quỷ một dạng cộng sinh thú. Xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh hai bờ vai. Một con gà con, bị ổi cười, vui sướng nhảy nhót. Một con mèo nhỏ, uể oải nằm sấp, trong ánh mắt lôi đình lưu chuyển trong nháy mắt, liền sẽ đột nhiên biểu hiện ra vẻ dữ tợn. Mà Lý Thiên Mệnh, song thú xen lẫn, tóc trắng bay múa, như là hỗn độn thần ma. Nguyệt Linh cơ, ta chỉ dựa vào cộng sinh thú thì bãi ngươi, ngươi lại sẽ không phục, sau khi ra ngoài, vẫn dây dưa đến cùng, tìm ta phiền phức. Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Chu Tước Vương nói. Lôi tôn phủ có thể chết, nhưng là vì không phức tạp, Nguyệt Linh gia tộc, không thể giết. Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh cơ ngơ ngác nhìn hắn. Tổng có một ít người, lại bởi vì khí phách, bởi vì đáng sợ, để cho địch nhân, nhất là khác phái địch nhân, tại cái nào đó trong nháy mắt, bỗng nhiên phục. Nguyệt Linh cơ, đã là như thế. Nàng quá rung động, quá bất lực. Một trận chiến này. Để nàng nhìn thấy một thế giới khác. Cho nên, nàng nhịn không được lắc đầu. Trong lòng tan tác, nhất tả thiên lý. Ta phục, sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Như thế, một trận chiến này, thì kết thúc. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh cũng không có xuất thủ, chỉ là dựa vào hai đầu cộng sinh thú, hắn liền đem Nguyệt Linh cơ trực tiếp thu phục. Đánh chết dễ dàng, đánh phục khó khăn nhất. Làm Nguyệt Linh cơ, dẫn theo song kiếm. Hai chân vẫn run rẩy đi ra thiên văn kết giới thời khắc. Ngoại trừ trên trời lôi đình còn tại oanh minh, cái này viêm hoàng chiến trường, tự Mộ Dương chém giết Lâm gia tam huynh đệ về sau, lần nữa tĩnh mịch. Mà lần này tĩnh mịch, bởi vì có lôi đình oanh minh phụ trợ, có mưa to thanh âm che giấu, lộ ra càng thêm yên tĩnh. Vô tận màn mưa bên trong, tầm mắt mọi người, đều hội tụ tại thiếu niên tóc trắng kia trên thân. Hắn đạm mạc, ý chí của hắn. Tựa như là cái này trong đêm mưa, một cái thiêu đốt trái tim. Nguyệt Linh cơ bị bại quá triệt để. Thử hỏi giờ phút này, ai có thể không phục? 99% người, cảm thấy Nguyệt Linh cơ có thể đánh tan hắn.
có thể hiện thực là cái gì? Lý Thiên Mệnh đều không xuất thủ, hai đầu cộng sinh thú, nghiền ép, trêu đùa Nguyệt Linh Cơ. Cái này hơn một tháng không có chiến đấu, hắn đến cùng cường đến trình độ nào? Lôi Tôn phủ, Lôi Tôn làm chủ, tất cả mọi người trừng to mắt, tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Mỗi người, đều ngược lại hít một hơi hàn khí. Thậm chí là Vệ Phủ, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn bọn người, đều đứng lên, chạy đến bạo trong mưa, vịn lan can, nhìn lấy thiếu niên kia. Vệ Tịnh, Mộ Dương, nhìn nhau cười một tiếng. Mộ Dương cho nàng trà sát một chút nước mắt, nói, đừng nóng vội, trò vui, còn chưa lên chàng đây. Mà phòng cao thượng bên trong, Khương Phi Linh một người đứng tại bên cửa sổ, hai tay của nàng, cầm thật chặt bệ cửa sổ. Ánh mắt của nàng chưa từng rời đi thiếu niên kia. Nàng đã hướng trời cao cầu nguyện. Cái kia chính là, hôm nay, hắn nhất định muốn tự tay mình giết cửu nhân. Tiếp đó, mới thật sự là chiến đấu. Tại cái kia lớn nhất trên đài cao, vạn chúng tĩnh mịch thời khắc, Chu Tước Vương xoay người thời điểm, nhìn đến hai vị kia giám sát sứ, đều cau mày, có chút đờ đẫn ý tứ. Giám sát sứ, Chu Tước Vương hỏi, để bọn hắn chiến, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh, còn có thể cho ta cái gì kinh hỉ? Thật sự là thần, cái này Chu Tước Quốc là quái vật chi địa hay sao? Nguyên bản thật tốt kế hoạch, làm sao lại biến đến trăm ngàn chỗ hở rồi? Hai vị giám sát sứ, đều nhìn nhau không nói gì. Vốn là Nguyệt Linh gia tộc chấp trưởng Chu Tước Quốc Thiên Phủ, không có bất ngờ. Nhưng bây giờ, lo lắng to đến kinh người. Sau đó, Chu Tước Vương tuyên bố, Nguyệt Linh Cơ chiến bại, mời Nguyệt Linh gia tộc phái người ra sân. Như không người, thì phán định Vệ Phủ thắng lợi, tiếp tục chấp trưởng Thiên Phủ. Cái này, chính là Thiên Phủ khiêu chiến quy tắc. Giám sát sứ, đã có nắm chắc đem quy tắc phóng xuất, khiến mọi người biết được. Cái kia, liền cần làm tốt một khi Vệ gia thắng lợi, Nguyệt Linh gia tộc liền muốn lui ra tranh đoạt chuẩn bị. Nguyệt Linh gia tộc không có khả năng lặng yên không một tiếng động thì thay thế Vệ Phủ. Cái này không phù hợp Thánh Thiên Phủ quy củ, lỗ thủng quá nhiều, không cách nào lập hồ sơ. Cuộc khiêu chiến này, nhất định phải tiến hành. Hai người bọn họ chỉ là không có đoán trước, một cái Mộ Dương, cơ hồ đánh bại Lôi Tôn Phủ thêm Nguyệt Linh gia tộc đỉnh phong đệ nhất. Mà bây giờ, một cái Lý Thiên Mệnh, muốn độc đấu hai cái Thánh Thiên Phủ đệ tử. Nguyệt Linh Cơ đã bại. Lâm Tiêu Đình, có thể hay không như tất cả mọi người hôm qua tưởng tượng như vậy, nghiền ép Lý Thiên Mệnh, thậm chí một chiêu đánh tan. Nhắc nhở mọi người, tiếp đó, chính là quyết đấu sinh tử. Không ai triệt để tắt khí, thì tuyệt không mở ra thiên văn kết giới. Cho nên, mời các vị phụ mẫu, đem tuổi nhỏ nhi đồng mang đi. Có chút hình ảnh, bọn họ không thích hợp nhìn. Chu Tước Vương, để toàn trường dân chúng đều run run một chút. Không tắt thở, không kết thúc. Có lúc, không tắt thở ngược lại rất dễ dàng, nhưng muốn chết, rất khó. Ngay tại Chu Tước Vương nói xong câu đó về sau, một tia chớp đánh xuống, nện ở Viêm Hoàng chiến trường phía trên nước đọng phía trên, điện lưu tứ tán. Lý Thiên Mệnh, rút ra cái kia đại lôi diệt kiếm, chỉ hướng cái kia Lôi Tôn Phủ. Lôi Tôn Phủ bên trong, toàn viên trắng bệch, chỉ có một thanh niên, ánh mắt như máu. Lâm Tiêu Đình, xuống tới nhận lấy cái chết. Cái kia một tiếng tuyên cáo, chấn động diễm đô. Một tiếng này, là giảm thấp xuống cuống họng thanh âm, lại đang vang rền bên trong bạo phát. Cái kia tiếng gầm, để cái hướng kia rất nhiều người, cũng nhịn không được lùi lại một bước. Thiếu niên tóc trắng kia, quần áo phần phật, kiếm chỉ Lâm Tiêu Đình. Hôm nay mưa to, hôm nay sấm sét vang dội. 3 năm trước đây, đồng dạng một ngày. Ngày nào đó, hắn trơ mắt nhìn lấy Kim Vũ, bị lột sạch lông vũ chu sát. Hắn dục huyết phấn chiến, vùng vẫy dẫy chết. Đêm hôm ấy, hắn kéo lấy Kim Vũ thi thể, tại bạo trong mưa tiến lên. Không có người biết, hắn có bao nhiêu hận. Không có người biết, hắn có bao nhiêu thống khổ. Ngày nào đó, hắn lập xuống lời thề. Huynh đệ, nếu có một ngày, ta còn có thể đứng ở Lâm Tiêu Đình trước mặt. Ta nhất định, đem hắn lăng trì xử tử. Nếu như ta làm không được, vậy ta liền tại ngươi trước mộ phần tự vẫn, ta đi hoàng tuyển cùng ngươi. Ngươi nhất định phải chờ ta, tuyệt đối không nên trước nhắm mắt. Chờ ta, mang theo máu của hắn, đến ngươi trước mộ phần, dập đầu, quỳ bái. Huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Tiếp theo sinh, nếu có duyên, chúng ta làm tiếp huynh đệ. Đến lúc đó, chúng ta nhất định muốn giết sạch, tất cả người đáng chết. Ta sẽ không bao giờ lại,
để ngươi chết tại ta trước đó. Trước mộ một dập đầu. Từ đó, sinh tử tương cách. 16 năm, có thể có bao nhiêu người, như hình với bóng 16 năm. Một lần kia lời thề lập xuống, cho đến nay, đã vượt qua 3 năm. Hắn rốt cục chờ đến một ngày này. Tại hắn thiêu đốt, táo bạo, như là tu la thần ma giống như trong ánh mắt. Cái kia Lâm Tiêu Đình, toàn thân áo đen, rơi vào viêm hoàng chiến trường phía trên. Sau đó, thiên văn kết giới đóng lại. Không tắt thở, không mở ra. Giờ phút này, sinh tử coi nhẹ, chỉ có kiếm trong tay, nâng ly cửu nhân huyết. Lâm Tiêu Đình, ánh mắt tối tăm, lạnh trong lúc cười, mang theo một tia dữ tợn. Lôi điện ngày, cũng là hắn chiến trường. Hắn đứng tại bạo lôi bên trong, thật giống như 3 năm trước đây đêm ấy, hắn là lôi đình chi tử. Thời điểm đó hắn, là Lý Thiên Mệnh không thể vượt qua núi cao nguy nga. Tòa này núi cao nguy nga, bây giờ lại cao hơn 3 vạn mét, lập ở thiên địa. Có thể, lần nữa đối mặt, Lý Thiên Mệnh đã không có bất kỳ cái gì kính sợ. Của ngươi cầu huyết báo thù tiết mục, đem ta cảm động. Lâm Tiêu Đình nụ cười quỷ quyệt một tiếng. Trong tay của hắn, nắm lấy một thanh to lớn màu đỏ thắm chiến kích, đỏ như máu lôi đình, quấn quanh ở cái này chiến kích phía trên, quấn quanh ở trên người hắn. Cái này khiến hắn xem ra, tựa như là huyết sắc sát thần. Đây là, Sigma điện kích. Ầm ầm. Sau một khắc, hắn hai đầu cộng sinh thú, xuất hiện. Con thứ nhất, chính là cái kia tứ nhãn lôi ma thần ưng, cùng lôi tôn cộng sinh thú một dạng, là hạ phẩm bát giai cộng sinh thú. Đã từng, chính là cái này một đầu tứ nhãn lôi ma thần ưng, đem kim vũ lông vũ, từng mảnh nhỏ kéo kéo xuống. Bất quá, nó không có cơ hội hưởng thụ thánh thú chiến hồn. Bởi vì thánh thú chiến hồn, Lâm Tiêu Đình cho một đầu khác cộng sinh thú. Đó là một đầu màu đỏ thắm thú chạy, hình dáng như mãnh hổ, hình dáng như báo săn. Hắn lông bờm nồng hậu dày đặc, thân thể mạnh mẽ, nanh vuốt như là đao kiếm. Nanh vuốt cùng lông bờm, đều là ám kim sắc. Trên người của nó, quấn quanh lấy huyết sắc lôi đình, dữ tợn, hung sát, một đôi tròng mắt, đã nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Đây là, xích điện kim nghê thú. 3 năm trước đây, nó tiền thân, vẫn là kim điện lôi báo. Mà bây giờ, tại lôi tôn phủ toàn lực bồi dưỡng phía dưới, tăng thêm thánh thú chiến hồn kích thích. Nó đã tiến hóa làm Chu Tước Quốc con thứ hai trung phẩm bát giai cộng sinh thú. Thánh thú chiến hồn, chính là bị nó dung tại linh nguyên bên trong, trở thành một loại linh nguyên thần thông. 3 năm qua, cái này xích điện kim nghê thú, chính là Lâm Tiêu Đình chỗ dựa lớn nhất. Hắn có thể bị thánh thiên phủ coi trọng, cũng là bởi vì cái này xích điện kim nghê thú, nắm giữ thánh thú chiến hồn. Tương đương nắm giữ, thánh thú thần thông. Thế nhưng là, cái này vốn là Lý Thiên Mệnh đó a. Cường thủ hào đoạt, phù hãm phế nhân. Ngoan độc, tàn nhẫn. Làm thời gian đến giờ khắc này, còn có lời gì có thể nói. Đối với những khác tất cả đối thủ, Lý Thiên Mệnh khả năng đều sẽ tranh cãi vài câu. Nhưng giờ phút này mặt đối với người này, hắn chỉ có một chữ. Cái kia chính là, giết. Giết hắn một cái, chém thành muôn mảnh. Giết hắn một cái, chết không toàn thây. Giết hắn một cái, máu chảy thành sông. Chỉ là không có người sẽ nghĩ tới, giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lại làm cho tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen lui về phía sau. Để nó hai đầu đáng sợ cộng sinh thú, thối lui đến chiến trường biên giới phía trên. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh để chúng nó lui ra khỏi chiến trường, để chúng nó không tham chiến. Hắn chẳng lẽ nghĩ, một người, độc chiến Lâm Tiêu Đình một người hai thú. Khi thấy thiếu niên tóc trắng kia, một người một kiếm, phóng tới Lâm Tiêu Đình thời điểm. Toàn trường xôi trào, toàn trường nhân vật, trực tiếp đứng lên. Hắn đã biến thành điên cuồng, không có thần trí sao? Một người một kiếm, dũng khí từ đâu tới a? Chỉ là, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Xem tiếp đi, chẳng phải sẽ biết sao? Chỉ cần xem tiếp đi, lập tức liền có thể nhìn đến, Lý Thiên Mệnh, thật là tuyệt thế điên cuồng. Đây là, Mộ Dương Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm. Dù là giản hóa, còn có thiên ý chiến quyết ý chí phía trên. Ta nói vừa mới cái kia tiểu hoàng gà thi triển thú pháp, làm sao như thế nhìn quen mắt. Thiên địa nhân tam sát kiếm, xuất hiện tại một cái linh nguyên cảnh ngự thú sư trong tay. Giờ phút này, phát nổ. Chết! Lâm Tiêu Đình cũng mặc kệ đối thủ có mấy người. Trong mắt của hắn đồng dạng chỉ có một chữ, cái kia chính là giết. Cho nên một khắc này, hắn tay cầm xích ma điện kích, phủ đầu chặt chém mà đến.
hắn cùng hai đại cộng sinh thú, tạo thành hai cái khí tràng, một cái xích điện khí tràng, một cái tứ cực khí tràng. Xích điện khí tràng, đến từ hắn cùng xích điện kim nghê thú. Tứ cực khí tràng, đến từ hắn cùng tứ nhãn lôi ma thần ưng. Hai đại khí tràng, 16 cái khí nguyên, ầm vang chấn động, vô số thiên địa linh khí, hội tụ tại uy lực của hắn bên trong. Song trọng thú nguyên, bạo phát. Quy nhất chiến quyết, loạn ma thập tam trảm. Cái gọi là quy nhất chiến quyết, chính là võ pháp cùng thú pháp, trả lại một hơi tràng điều kiện tiên quyết, dung hội đến tốt nhất chiến quyết. Võ pháp cùng thú pháp ở giữa, có thể trực tiếp hình thành phối hợp. Chết! Lâm Tiêu Đình thẳng thắn thoải mái, điên cuồng bạo chém. Một lần chặt chém, lôi đình hướng bay 300 mét. Hai đại cộng sinh thú linh nguyên thần thông, đã đang nổi lên, đồng thời còn thi triển thú pháp, cùng Lâm Tiêu Đình phối hợp. Thần ưng cùng kim nghê thú nanh vuốt, điện xà quấn quanh, quỹ tích khó có thể nắm lấy. Bọn họ cường thế như vậy, Lý Thiên Mệnh lẻ loi một mình, làm sao có thể ngăn trở. Tại vô số khẩn trương trong ánh mắt, một cái bóng, như màu đen lôi đình, trực tiếp cùng Lâm Tiêu Đình đụng thẳng vào nhau. Cái kia xích ma điện kích, phủ đầu chặt chém. Người nào cũng dự đoán, Lý Thiên Mệnh trực tiếp giơ tay trái lên, cản trước người. Hắn điên rồi sao? Sự thực là, không điên. Cái kia loạn ma thập tam trảm, chém vào Lý Thiên Mệnh tay trái hắc ám trên cánh tay. Đây là một lần thiêu trảm. Xích ma điện kích, từ dưới mà lên. Đoạn, Lâm Tiêu Đình gào thét một tiếng. Hắn muốn trực tiếp chặt đứt Lý Thiên Mệnh một cánh tay. Làm. Một tiếng tiếng cọ sát chói tai âm, để rất nhiều người che lỗ tai. Sau đó bọn họ tận mắt thấy, cái kia một trảm tướng Lý Thiên Mệnh chọn bay lên trời, nhanh đến cực hạn. Nhưng là, cánh tay của hắn, không gãy. Cánh tay không gãy, nhưng là vải trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Cho tới giờ khắc này, mọi người rốt cục thấy được. Đó là một đầu, vải giáp màu đen bao trùm cánh tay. Tay của hắn, không phải tay. Là hình dáng như dã thú thú chảo. Giống như là long chảo, lại như là kỳ lân chi chảo. Trên đó móng vuốt, so với cộng sinh thú còn đáng sợ hơn. Tình cảnh này, lần nữa oanh động toàn trường. Chỉ là mọi người không rảnh đi nghi hoặc, đây rốt cuộc là như thế nào một cánh tay. Bọn họ chỉ thấy, tóc trắng, hắc ám cánh tay Lý Thiên Mệnh, hoảng hốt ở giữa, càng giống là một cái ma thần. Mà giờ khắc này, cái này tóc trắng ma thần. Để Lâm Tiêu Đình bổ về phía Thương Thiên. Hắn muốn làm gì? Rất nhanh, đáp án miêu tả sinh động a. Lý Thiên Mệnh mượn nhờ Lâm Tiêu Đình lực lượng, tốc độ nhanh đến siêu việt hết thảy. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại cái kia tứ nhãn lôi ma thần ưng trước mặt. Một khắc này, ánh mắt của hắn lạnh lùng đến cực hạn. Một khắc này, dường như về tới 3 năm trước đây. Đã từng cái này lôi điện thần ưng, ba con mắt, Lý Thiên Mệnh không có thể ngăn cản. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cười. Cái kia cười một tiếng, trong tay đại lôi diệt kiếm, lại bạo phát kiếm ảnh đầy trời. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Quỷ mị chi múa, kiếm khí trùng thiên, kiếm khí lao vút, kiếm khí lăng tiêu. Một kiếm lên, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên cùng thái sơ hỗn độn thú nguyên, đụng vào lẫn nhau, ầm vang bạo phát. Một kiếm lướt qua, cái kia tứ nhãn lôi ma thần ưng, đột nhiên ở giữa, hình thành hai nửa. Đương nhiên. Nó không chết, bởi vì bay ra ngoài, chính là một cái cánh. Mà sau một khắc, Lý Thiên Mệnh lại như quỷ mị xuất hiện, nhanh chuẩn hung ác. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Một kiếm, ngàn mét truy hồn. Phốc phốc, lại là một cái cánh, theo trời rơi xuống. Tứ nhãn lôi ma thần ưng, bi thảm kêu to. Ngươi, rút ra ta huynh đệ lông vũ ngày nào đó, có thể nghĩ từng có hôm nay. Nợ máu, muốn huyết nếm. Lý Thiên Mệnh một chân đá ra, cái kia gãy mất hai cánh thần ưng, cùng tàn phế khác nhau ở chỗ nào? Người có bốn con mắt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Liên tục bốn tiếng, nhanh như thiểm điện. Tứ nhãn lôi ma thần ưng, đã mất đi bốn con mắt. Oanh! Cái này một đầu cự thú, trực tiếp đập vào tiểu mèo đen cùng tiểu hoàng gà trước mắt. Nó máu me đầm đìa, cánh đoạn tuyệt, bốn mắt bị đâm xuyên, chỉ có thể kêu thảm dãy giụa. Có lẽ giờ khắc này, mọi người rốt cuộc biết, Chu Tước Vương để nhi đồng rời sân mục đích. Tại mọi người run rẩy trong tầm mắt, Lý Thiên Mệnh theo trời rơi xuống. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, rút ra nó tất cả lông vũ, gói lại cho ta. Hời hợt một câu, tuyên án tứ nhãn lôi ma thần ưng tử hình.
Nhưng, đây bất quá là nợ máu trả bằng máu. Đây bất quá là, nhân quả báo ứng. Đương nhiên, cái này cũng bất quá chỉ là, vừa mới bắt đầu. Kim Vũ, là các ngươi huynh trưởng. Cầm cái này lông vũ, rơi tại nó trước mộ phần. Sau đó, tất cả mọi người là thân huynh đệ. Lúc này thời điểm, ai còn dám nói, hai cái này tiểu đông tây là manh hóa. Đó là không thấy được, bọn họ chăm chú thời điểm. Cũng là không thấy được, bọn họ lấy huyết tế điện huynh đệ thời điểm. Xé rách toàn bộ lông vũ, lại tính là cái gì? Đây hết thảy, vừa mới bắt đầu a. Lý Thiên Mệnh, vừa mới làm nóng người đây. Thế nhưng là Lâm Tiêu Đình, đã tròn mắt tận rách ra. Hết thảy quá nhanh. Lý Thiên Mệnh, nhanh đáng sợ, nhanh đến mức hắn đều đuổi không kịp. Làm tứ nhãn lôi ma thần ưng, ngay tại bị trọng hình thời khắc, Lâm Tiêu Đình giống như nổi điên, mang theo xích điện kim nghê thú, lần nữa giết đi lên. Chính mình tận mắt nhìn, nhiều năm huynh đệ xuống tràng, còn có cảm tưởng sao? Lý Thiên Mệnh kéo lấy cái kia dài nhỏ đại lôi diệt kiếm, đi hướng Lâm Tiêu Đình bước chân, càng lúc càng nhanh. Ta muốn để ngươi chết. Cái kia xích điện kim nghê thú, thi triển linh nguyên thần thông, xích điện lò luyện. Trong lúc nhất thời, vô số tia chớp màu đỏ ngòm, bổ vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Rầm rầm rầm, làm những cái kia tia chớp tan hết thời khắc, một thiếu niên, cầm kiếm đi ra. Lâm Tiêu Đình, ngươi, đây là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Lấy lôi đình đối phó chính mình, chính là không biết, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, cũng là thái sơ hỗn độn lôi ma. Loại này thuần lôi điện thần thông, đối Lý Thiên Mệnh hiệu quả, quả thực cực kỳ bé nhỏ. Làm hắn tại xích điện lò luyện thần thông chi hạ, vẫn lông tóc không thương, giờ khắc này, không chỉ là tĩnh mịch. Liền Lâm Tiêu Đình, sắc mặt cũng bắt đầu biến đến trắng bệch. Cái này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn lui lại ba bước, cùng xích điện kim nghê thú cùng một chỗ, đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng là trên thế giới này, không có nhiều như vậy không có khả năng a. Lý Thiên Mệnh cười to. Tiếng cười kia, sát khí ngút trời. Địa sát kiếm, mạch động. Thì cùng mộ dương một dạng, đại lôi diệt kiếm đâm tại trên mặt đất. Một khắc này, địa mạch chấn động, như là đại hải gợn sóng, tuôn hướng Lâm Tiêu Đình. Một đạo sắc bén kiếm ảnh cương khí, tại trong lòng đất đâm xuyên mà ra. Lâm Tiêu Đình chật vật tránh ra, nhưng một kiếm kia, chính bên trong xích điện kim nghê thú bụng, trong nháy mắt máu me đầm đìa. Coi như cái kia xích điện kim nghê thú né tránh nhanh, không có chúng vào chỗ yếu, nếu không tại chỗ chết thảm. Nhưng Lâm Tiêu Đình lại làm sao biết, đây là Lý Thiên Mệnh cố ý dịch ra muốn hại. Hắn làm sao có thể, để nó bị chết nhẹ nhõm. Chỉ là một kiếm này, triệt để dọa sợ Lâm Tiêu Đình. Hắn nhớ tới hôm qua, Mộ Dương cũng là dựa vào dạng này chiến quyết, giết hắn phụ thân cùng hai cái thúc thúc, giết bọn hắn bốn đầu cộng sinh thú. Máu của bọn hắn, còn ở lại chỗ này chảy xuôi đây. Phụ thân thi thể, còn vỡ nát tại cái này viêm hoàng chiến trường phía trên đâu. Một khắc này, Lâm Tiêu Đình sợ hãi. Hắn vô pháp tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn làm sao có thể, mạnh đến để cho mình run rẩy trình độ? Hắn nhưng là, bị Thánh Thiên Phủ chọn chúng người. Hắn bất quá chỉ là muốn, tại đi Thánh Thiên Phủ trước đó, thuận đường giải quyết hết Lý Thiên Mệnh, tránh khỏi hắn khắp nơi nhảy nhót mà thôi. Ta không thể chết, ta không thể chết. Chỉ cần là người, hiện tại cũng có thể nhìn ra. Một trận chiến này, không phải Lâm Tiêu Đình nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Đây là Lý Thiên Mệnh, nghiền ép Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, cũng còn không có xuất chiến đâu, Lâm Tiêu Đình, đã quân lính tan rã. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể đoán trước? Chính là bởi vì không thể, bọn họ mới sau nhìn đến Mộ Dương chém giết ba người bốn thú, còn muốn rung động. Cái này, mới gọi chân chính chấn kinh. Trên đời chấn kinh, một khắc này, thiếu niên kia, đã là tóc trắng sát thần. Thánh thú chiến hồn. Thi triển thánh thú chiến hồn. Chỉ có hoảng sợ, mới có thể phát ra dạng này mang theo thanh âm nức nở. Chỉ có hoảng sợ, mới có thể thất tha thất thểu, mặt mũi mất hết. Hiện tại Lâm Tiêu Đình, rất cũng không chỉ là đoạn căn tán mặt. Hắn từ đầu đến chân, đều bị Lý Thiên Mệnh, nhục nhã đến sạch sẽ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, Lâm Tiêu Đình trực tiếp lấy ra lớn nhất át chủ bài thánh thú chiến hồn. Thánh thú chiến hồn. Luyện hóa đến cộng sinh thú linh nguyên bên trong, thì sẽ trở thành linh nguyên thần thông. Chỉ là, thánh thú chiến hồn cấp bậc linh nguyên thần thông,
loại kia uy lực, thiên địa hiếm thấy. Đây là Lâm Tiêu Đình, chỗ dựa lớn nhất. Sinh tử của hắn, thì đều xem cái này thánh thú chiến hồn. Xích điện kim nghê thú, sớm đã bị dọa đến run rẩy, nó so với ai khác đều gấp. Ông, tại hắn vị trí trái tim linh nguyên bên trong, một đạo tuyệt thế hung hồn lơ lửng trên đó, giờ phút này, cái kia tuyệt thế hung hồn hội tụ tại linh nguyên bên trong. Uy lực khủng bố, theo thú nguyên, trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Giờ khắc này, xích điện kim nghê thú, phát ra ngập trời kịch biến. Đùng đùng sao không dứt. Xương cốt của nó, bắt đầu sinh trưởng. Huyết nhục của nó, bắt đầu gia tăng, dường như ăn thái cổ hung thú. Toàn thân nó hết thảy tất cả, đều đang phát sinh lấy thật không thể tin thuế biến. Theo đỏ như máu, mặc kệ là lông tóc vẫn là da thịt, vẫn là nanh vuốt ánh mắt, trực tiếp biến thành màu đen. Sau đó, ma khí ngập trời. Thân thể nó, trọn vẹn tăng lên gấp 3. Cái này thể tích, xem ra cùng thành niên bát giai cộng sinh thú không sai biệt lắm. Nhưng là, nó xem ra so bát giai cộng sinh thú hung tàn hơn, càng dữ tợn. Trên người của nó, ngoại trừ ban đầu tia chớp, vậy mà nhiều hơn nồng đậm ma khí. Ma khí, như cùng một loại hắc phụ, ở tại trên thân bốc hơi. Ma khí, như là hỏa diễm, thiêu đốt 30 mét. Tại cái kia ngập trời ma khí bên trong, cái này xích điện kim nghê thú, hóa thành một đầu thái cổ hung thú. Dạng này một màn, Lý Thiên Mệnh như thế nào chưa quen thuộc. Đã từng, Kim Vũ cũng dạng này biến hóa qua, chỉ là còn không có cái này xích điện kim nghê thú quen như vậy luyện. Cái này thánh thú chiến hồn tên, gọi là đế ma hung hồn. Làm cái này đế ma hung hồn, thành làm một loại thần thông thời điểm, một khi thi triển, đó chính là đế ma hung hồn chiếm hữu. Đế ma hung hồn, có thể cực lớn trình độ, tăng cường cộng sinh thú huyết nhục năng lực, để cộng sinh thú biến đến so hung thú, còn muốn am hiểu huyết nhục chém giết. Đồng thời, tăng phúc các phương diện năng lực, thú nguyên, tốc độ, phòng ngự. Càng đáng sợ chính là cái kia đế ma chi khí, chính là xích điện kim nghê thú giờ phút này trên người ngập trời ma khí. Cái này đế ma chi khí, dung hội tại nanh vuốt thú nguyên bên trong, tiến công đối thủ, có thể ăn mòn, phá hủy huyết nhục. Một khi quấn lên, tiếp tục thương tổn, như là kịch độc. Khi đó, Lý Thiên Mệnh liền biết, đây là hung sát chi thánh thú chiến hồn, cho nên càng thêm không dám lộ ra. Bây giờ nhìn đến cái này đế ma hung hồn uy lực chân chính, liền càng có thể rõ ràng, cái này thánh thú chiến hồn, chân quý bực nào. Cái này, ban đầu vốn thuộc về mình. Cái này, cũng là Lý Thiên Mệnh đợi 3 năm, muốn tự tay đoạt lại đồ vật. Tim của hắn, vô cùng sao động. Máu của hắn, đã sôi trào. Hắn trong lồng ngực, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, ý chí nghịch thiên. Lâm Tiêu Đình, lại có tư bản. Mà lại, Lý Thiên Mệnh đánh giá thấp hắn. Hắn giống như, không phải đợi chết người a. Cộng sinh thú mạnh lên, nhưng là chính hắn, còn sợ chết. Cho nên, hắn tại nhìn hằm hằm Lý Thiên Mệnh thời điểm, đột nhiên vận chuyển một loại công pháp. Đây là hắn vốn cho rằng, hôm nay không có khả năng dùng tới công pháp. Ma Lam Quyết, nghịch ta chi huyết. Lại là Ma Lam Quyết. Cái kia thiệt người lợi mình cấm kỵ công pháp. Vệ Quốc Hào cũng là sử dụng cái này cấm kỵ công pháp, dẫn đến nằm lên 3 tháng, mới khiến cho Lý Thiên Mệnh có thể đi vào Trầm Uyên chiến trường. Ma Lam Quyết, không có gì sẽ dùng, đại giới quá thảm rồi. Lâm Tiêu Đình cái này dùng một lát, ít nhất phải nằm lên 3 tháng, cùng ra ra hắn lôi tôn một dạng, yếu ớt như gà. Nhưng, nằm lên 3 tháng, cũng so chiến tử tốt ha. Không phải mỗi người đều có thể có Ma Lam Quyết, dạng này cấm kỵ công pháp, tại thời khắc mấu chốt này, đủ để nghịch chuyển sinh tử. Cho nên, làm cái kia kim điện kim nghê thú thi triển đế ma hung hồn, hóa thân thái cổ hung thú thời khắc. Lâm Tiêu Đình, đồng dạng lấy Ma Lam Quyết, nghịch chuyển máu tươi. Hắn để toàn thân máu tươi hóa thành màu xanh lam, để toàn thân hắn, như là lam ma, đồng dạng ma khí mãnh liệt. Lâm Tiêu Đình, mạnh lên. Xích điện kim nghê thú, đồng dạng mạnh lên. Cho nên, bọn họ càng thêm dữ tợn. Lý Thiên Mệnh, rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Lâm Tiêu Đình dữ tợn cười to. Hắn nhấc lên xích ma điện kích. Giết, giết, giết. Hắn liền hô 3 tiếng, mỗi một âm thanh, đều càng như ác ma. Giết. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, trong gió, có thể nghe được bọn họ bệnh tâm thần. Giống như lại nghe được. Kim Vũ tại cái kia 16 năm, cùng mình nói qua tất cả lời nói. Theo xuất sinh, đến xuất sinh nhập tử. Dường như nghe được hắn nói.
huynh đệ, sau đó, người đủ để đạp biến tinh hà, nghịch chuyển thương thiên, đủ để phá vỡ luân hồi, san bằng hỗn độn. Người chỉ cần giết chết người này, đoạn tuyệt tâm ma, từ đó, thiên hạ lòng đất, lại không ngăn cản ngươi người. Vạn vật sinh linh, thiên địa thần ma, hỗn độn hồng mông, đều sẽ bởi vì ngươi mà run rẩy. Cho nên, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Huynh đệ, vì ta báo thù. Vì ta báo thù. Đột nhiên ở giữa, Lý Thiên Mệnh mở to mắt. Một khắc này, như hỗn độn sơ khai. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu Đình, Xích Điện Kim Nghê Thú, giống như tôm tép nhãi nhép. Thời gian hết thảy ánh mắt, đều không có Lý Thiên Mệnh lạnh lùng như vậy. Hắn chỉ là, một kiếm, xem thấu sinh tử. Kiếm khí thời khắc, vạn trượng đấu trí, hướng càng thần tiêu. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm kia, giết ra 100 mét đại lôi diệt kiếm khí. Kiếm khí bên trong, lôi đình hỏa diễm quấn quanh, phút chốc bạo phát. Một kiếm kia, chấn động địa ngục. Mà Lâm Tiêu Đình cùng hắn cộng sinh thú, thật giống như tới từ địa ngục. Đinh! Một kiếm dưới, Lâm Tiêu Đình xích ma điện kích, gãy thành hai đoạn. Một kiếm dưới, Lâm Tiêu Đình cánh tay trái, bay ra 300 mét, nện tại thiên văn kết giới phía trên. Một kiếm dưới, Lâm Tiêu Đình gào lên thê thảm, cắm tại trên mặt đất, máu me đầm đìa. Cái gì, gọi là Ma Lam Quyết? Lý Thiên Mệnh cái này hỏi một chút, hỏi khắp Diễm Đô 30.000 người, không người trả lời. Người nào, là Thánh Thiên Phủ đệ tử? Cái này hỏi một chút, vẫn không người trả lời. Mà hắn, không coi ai ra gì, phóng tới cái kia mạnh nhất đối thủ. Đối thủ kia, không phải Xích Điện Kim Nghê Thú, đó là Đế Ma Hung Hồn. 3 năm trước đây, ta thuần phục không được ngươi. Ngày hôm nay, ta muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta, phủ phục run rẩy. Thiên sát kiếm, thần nộ. Cái này không phải chân chính thiên ý chiến quyết. Nhưng, đây mới thực là thượng thần chi nộ. Một kiếm này, kiếm khí trùng thiên, một kiếm thẩm phán, vô tận lực lượng hội tụ. Cái kia Xích Điện Kim Nghê Thú, huyết nhục hung mãnh, ma khí ngập trời, cắn xé mà đến. Làm. Đây là kiếm khí quét ngang xương cốt thanh âm. Xích Điện Kim Nghê Thú tả tiền đủ, đoạn. Thiên sát kiếm, thiên kiếp. Người đã lăng không, nếu như thượng thiên, một kiếm chặt chém, kiếm khí tung hoành 3.000 mét. Xoẹt. Một đạo kiếm ngân, chém nứt Đế Ma Hung Hồn, tại cái kia thái cổ hung thú trên thân, lưu lại một đạo to lớn vết máu. Cuộc đời một người, phấn chiến, truy cầu, chỗ là vật gì? Đơn giản chính là tôn nghiêm. Đơn giản chính là, vì tình, vì thủ hộ, để chứng minh tự mình. Tình, là tình huynh đệ, là ái tình, là thân tình. Ta vì tình sở khốn, ta yêu hắn nhóm, tất cả tình, đều là trong lòng ta ma. Nhưng, thì tính sao, như là vì tình, ta muốn thành ma, ta muốn trầm luân, vậy ta, cơm hộp cái này ma. Các ngươi, động trong nội tâm của ta ma, giết ta trong lòng ma. Như vậy hôm nay, ta liền hóa thành cái này ma, để cho các ngươi, nhấm nháp tâm ma nỗi khổ. Đây là duy nhất một lần. Từ nay về sau, chỉ có ta giết người, không có người giết ta. Nếu thật trọng phạm cấm, Lâm Tiêu Đình, chính là xuống tràng. Đây hết thảy, nói với chính mình. Hưởng qua quả đắng, đời này không muốn lại nhấm nháp. Mộ Dương nói, thiên sát kiếm, phải có ý chí của thần. Khoa trương một chút, không quan hệ. Kiếm ý có thể khoa trương, tâm có thể cao ngất. Cho nên giờ này khắc này, Lý Thiên Mệnh đối thiên sát kiếm lý giải, cùng thiên ý cảnh cường giả, không có khác nhau. Trước mắt, là cái kia thái cổ hung thú khát máu công kích, là nó trước khi chết phản công. Lý Thiên Mệnh, tựa như là ngày hôm qua Mộ Dương. Một kiếm đâm ra, thần tiêu tiêu tan. Người, không còn là người. Chỗ, không lại là địa. Thiên, không xứng là thiên. Thiên sát kiếm, tiêu tan, kiếm khí thời khắc, cái kia thái cổ hung thú, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Xích Điện Kim Nghê Thú, chết. Bị chết tan thành mây khói. Bị chết không lưu dấu vết. Cái gì thánh thú chiến hồn? Chỉ có một đạo màu đen hung hồn, bị Lý Thiên Mệnh phong tỏa tại kiếm khí ở giữa, quỳ dạp xuống trước mắt hắn, phủ phục run rẩy. Cái kia thánh thú chiến hồn, vốn chính là hắn. Nếu không phải là như thế, dù là Lý Thiên Mệnh đánh bại nó, cũng không có khả năng để nó dạng này phủ phục run rẩy. Những người còn lại, thậm chí sẽ để cho thánh thú chiến hồn tiêu tán. Cái này, chính là không có những người khác cướp đi Lâm Tiêu Đình thánh thú chiến hồn nguyên nhân, bởi vì Lâm Tiêu Đình, cơ hồ hoàn toàn dung hội thành công.
chỉ có nguyên chủ nhân mới có thể để cho nó run rẩy. Đây hết thảy đều đang nói rõ, 3 năm trước đó, đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Người nào mới thật sự là ác đồ, mà người nào bị vu hãm, bị khi nhục. Nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì giờ khắc này, thắng bại đã rốt cuộc. Xích điện kim nghê thú, chiến tử, thánh thú chiến hồn, trở lại Lý Thiên Mệnh trong tay. Cái kia tứ nhãn lôi ma thần ưng, đã khắp nơi trụi lủi, máu me đầm đìa. Lý Thiên Mệnh rơi vào trước mắt của nó. Đời sau, thay cái ngự thú sư. Một kiếm lên, đầu ưng, lăn rơi trên mặt đất. Kể từ đó, Lâm Tiêu Đình hai đầu cộng sinh thú chết hết. Hắn khoanh tay cánh tay, toàn thân màu xanh đậm, theo trong vũng bùn lúc bò dậy, vừa vặn nhìn thấy màn này. Hắn cũng thấy rõ ràng, Lý Thiên Mệnh tay cầm một kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy hắn. Sau đó, hắn lấy ra một cái bình nhỏ. Chờ mong sao, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm Tiêu Đình, toàn thân co rút. Hắn đi một bước, liền muốn té lăn trên đất một lần. Thẳng đến sau cùng, hắn bò lổm ngổm, run rẩy, quỳ gối Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ta sai rồi, ta thua, ta cầu ngươi, cho ta một thống khoái. Câu nói này nói ra, nước mắt rơi như mưa a. Hắn hoảng sợ, run rẩy, hắn lặng lẽ bóp lấy cổ của mình, muốn cho mình trực tiếp bóp chết. Đến lúc này thời điểm, hắn làm sao lại không biết, chính mình chết chắc. Đến mức hoảng sợ, sớm đang thi triển Ma Lam Quyết thời điểm, hắn liền bị Lý Thiên Mệnh dọa đến thất hồn lạc phách. Đây là một cơn ác mộng. Hắn đã não tử trống rỗng. Lý Thiên Mệnh không chỉ là đánh bại thân thể của hắn. Hắn đã nghiền ép linh hồn của hắn. Lâm Tiêu Đình kiêu ngạo, đã sớm không còn sót lại chút gì. Hiện tại, hắn cũng là cái phế vật. Khóc ròng ròng, thấp hèn hơi run rẩy, liền muốn khẩn cầu một cái, được chết một cách thống khoái. Người nghĩ đến đẹp vô cùng. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, cho Lâm Tiêu Đình một cái tuyệt vọng trả lời chắc chắn. Cho ngươi một thống khoái, người nào đến cho ta 3 năm này, một thống khoái. Người nào đến cho ta huynh đệ, một thống khoái. Thế giới là công bằng, gieo bởi vì, liền muốn nhấm nháp ác quả, mà bây giờ, ta dạy cho ngươi làm sao nhấm nháp cái này ác quả. Không tắt thở, không mở ra thiên văn kết giới. Cho nên, sau đó một màn, rất nhiều người quay lưng đi. Chỉ là coi như quay lưng đi, vẫn có thể nghe thấy, Lâm Tiêu Đình tiếp tục một canh giờ kêu thảm. Đó là bi thảm muốn tuyệt gọi tiếng. Tất cả mọi người nghe được run rẩy. Vậy rốt cuộc đến cỡ nào tê tâm liệt phế, tất cả mọi người hiểu. Trọn vẹn một canh giờ a. Rốt cuộc, kết thúc. Khả năng mấy trăm năm về sau, con cháu của bọn họ hậu bối, đều sẽ biết chuyện này. Phụ mẫu sẽ nói cho hắn biết. Ngày nào đó Lâm Tiêu Đình gặp hình phạt. Gọi là lăng trì xử tử. Một canh giờ ở giữa, như thế dài dằng dặc. Nhưng, đây là bị hãm hại, bị phế người báo thù, 3 năm sau trở về. Tự tay mình giết cửu nhân trò vui. Dù là hung tàn, ai sẽ ngăn cản. Dù sao, Lâm Tiêu Đình một mực không có tắt khí đây. Đổ ước, không phải đến tắt khí đến. Đến mức, hai vị kia giám sát sứ đồng dạng ánh mắt lạnh lùng, coi nhẹ đây hết thảy. Buồn cười nhất chính là Lôi Tôn Phủ. Gia tộc cường thịnh, ức hiếp người khác thời điểm, bọn họ bá đạo vô tình. Bây giờ, lấy Lôi Tôn cầm đầu, còn lại giả yếu tàn tật. Nguyên một đám quỷ gối hai vị giám sát sứ trước mặt. Cái này một canh giờ, bọn họ dập đầu hơn ngàn lần. Cái kia Lôi Tôn Lâm Triệu, đã đập đến đầu rơi máu chảy. Thỉnh cầu giám sát sứ đại nhân, mau cứu Tiêu Đình, hắn nhưng là Thánh Thiên Phủ đệ tử a. Nguyệt Linh gia tộc, van cầu các ngươi, giúp chúng ta hướng giám sát sứ nói một câu a. Từng này tuổi, mất con, lại tang tôn. Bực này đả kích, đã để hắn thê thảm đến, kém chút tại chỗ tắt khí. Không sai, hết thảy gieo gió gặt bão, lại có thể trách ai. Ý thế hiếp người, xem mạng người như cỏ rác thời điểm, nếu là có thể lường trước có một ngày này, lại sẽ thu liễm. Làm ra muốn để diệt vệ ra cả nhà thời điểm, có thể từng muốn tha thứ vệ phủ người già trẻ em. Hắn sợ là sớm liền chuẩn bị tốt, mặc kệ người già trẻ em, chém tận giết tuyệt, đoạn thảo trừ tận gốc, tránh khỏi vệ phủ chết sống tái phát, cho tương lai Chu Tước Quốc Tân Vương chế tạo phiền phức đi. Không thể mở, đây là Lâm Tiêu Đình chính mình hướng giám sát sứ ước chuyện đã quyết. Giám sát sứ đại nhân hôm qua đã đồng ý, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể lật lọng. Lâm Tiêu Đình, chiếm người bạn gái, đoạt nhân bảo vật,
giết người huynh đệ, còn muốn vu hãm bôi nhọ, trả đũa. Như thế ỷ thế hiếp người, lang tâm cẩu phế, đáng đời đến như thế giáo huấn. Ta hướng Lý Thiên Mệnh xin lỗi, 3 năm này ở giữa. Ta bị mơ mơ màng màng, mỉa mai nhục mạ qua hắn. Hôm nay xem xét, kẻ này 3 năm nằm gai nếm mật, rốt cục tại vạn chúng trước đó, làm sáng tỏ tự mình, chém giết cửu địch. Thật đáng mừng, giá trị phải tôn trọng. Cái này, mới là chúng ta Chu Tước quốc nhân vật thiên tài khí khái. Mà không phải phát rồ, thậm chí trước mặt mọi người khi sư lâm tiêu đình. Làm đột phá quy nhất cảnh, liền nghe người hắn uy hiếp sư tôn Mộ Dương, muốn để sư tôn cho hắn dập đầu. Như thế kẻ ti tiện, Lý Thiên Mệnh một thân cửu huyết, mặc dù hắn ngàn đao bầm thây cửu địch, cũng có gì sai đâu. Tại ta xem ra, đây là thật thiên tài, tính tình thật, chân trượng phu, chân hán tử. Tự hôm qua lên, liền có một nửa người bởi vì cửa đá hạ 8 chữ, đoán được 3 năm trước đây cái kia một trận thù không đợi trời chung. 3 năm trở về, chỉ là thiếu niên, khiêu chiến cường quyền, một người là thiên phủ vệ gia xuất chiến. Như thế khí phách, cũng đã để không ít xem trò vui diễm đô cường giả, lòng sinh tin phục. Ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh kiếm chạm tứ nhãn lôi ma thần ưng, bạo sát thi triển đế ma hung hồn xích điện kim nghê thú, lại nghiền ép sử tử lâm tiêu đình. Như thế nghịch thiên biểu hiện, còn có trong chiến đấu, bày ra siêu tuyệt ý chí, có thể nói thiên hạ vô song. Lại thêm, hắn kiếm khóa đế ma hung thú, để hắn tại dưới kiếm run rẩy, càng là hướng vạn chúng nói rõ 3 năm trước đây, chân chính chân tướng. Trái tim con người bên trong, đều có nhiệt huyết. Cho dù là lại đạm mạc, lại đối xử lạnh nhạt giễu cợt người cười, bây giờ đều bị cái kia huy kiếm thiếu niên, cảm động đến hai mắt đỏ thẫm. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, như thế nào không ai đứng ra, vì Lý Thiên Mệnh nói chuyện. Một người nói, không người có thể nghe thấy. 10 người nói, thanh âm yếu ớt. 100 người nói, chính là tia lửa. 1000 người nói, đã đinh tai nhức óc. Các loại 30.000 người cùng một chỗ nói, toàn trường gào thét. Lôi tôn Lâm Triệu, còn muốn hướng giám sát sứ cầu tình. Xin lỗi, thanh âm của hắn, lôi tôn phủ tất cả mọi người quỳ xuống đất kêu khóc thanh âm, giám sát sứ, đều nghe không được. Cho nên, xin lỗi nếu là có dùng, có hay không có thể tùy tiện đoán nhân tạo hóa, áp đặt nói xấu. Dập đầu nếu là có dùng, có hay không có thể tùy tiện giết người, xem mạng người như cỏ rác. Gieo xuống cái này bởi vì, liền muốn nhấm nháp ác quả. Làm ra tội nghiệt càng nhiều, ác quả nỗi khổ, thì càng tàn nhẫn. Không người sẽ đồng tình lôi tôn phủ, dù sao đây là gieo gió gặt bão. Lôi tôn phủ người, cũng chỉ có thể thê thảm, đờ đẫn, hối hận, thống khổ nhìn lấy Lâm Tiêu Đình, dần dần, chậm rãi chết tại Lý Thiên Mệnh trong kiếm. Cho dù là lôi tôn, lúc này đều quỳ trên mặt đất, quỳ bái Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên này, đã để hắn quỳ xuống đất run rẩy. Nhớ đến ngày nào đó, Lâm Tiêu Đình hoan hỉ trở về, cùng hắn nói mình đoạt được thánh thú chiến hồn thời khắc, hắn vui cười 3 ngày 3 đêm. Nằm mơ đều muốn cười tỉnh a. Hắn hỏi, từ chỗ nào đoạt đến? Một cái ti tiện, không quyền thế nông thôn tiểu tử. Giết hay chưa? Không có đâu, người này còn ở trước mặt ta thống khổ kêu gào, nói một ngày nào đó muốn để ta xuống địa ngục, ta đều cười. Sau đó, ta thì phế đi hắn cộng sinh thú, để hắn biến thành phế nhân, để hắn sau đó chậm rãi cảm thụ, phế vật sinh hoạt đến cỡ nào thê thảm. Ta còn trả đũa, để hắn danh tiếng quét rác. Ra ra, ta làm rất đúng sao? Không đối phó, Lâm Triệu lắc đầu nói. Vì cái gì? Ngươi còn trẻ, ưa thích trêu cợt người khác, nhìn người thê thảm. Kỳ thật không có ý nghĩa. Bởi vì đây chỉ là một hèn mọn con kiến hôi, hắn thê thảm. Không thể để cho ngươi sinh ra bao nhiêu khoái cảm. Lâm Triệu lúc ấy lời nói thấm thía nói. Cái kia cách làm chính xác là. Tại chỗ liền giết, sau đó tra rõ ràng lai lịch của hắn, giết cả nhà của hắn cả nhà, dạng này, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lâm Triệu cười nói. Minh Bạch, ta cái này đi. Lần này coi như xong, lần sau nhớ kỹ là được. Lôi tôn khóc. Lúc trước, nếu là hắn không nói câu nói sau cùng, tốt bao nhiêu. Mà bây giờ, liền hắn đều muốn quỳ gối Lý Thiên Mệnh trước mặt, toàn thân run rẩy, nhìn lấy cái kia tóc trắng ma thần, trong lòng, ruột gan đứt từng khúc. Hối hận a, hối hận a, hắn gầm thét, nuốt vào trong bụng, đều là dòng máu. Lôi tôn phủ, hôm qua không có đỉnh phong đệ nhất, chấp trưởng một nước mộng đẹp, triệt để sụp đổ. Hôm nay,
Lôi Tôn Phủ không có tương lai. Lâm Tiêu Đình vừa chết, sau đó Lôi Tôn Phủ, chỉ có trọng thương Lôi Tôn trèo trống, cơ bản tuyên cáo tại Diễm Đô xóa tên. Thử hỏi, cái kia Nguyệt Linh gia tộc, như thế nào lại ở thời điểm này phản ứng đến hắn nhóm đâu? Chính bọn hắn đều đầy đủ nhức đầu. Bởi vì, thế hệ thanh niên, đã không có thể cùng Lý Thiên Mệnh giao phong người. Nói cách khác, cái này ba trận tỉ thí, Vệ Phủ cầm tới hai phần, lấy được cái này Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến thắng lợi. Trầm Uyên đấu thú, Lý Thiên Mệnh đánh bại Nguyệt Linh Cơ, đoạt được Hải Long Thiên Trụ. Khi đó, không người quan chiến, hai vị giám sát sứ đại khái có thể tùy tiện an bài vô địch,